đứng tại bên ngoài hơn 10 trưởng diễm vương, thì là phát ra một ngạt thanh âm, lảo đảo hướng về sau lùi lại. Đây chính là thiên sơ tiên tử thiên hà thần quyền sao. Diễm vương sắc mặt, cực độ tái nhợt, nhìn từ bề ngoài, diễm vương chỉ là hơi ở vào hạ phong, trên thực tế, thiên hà thần quyền cực kỳ huyền diệu, từng đạo ám kình đem hắn chấn động đến chịu nội thương nghiêm trọng, thể nội tạng phủ đều có vỡ tan dấu hiệu. Giờ phút này, diễm vương liền xem như hơi nhức khoát tay, thể nội đều sẽ chuyển ra đau nhức kịch liệt. Vong Thiên trên người áo bào đen không gió mà bay, trong áo bào đen có màu đen như mực âm sát chi khí, lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh liền bao trùm chung quanh hơn 10 dặm thiên địa. Nghe nói, Lạc Thần bằng vào Thiên Hà Thần Quyền, đánh chết qua địa ngục giới một vị ma thần, ta vẫn cho là Lạc Thần vẫn lạc về sau, Thiên Hà Thần Quyền liền đã thất truyền, ngược lại là không nghĩ tới, tiên tử ngươi lại có thể tìm hiểu ra Thiên Hà Thần Quyền tinh túy. Vong Thiên từng bước một tới gần Bạch Vũ Không Tước Thánh xa, trong tay vô tận đao, tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt quang hoa hôm nay, vong mỗ liền tới gặp một lần thiên hà thần quyền. Tẫn minh đao pháp đao thứ nhất, hữu khứ vô hồi. Hơn vạn đạo đao đạo quy tắc, hòa tan vào đao pháp, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng trong bạch vũ khổng tước thánh xa thiên sơ tiên tử công phạt đi qua. Đao quang, như là huyết nguyệt, trong thánh xa, bay ra từng đạo thánh đạo quy tắc, dung nhập tại dòng sông thánh khí. Lập tức, trong dòng sông thánh khí, lại là bay ra một đạo quyền ấn, đánh về phía vong thiên bổ ra đao quang. Ầm ầm, một chiêu này kịch liệt đụng nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi tẫn minh đao pháp đao thứ hai hữu lai bất phãng phong thiên bổ ra đao quang càng hung hiểm hơn bị bóng tối bao trùm mảnh khu vực này vang lên vù vù thanh âm không biết bao nhiêu đạo đao khí ở trong thiên địa xuyên thẳng qua bành bành phong thiên trong tay vô tận đao chính là một kiện thất diệu vạn văn thánh khí thi triển ra đao pháp chính là thông huyền cấp trung giai thánh thuật tại cùng thiên sơ tiên tử trong đối chiến đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hai người liên tiếp đối công gần trăm chiêu đem chung quanh mảnh khu vực này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được thật dài vết đao cùng to lớn quyền hố. Thời gian dần trôi qua, vần quanh tại Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa ngoại vi dòng sông thánh khí kia, trở nên có chút không ổn định, phản phất là muốn phân giải mà ra. Mà tiểu cô đôi mắt sáng lên, cười nói tiên tử trên người đan độc liền muốn phát tác, các người tăng tốc tốc độ tấn công, nàng đã nhanh muốn không chịu nổi. Vạn nhất nàng tự bạo thánh nguyên, cùng chúng ta ngọc thái câu phần làm sao bây giờ? Vong thiên có chút lo lắng. Ma tiểu cô cười nói, yên tâm, hòa hợp đan đan độc có thể ảnh hưởng tu sĩ tư duy cùng tinh thần ý chí, nàng là sẽ không tự bạo thánh nguyên. Trong thánh xa, thiên sơ tiên tử trên da thịt không ngừng lăn xuống mồ hôi, nhãn thần trở nên có chút mê ly, thân thể mềm mại đang khe khẽ run rẩy. Lúc đầu, lấy nàng tu vi cường đại là có thể ngăn chặn hòa hợp đan đan độc, nhưng là vong thiên không ngừng khởi sướng tiến công, làm cho nàng không thể không ra tay đánh trả, dẫn đến đan độc hung mãnh bạo phát đi ra, đã đến không cách nào khống chế dưới đáy. Không được không thể bị bọn hắn bắt xem ra chỉ có thể đi một bước cuối cùng kia thiên sơ tiên tử trong đôi mắt lộ ra một đạo tuyệt kiên quyết chi sắc mười ngón chụp nhập vào lòng bàn tay có từng tia từng tia máu tươi từ trong khe hở chảy ra tới nàng cố gắng điều động thể nội thánh khí hướng khí hải hội tụ tới dẫn động thánh nguyên rất hiển nhiên thiên sơ tiên tử tinh thần ý chí viễn siêu ma tiểu cô dự đoán hoa một đạo sáng tỏ bạch quang từ trong bạch vũ khổng tước thánh xa tuôn ra xé rách màu đen như mực âm sát chi khí không tốt nàng đã dẫn động thánh nguyên, lập tức liền sẽ tự bảo. Phong thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức như chấp giật hướng về sau lùi lại. Lấy thiên sơ tiên tử tu vi một khi tự bảo, dưới đại thánh sinh linh, đoán chừng không có mấy cái sống được xuống tới. Liền ngay cả ma tiểu cô cũng đều trốn đến đại thánh khô lâu phía sau, miệng nhỏ hơi nhếch lên, tinh thần ý chí lọt vào đan độc ăn mòn, lại còn có thể tự bảo thánh nguyên, ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Ngược lại là diễm vương, vậy mà đứng tại chỗ bất động. Diễm vương trên mặt mang theo ý cười, trong miệng đọc lên một câu, lục dục dưới cổ. Từ lòng bàn tay của hắn, bay ra hàng ngàn hàng vạn hạt điểm sáng, rơi xuống trên bạch vũ khổng tước thánh xa, bay vào trong xe. Nếu là sử dụng tinh thần lực dò xét, liền sẽ phát hiện, mỗi một hạt điểm sáng, đều là một cái nhỏ bé tới cực điểm côn trùng. Một lát sau, trong thánh xa truyền ra thiên sơ tiên tử thống khổ chìm anh âm thanh, đồng thời còn có ngã xuống đất thanh âm. Hướng ra phía ngoài dâng lên thánh quang màu trắng, cũng là trong nháy mắt biến mất. Diễm Vương tiếng cười càng thêm càn rỡ, chúng lục dục dưới cổ, cho dù là thiên hạ thuần khiết nhất ngọc nữ, cũng muốn biến thành ai cũng có thể làm chồng dục nữ. Lạc Cơ, về sau ngươi liền ngoan ngoãn làm bản vương ái thiếp, bản vương tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lục dục dưới cổ, là âm dương giới lục dục chân giáo đệ nhất trí bảo. Loại sâu độc này, là chúng ở trong tinh thần của tu sĩ, có thể làm cho Bồ Tát phá giới, khiến cho sinh linh dục vọng không cực hạn. Lục dục chân giáo đương đại giáo chủ, bằng vào lục dục giới cổ, đã từng thu phục một vị Bồ Tát, đem hắn xem như nô lệ đồng dạng nuôi nhốt ở bên người. Phật môn bê bối này truyền ra về sau, gây nên các giới oanh động, cuối cùng, chính là một vị Phật, lấy chân thân tiến về âm dương giới, mới đưa vị kia Bồ Tát mang về. Hôm nay bản vương liền muốn tự mình thử một lần, cái gọi là tiên tử, đến cùng cùng nữ tử khác có cái gì khác biệt. Ngân ngân, diễm vương đi đến bạch vũ khổng tước thánh xa trước mặt, phóng ra bước chân, dẫm lên xa luân, một bước nhảy lên. Lúc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc đi vào chân diệu quan, đã từng canh giữ ở nơi đây nửa cổ đại thánh hung vật đã rời đi, nơi này lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Hoa, liên hậu hóa thành một mảnh mây đen, từ Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu bay vọt qua, ngăn lại đường đi của hắn, tỷ tỷ ta cứ như vậy dọa người sao. Người trốn nhanh như vậy làm gì? Trương Nhược Trần ngừng lại, không tiếp tục trốn, trên mặt ngược lại lộ ra một đạo dáng tươi cười, ta là lo lắng hòa hợp đan đan độc phát tác, mất lý trí về sau, Đối với tỷ tỷ ngươi làm ra chuyện gì quá phận, cho nên chỉ có thể cố gắng trốn được xa một chút. Thật sao? Tỷ tỷ ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm ra cỡ nào chuyện gì quá phận." Liên Hậu thanh âm rất mềm mại, nếu là nam tính tu sĩ khác nghe được nàng nói ra lời này, đoán chừng xương cốt đều trở nên dã rời. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại trông thấy, Liên Hậu năm cái ngón tay ngọc đầu ngón tay, mọc ra bén nhọn móng tay, lập tức thân thể mềm mại của nàng trở nên mơ hồ. Trương Nhược Trần không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng thi triển ra không gian na biến mất tại nguyên chỗ xoẹt xẹt liên hậu năm ngón tay bẻ vụn trương nhược trần áo bào lưu lại năm cái lỗ thủng tốc độ thật nhanh sử dụng không gian na di đều chậm nửa nhịp khẳng định là trung giai thánh thuật cấp bậc thân pháp trương nhược trần sau lưng đổ mồ hôi lạnh lập tức đem văn tự khải giáp kích phát ra đến bao trùm toàn thân liên hậu tú mục trầm xuống thanh lão nha minh đạo thánh giáp xem ra hắn cùng vũ văn tĩnh thật là chết ở trong tay ngươi chân diệu tiểu đạo nhân từ trương nhược trần trên thân nhảy dụng tới trên mặt đất, cấp tốc phóng tới chân diệu quan. Liên hậu hướng nó liếc qua, lập tức tuyết trắng như ngọc tay trái mở ra, một cái đan sen ma văn tiểu đỉnh, từ lòng bàn tay nổi lên, hướng chân diệu tiểu đạo nhân oanh kích tới. Trương nhược trần thân hình lóe lên, cản đến chân diệu tiểu đạo nhân trước người, trên hai tay hỏa thần khải giáp, tản mát ra chói mắt ánh lửa, cùng ma đỉnh đụng vào nhau. Bành, âm vang điếc tai thanh âm vang lên, trương nhược trần dưới thân thể chìm, hướng về sau đổ trượt ra ngoài, phần lưng cùng chân diệu quan thềm đá đụng vào nhau, đâm đến thềm đá nứt ra từng đạo đường vân. Đạo quán ngưỡng cửa, chân diệu tiểu đạo nhân ngừng lại, nhìn chằm chằm phía dưới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy, run run thân thể, có đất đá lăn xuống tới trên mặt đất. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đối diện liên hậu, quát lớn một tiếng, nhìn cái gì vậy, còn không nhanh đi lấy tử kim bát quái kính. Chân diệu tiểu đạo nhân lập tức nhảy vào trong bậc cửa, biến mất tại trong đạo quán. Liên hậu nện bước khiêu gợi bước liên tục, Lần nữa tới gần Trương Nhược Trần, cười nói, xem ra trong tòa đạo quán này là có gì ghê gớm bảo vật, có thể làm cho bổn hậu nhìn trước cho thỏa chí sao. Liên Hậu bỏ qua Trương Nhược Trần, hướng trong đạo quán phóng đi. Bá, Trương Nhược Trần bàn tay vung lên, một khe hở không gian bổ ra, lần nữa chặn lại nàng. Tiếp theo, Trương Nhược Trần bộc phát ra khí thế bén nhọn, đánh ra một mảnh thần diễm cấp bậc Tịnh Diệt thần hỏa hỏa vân, đem Liên Hậu bao phủ. Liên Hậu không dám đụng vào vết nứt không gian, đành phải hướng về sau lùi lại, vừa lùi lại này chính là đụng vào trên tịnh diệt thần hỏa hỏa vân, bao trùm tại thân thể ngoại vi hộ thể thánh khí, bị ngọn lửa thiêu đến càng ngày càng mỏng. Nàng một lọn tóc, dính lên tịnh diệt thần hỏa, xoẹt một tiếng, đốt thành cho bụi. Liên hậu nhãn thần trở nên băng lãnh thấu xương, không gian chi đạo cùng tịnh diệt thần hỏa, bổn hậu càng xem càng cảm thấy ngươi giống một người. Giống ai? Trương Nhược Trần hỏi, Liên hậu nói, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười cười, không có trả lời nàng, mà là liên tiếp đánh ra mấy chục đạo vết nứt không gian, hướng nàng điên cuồng tấn công tới liên hậu thân pháp cũng là gì thường lợi hại đúng là từng cái tránh khỏi đồng thời thì triển ra một loại chỉ pháp một chỉ đánh về phía trương nhược trần mi tâm một chỉ này nguyện khí 10 phần có lực xuyên thấu đáng sợ trương nhược trần một bên hướng về sau lùi lại đồng thời đem thời không bí điển lấy ra chuẩn bị vận dụng đa nguyên không gian hóa giải liên hậu một kích này đúng lúc này trong chân diệu quan truyền ra một cỗ chấn thiên động địa cường đại uy năng hoa một đạo tử quang từ đạo quán trong đại môn bay ra oanh kích ở trên thân liên hậu liên hậu hộ thể thánh khí, trở nên so giấy còn muốn yếu ớt, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Phốc phốc, liên hậu phần bụng, bị tử quang xuyên thấu, lưu lại một cái to cỡ miệng chén trong suốt lỗ thủng. Chương 1699, diệt liên hậu. Tử quang xuyên thấu liên hậu phần bụng về sau, lại là đánh vào mặt đất, lập tức bên ngoài hơn 10 trượng, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc bạo hưởng, chung quanh vùng này dãy cung điện đều đang rung động nhẹ nhẹ. Liên hậu hai chân đứng không vững, Nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay sờ lấy phần bụng lỗ máu, ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, trí tôn chi lực. Là trí tôn thánh khí. Chân diệu, chân diệu A. À. Ha ha, không sai, chính là trí chí tôn thánh khí, hiện tại biết bần đạo lợi hại A. À. Chân diệu tiểu đạo nhân một tay vác tại sau lưng, một tay nâng tử kim bát quái kính, ngạo khí nghiêm nghị đi ra chân diệu quan, đem mặt kính đối với liên hậu, lại nói trên đời này có chút sinh linh, ngươi là không chọc nổi. Trương Nhược Trần, ngươi nói xử trí như thế nào nàng? Trương Nhược Trần lật ra một cái liếc mắt, nói ai bảo ngươi hô lên tên của ta. Trần Diệu tiểu đạo nhân hơi kinh hãi, vội vàng che miệng, đúng a, à, không thể bại lộ thân phận của ngươi, làm sao bây giờ. Giết người diệt khẩu, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói chỉ có thể dạng này. Mặc dù Liên Hậu sớm đã có suy đoán, nhưng là, thật sự xác định nam tử trước mắt này chính là Trương Nhược Trần về sau, trong lòng vẫn như cũ là vô cùng giật mình. Vừa mới qua đi bao lâu, Trương Nhược Trần vậy mà từ một cái nửa bước thánh vương, trưởng thành đến có thể cùng nàng khiêu chiến trình độ. Nàng rốt cục có chút minh bạch, vì sao thương tử cự đều sẽ lao sư động chúng đi đối phó Trương Nhược Trần. Tiểu tử này, đích thật là một cái càng sớm diệt trừ càng tốt nhân vật nguy hiểm. Xoẹt xoẹt, chân diệu tiểu đạo nhân điều động thánh khí, liên tục không ngừng rót vào tử kim bát quái kính. Trên mặt kính, một tòa bát quái hư ấn hiện ra, chậm rãi xoay tròn. Liên hậu trong lòng biết ngăn không được trí tôn thánh khí, vội vàng nói, chậm đã, các ngươi không muốn cứu thiên sơ tiên tử sao nàng hiện tại khẳng định đã rơi vào trong tay người của chúng ta, các người giết ta, chẳng khác nào mất đi một cái cùng vong thiên, diễm vương bản điều kiện thẻ đánh bạc. Chân diệu tiểu đạo nhân nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, nàng nói hình như. Cũng có một chút đạo lý, Trương Nhược Trần nghe tại điều động tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa thể nội hòa hợp đan đan độc. Thế nhưng là, đan độc lại là tác dụng tại thánh hồn, tịnh diệt thần hỏa vừa mới nhích tới gần. Đan độc còn không có bị luyện hóa, thánh hồn cũng đã bắt đầu phân giải thiên sơ tiên tử nói nàng có hóa giải hòa hợp đan đan độc biện pháp, xem ra chỉ có thể mau chóng chạy trở về, đưa nàng cứu ra mới được. Trương Nhược Trần trong lòng, vừa mới sinh ra một ý nghĩ như vậy, một cỗ lăng lệ âm phong, chính là đập vào mặt. Trương Nhược Trần lập tức kéo căng thần kinh, hướng đối diện chầm chầm đi. Chỉ gặp, nguyên bản bị trọng thương quỳ một chân trên đất liên hậu, bộc phát ra tốc độ như tia chớp, hướng chân diệu tiểu đạo nhân công đi qua. Hai cánh tay của nàng trở nên dài nhỏ, tựa như hai cây cao vài trượng luyện không, mười ngón bóc thành hình móng, đúng là muốn cướp đoạt tử kim bát quái kính. Không tốt, cẩn thận. Trương Nhược Trần tương đối rõ ràng, chân diệu tiểu đạo nhân khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, khoảng cách gần giao thủ, tuyệt không phải là đối thủ của liên hậu. Một khi để liên hậu đem tử kim bát quái kính cướp đi, đừng nói là đi cứu người, hắn cùng chân diệu hôm nay có thể hay không còn sống rời đi đều là một ẩn số. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó điều động lực lượng không gian, hai tay hợp lại cùng nhau hướng liên hậu phần lưng một chém một đạo dài đến hơn trường vết nứt không gian hiển hiện ra, thẳng hướng liên hậu chém đi qua. Liên hậu con mắt nhìn qua tuần tự liếc qua, lộ ra âm hàn chi sắc, trương nhược trần, chờ đến bổn hậu cướp đoạt trí tôn chi khí, trước phế bảo ngươi kinh mạch toàn thân, nhìn ngươi còn thế nào vận dụng lực lượng không gian. Trích tinh thủ, bắt, liên hậu đến chân diệu tiểu đạo nhân trước mặt, hai tay bàn tay chung quanh lưu động mấy ngàn đạo thánh đạo quy tắc, xen lẫn thành một tấm vô hình lưới lớn, đem chân diệu tiểu đạo nhân bao phủ. Mà lúc này, vết nứt không gian khoảng cách nàng còn có ba trượng khoảng cách. Lần trước, bần đạo là không có chuẩn bị kỹ càng, mới có thể bị vương gì kia một quyền đánh thành trọng thương. Hiện tại, bần đạo là trạng thái đỉnh phong, nhưng không có dễ khi dễ như vậy. Chân diệu tiểu đạo nhân bước chân lướt ngang, hóa thành một đạo lưu quang màu tím, tránh đi liên hậu thi triển cầm nã thánh thuật. Sau đó, nó xuất hiện đến liên hậu phía bên phải, vung lên từ kim bát quái kính, đột nhiên một kích vỗ xuống đi. Bành, liên hậu cánh tay phải sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ, Lập tức trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Cùng lúc đó, từ phía sau bay tới vết nứt không gian càng ngày càng gần, mắt thấy là phải chém ở trên thân nàng, Liên Hậu đành phải vặn vẹo eo nhỏ nhắn hướng bên trái lui tránh. May mắn nàng tu luyện Trung giai Thánh thuật cấp bậc thân pháp, cơ hồ là tâm niệm vừa động, thân thể chính là biến mất tại nguyên chỗ, cuối cùng tránh đi vết nứt không gian. Ta hiện tại đã bị trọng thương, không có khả năng đối phó được Trương Nhược Trần cùng gốc cổ thánh dược 10 vạn năm kia. Vô luận là bị đánh xuyên phần bụng, vẫn là bị đánh cho biến mất không thấy gì nữa cánh tay phải, đều để liên hậu cảm giác được cực kỳ đau đớn, mặc dù trong lòng vô cùng ủy khuất cùng oán hận, nhưng lại không thể không toàn lực ứng phó hướng nơi xa bỏ chạy. Không trốn, nói không chắc hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đường đường âm dương giới lãnh tụ, để ta đạo tu sĩ đều nghe tiếng biến sắc liên hậu, lại bị một cái nhân tài mới nổi cùng một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược đánh cho chỉ có thể đào mệnh, lần này mất mặt thật là ném đi được rồi. Hiện tại mới muốn chạy trốn, trễ liên hậu trước người, xuất hiện một đạo không gian ba động. Một cái cháy hừng hực đốt thiết quyền, từ không gian ba động vị trí trung tâm đánh ra, hình thành một vòng hình khuyên hỏa diễm vân, đánh cho liên hậu bay ngược trở về, một tiếng ẩm vang, đụng vào chân diệu quan trên vách tường. Liên hậu trên thân thể, xuất hiện mấy chục đạo màu đỏ như máu vết nứt, như là một kiện sắp phá toái màu trắng gốm xứ. Liên hậu trên người vết nứt, không ngừng lăn xuống huyết châu, nằm dạp trên mặt đất, run giọng nói, trương nhược. Nhược chân, giết ta, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Lưu ta một mạng, bổn hậu có thể làm ngươi. Tôi tớ, nghe ngươi sai xử, không cần, Trương Nhược Trần rất lạnh lùng, đi đến liên hậu trước người, trong lòng bàn tay hiện ra một mảng lớn tịnh diệt thần hỏa, kích ở trên người liên hậu. Xoẹt xoẹt, sau thời gian một hơi thở, liên hậu thân thể bị thiêu thành cho tàn. Đùng, 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 chân diệu tiểu đạo nhân hai tay vỗ tay, nói tiểu tử ngươi đủ hung ác a à, là thủ tồi hoa không có chút nào nương tay, nói thực ra, vừa rồi liên hậu đáp ứng thần phục thời điểm bần đạo cũng có chút động tâm kỳ thật bần đạo hiện tại rất là hoài nghi người có phải hay không thật chúng hòa hợp đan độc trương nhược trần trong mắt sắc bén quang mang biến mất nhãn thần trở nên có chút hỗn loạn vội vàng vuốt vuốt huyệt thái dương mới lại khôi phục lại chân diệu tiểu đạo nhân vội vàng trốn đến nơi xa nói người đến cùng vẫn rất không chịu được đừng đến lúc đó đan độc phát tác đối với bần đạo làm ra cái gì chuyện gì quá phận chịu được đi chúng ta đi cứu người Trương Nhược Trần lắc lắc có chút hôn mê đầu, cố gắng chừng chừng mắt, lập tức kéo lấy chân Diệu Tiểu đạo nhân, lần nữa hướng trên ngọn núi cổ phóng đi. Khi Trương Nhược Trần đuổi tới cùng Thiên Sơ Tiên tử tách ra địa phương thời điểm, nơi đó đã biến thành một mảnh đất chết, tất cả đều là đổ nát thê lương, liền ngay cả dãy cung điện đều bị phá hủy một mảng lớn. Đến chậm sao, chiến đấu đã kết thúc, Trương Nhược Trần tâm có chút trầm xuống, chân Diệu Tiểu đạo nhân cái mũi, trên mặt đất hít hà, lập tức từ một đống trong đá vụn đào ra một cây đẫm máu cánh tay Diễm vương cánh tay, Trương Nhược Trần nắm lên tay cụt, xem xét vết cắt, nói là bị thiên sơ tiên tử vũ ti thần kiếm chặt đứt. Trên mặt đất có bạch vũ khổng tước thánh xa xa luân ấn, vị kia thiên sơ tiên tử khẳng định là trốn. Chân diệu tiểu đạo nhân lại có phát hiện mới, theo sau nhìn xem, Trương Nhược Trần hai chân, hiện ra loan phượng hư ảnh, hóa thành liên tiếp tàn ảnh liền xông ra ngoài. Đại khái đổi hơn 70 dặm, Trương Nhược Trần phát giác được Diễm Vương cùng vong thiên khí thức, vội vàng chậm dần tốc độ, đồng thời kích phát ra Phật đế Phật Châu lực lượng che giấu khí tức trên thân. Nơi đây là bên trong ngọn núi của một cái sơn cốc, trong cốc tất cả đều là màu tím đen nham thạch, nham thạch mặt ngoài lưu động ánh kim loại. Ở trong sơn cốc, nhất sốc đứng trên một mặt vách đá, có một cái cao 78 m sơn động. Sơn động nội bộ không ngừng có gió lốc thổi ra, sức gió biến thành cương khí, trình độ sắc bén có thể so với kiếm thánh thi triển ra kiếm đạo huyền cương. Nếu là một hai đạo cương khí thì cũng thôi đi, lấy Diễm Vương cùng vong thiên tu vi, hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng là, mỗi thời mỗi khác từ trong động bay ra cương khí, đúng là nhiều đến trên trăm đạo. Cho dù hai người bọn họ trên thân bảo vật rất nhiều, cũng khẳng định ngăn không được mấy đợt, tự nhiên cũng liền không dám mạo hiểm nhưng xâm nhập vào động huyệt. Trong sơn cốc, Diễm Vương hoạt động một lần nữa mọc ra cánh tay phải, hỏi, nghĩ đến vào sơn động biện pháp không có. Phong Thiên Mặt, cứng ngắc như sắt, lắc đầu, nói, vừa rồi ta dùng một kiện tứ diệu vạn văn thánh khí đi mở đường, chỉ là đi tới hơn 10 bước tứ vạn văn thánh khí liền bị hủy đi. Trừ phi có trí tôn thánh khí mở đường, nếu không dưới đại thánh sinh linh xâm nhập tiến hang động này, căn bản không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Diễm Vương nói, nói cách khác, là cơ tiện nhân kia hơn phân nửa đã chết ở bên trong. Vong Thiên lắc đầu, nói, là cơ bạch phú khổng tước thánh xa là bát diệu vạn văn thánh khí, cho dù là cương khí, cũng rất khó đem hắn đánh xuyên. Bất quá, trong sơn động sức gió mười phần quỷ dị, có lốc xoáy phi hành, có nghịch hướng phi hành, bằng vào một kiện bát rượu vạn văn thánh khí nàng là trốn không thoát tới trốn vào hang núi này nàng chính là đang tự tìm đường chết diễm vương cắn cắn răng lộ ra mười phần oán buồn bực thần sắc thật không biết tiện nhân này là như thế nào tránh đi lục dục giới cổ làm hại bản vương kém một chút liền chết tại dưới vũ ti thần kiếm của nàng lúc trước diễm vương thi triển ra lục dục giới cổ về sau nghe được trong thánh xa thiên sơ tiên tử ngã xuống đất thanh âm lập tức liền muốn leo lên thánh xa nhưng là hắn kéo ra màn xe trong nháy mắt đó lại giật mình phát hiện, thiên sơ tiên tử vẫn như cũng ngồi trong xe, không hề giống là chúng cổ dáng vẻ. Diễm vương ý thức được nguy hiểm, trong lòng thầm mắng một tiếng hí tinh, sau đó hướng về sau bắn ngược ra ngoài. Dù vậy, từ trong thánh xa bay ra vô ti thần kiếm, hay là chặt đứt hắn một cánh tay. Ngay sau đó, trong bạch phú khổng tước thánh xa, chính là bay ra một tấm lại một tấm phù lục công kích, hình thành cường đại sức mạnh công kích, để vong thiên cùng Diễm vương không dám tới gần. Nhân cơ hội này, Thiên sơ tiên tử lái bạch vũ khổng tước thánh xa chính là một mực chạy trốn tới nơi này, xông vào bên trong hang núi kia. Sơn cốc đỉnh chóp, trương nhược trần đứng tại một phương cự thạch hậu phương, nhìn xem trong cốc phong thiên cùng diễm vương mười phần nghi hoặc, làm sao chỉ có hai người bọn họ mà tiểu cô đi nơi nào? Tương đối mà nói, trương nhược trần cảm thấy có thể điều khiển đại thánh hung vật ma tiểu cô uy hiếp lớn hơn. chân diệu tiểu đạo nhân xoa xoa tay, cười nói quan tâm nàng đi nơi nào, dù sao chúng ta có trí tôn thánh khí nơi tay, có gì có thể sợ. Bần đạo đã có chút không kịp chờ đợi, muốn trước giải quyết hết hai tên này. Trương Nhược Trần thể nội hòa hợp đan đan độc bộc phát đến càng ngày càng hung mãnh, tinh thần ý chí trở nên càng ngày càng yếu, hoàn toàn chính xác không có thời gian tiếp tục chờ xuống dưới, ánh mắt trầm xuống, cùng một chỗ thôi động từ kim bát quái kính, trước chân sát phong thiên, lại thu thập Diễm Vương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1700, trong động, diễm vương mất kiên trì nói nếu nàng trốn không thoát đến không bằng chúng ta đi trước đi thần tuyền. hoàn toàn chính xác không cần thiết tiếp tục trong này lãng phí thời gian bất quá liên hậu lâu như vậy vẫn chưa về có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vong thiên có chút lo lắng đối phó một cái chỉ có ba bốn bước thánh vương cảnh giới tiểu tử có thể phát sinh ngoài ý muốn gì đúng a à, đối phó một cái ba bốn bước thánh vương cảnh giới tiểu tử nàng tại sao lâu như thế cũng còn chưa có trở về Diễm Vương sinh ra một tia dự cảm không tốt, hai đầu đen đặc lông mày chăm chú nhân lại, càng thêm cấp thiết muốn muốn rời khỏi sơn cốc. Đột nhiên, vòng thiên bén nhạy phát giác được, giữa thiên địa thánh khí, ngay tại hướng bên trong tòa thung lũng này cấp tốc hội tụ tới. Hắn vội vàng ngẩng đầu, song đồng nhanh chóng co vào, trầm giọng đi mau, lập tức rời đi nơi này. Vong thiên cùng Diễm Vương trên thân, đều phóng xuất ra sáng tỏ thánh mang, hóa thành hai cái trùm sáng, cấp tốc hướng ngoài sơn cốc phóng đi. Xoạt, trên sơn cốc, một cái màu tử kim bát quái ấn ngưng tụ ra, đem vong thiên cùng diễm vương hướng trên đỉnh đầu vùng trời kia hoàn toàn bao trùm, để vốn là hiện lên màu tím đen sơn cốc trở nên càng tím mấy phần. Bát quái ấn phát ra lực lượng ba động, trở nên càng ngày càng mạnh, càng là tản mát ra một tia trí tôn chi uy. Vong thiên cùng diễm vương sắc mặt, trở nên càng ngày càng khó coi. Mắt thấy hai người bọn họ liền muốn chạy ra sơn cốc, trên không trong bát quái ấn ký, bay ra hai đạo trí tôn chi lực, bay thẳng đỉnh đầu của bọn hắn. Vong Thiên cùng Diễm Vương riêng phần mình đánh ra vài kiện vạn văn thánh khí, nhưng là vừa mới cùng Chí Tôn chi lực đụng vào, những vạn văn thánh khí kia chính là phá toái mà ra, hóa thành từng khối sắt vụn, từ không trung rất xuống. Diễm Vương tốc độ hơi chậm một chút, lập tức trên lưng máu chảy ồ ạt. Hai người không thể không lui về sơn cốc, Vong Thiên trong tay áo, bay ra 27 đầu cự mãng màu đen, quay chung quanh hắn cùng Diễm Vương phi hành một vòng đằng sau, cắm trên mặt đất, hóa thành 27 thanh thiết mãng trận kỳ đón gió phấp phới diễm vương thì là đánh ra bốn khối thần cốt hóa thành bốn tòa thần cốt núi nhỏ đứng ở bốn cái phương vị làm xong đây hết thảy hai người bọn họ hốt hoảng nội tâm mới trở nên hơi chấn định một chút vong thiên cất giọng nói ta là thủy á giới vong thiên đến cùng là phương nào cao nhân đang thôi động chí tôn thánh khí chân diệu chân diệu hôm nay bần đạo muốn trừ ma vệ đạo diệt chính là ngươi vong thiên chân diệu tiểu đạo nhân thanh âm việt được đồng dạng kia vang vọng phía dưới sơn cốc vong thiên tâm đột nhiên trầm xuống đối phương tựa hồ không phải là vì giết người đoạt bảo, mà là đơn thuần muốn giết hắn. Giữa không trung bát quái ấn ký xoay tròn, hướng phía dưới chân áp, bầu trời trở nên càng ngày càng thấp, phong thiên cùng diễm vương trên người áp lực càng ngày càng to lớn. Hai người không thể không toàn lực ứng phó vận chuyển thánh khí, khống chế trận kỳ cùng thần cốt cùng bát quái ấn ký đối kháng. Bành bành, trí tôn chi lực hoàn toàn bạo phát đi ra, chân áp đến 27 thanh thiết mãng trận kỳ liên tiếp không ngừng sụp đổ. Kỳ dị là, tòa sơn cốc màu tím đen này địa chất dị thường cứng rắn, tại trí tôn thánh khí chân áp xuống, vậy mà đều không có vỡ tan. Phong thiên cùng diễm vương phát ra từng đạo tiếng giống, đem các loại ác chủ bài thủ đoạn nhau nhau phát huy ra, cùng bát quái ấn ký đối kháng, đúng là đem bát quái ấn ký chặn lại chỉ chốc lát. Trương Nhược Trần cùng chân diệu tiểu đạo nhân đều là dùng hết toàn lực, toàn thân thánh khí tựa như sông lớn một dạng lưu động, liên tục không ngừng đánh vào tử kim bát quái kính, gắt gao hướng phía dưới chân áp. Đây là giết chết Phong Thiên cùng Diễm Vương thời cơ tốt nhất. Nếu là đổi lại là tại địa phương khác, cho dù bọn hắn nắm giữ lấy trí tôn thánh khí, cũng chưa chắc có thể diệt sát hai vị này cường giới lãnh tụ. Trí tôn thánh khí uy lực mặc dù cường đại, nhưng là, đối với thánh khí tiêu hao cũng tương đương to lớn, cho nên nhất định phải đuổi tại thánh khí hao hết trước đó, đem bọn hắn hai người chân sát. Liền xem ai trước chống đỡ không nổi, trương nhược trần hai mắt trở nên đỏ bừng, không ngừng giống to, giết, 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 một phương diện, hắn là thật mười phần muốn diệt trừ vong thiên, đoạn đi thương tử cự một tay. Một phương diện khác thì là, Trương Nhược Trần thể nội đan độc đã hoàn toàn bộc phát, có chút không cách nào khống chế lý trí của mình. Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng thụ ảnh hưởng, lớn tiếng ồn ào, giết giết giết, cho bần đạo đều đi chết. Âm ầm, suốt cục, bát quái ấn ký oanh ép xuống, Diễm Vương thân thể cường tráng cao 3 mét kia, tựa như là dưa hấu đồng dạng nổ tung mà ra, biến thành huyết nhục khối vụn. Phong Thiên trên thân có bao nhiêu chủng hộ thân bảo vật, trên da càng là có khắc thần văn, thế nhưng là, lọt vào chí tôn chi lực công kích, hay là thất khiếu chảy máu, trùng điệp ngã trên mặt đất, ngất đi. Thu hồi từ kim bát quái kính, Trương Nhược Trần cùng chân diệu tiểu đạo nhân lập tức bay đến sơn cốc dưới đáy. Vong thiên màu đen thánh y trở nên rách tung tóe, trên da có từng đạo huyền bí thần văn tại chìm nổi, vị này chân lý thiên vực cấp cao nhất một đường cường giả, giờ phút này chính là không nhúc nhích nằm nhòi Trương Nhược Trần dưới chân. Trương Nhược Trần đem vong thiên thanh bội đao này nhặt lên, nắm ở trong tay huy động một chút, lập tức có chói tai đao minh tiếng vang lên, nguyên lai là thất diệu vạn văn thánh khí, khó trách có thể từ trong trí tôn chi lực oanh kích bảo tồn xuống tới. Vong thiên thanh vô tận đao này là một kiện bảo vật khó lường. Vong thiên rũi ra một tay, bắt lấy chân trương nhược trần, hơi thở mong manh mà nói cái đó là đao của ta, trả lại cho ta, theo vong thiên thức tỉnh, thanh vô tận đao này khí linh, vậy mà cũng tỉnh lại. Thân đao, chấn động mãnh liệt, trên lưỡi đao hiện ra một tầng màu đen đao cương, đúng là hướng trương nhược trần cái cổ chém đi qua. Trương Nhược Trần cưỡng ép trưởng khống lấy thân đao, sau đó phóng xuất ra tịnh diệt thần hỏa luyện hóa đao linh. Hoa, bỗng dưng, đao linh, từ trong đao bay ra ngoài, đúng là một cái lão giả tóc trắng xóa. Vô tận đao đao linh, tu luyện ra đao linh đạo thể, mà lại có được cực kỳ cường đại chiến lực. Nó lấy tay làm đao, hướng Trương Nhược Trần phần eo chém ngang tới. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, một cái đại thủ duỗi ra, sử dụng hỏa thần khải giáp quyền sáu đem đao linh của một thanh bắt, đưa nó nâng lên giữa không trung, chỉ là một cái đao linh, cũng dám cùng ta giao thủ, Trương Nhược Trần một tay khác, đánh ra một đạo lực lượng không gian, rơi xuống vong thiên trên thân. Xoẹt xẹt, vong thiên phần lưng phía trên không gian sụp đổ, đem hắn thân thể xé rách thành mảnh vỡ. Không, a à, chủ nhân, đao linh giống to, Trương Nhược Trần đem đao linh một lần nữa đánh vào tiến vô tận đao, lại đem vô tận đao thu nhập vào nhẫn không gian, lầu bầu nói, về sau lại đến thu thập ngươi. Hô hô, trên vách đá sơn động, phát ra chói tai gió gào thét. Sắc bén sức gió, không ngừng hướng ra phía ngoài thổi ra, khiến cho toàn bộ sơn cốc đều biến thành một tòa phong cốc. Thánh giả cảnh giới phía dưới sinh linh, tiến vào sơn cốc, trong nháy mắt liền sẽ bị nơi này sức gió giết chết. Căn cứ Diễm Vương cùng Vong Thiên nói, Thiên Sơ Tiên Tử hẳn là trốn vào trong sơn động. Trương Nhược Trần kích phát ra văn tự khải giáp, hướng sơn động nhích tới gần. Tại khoảng cách sơn động, còn có 6 7 trượng vị trí, âm thanh xé gió bén nhọn vang lên, lập tức, sức gió ngưng tụ thành cương khí, kích ở trên thân Trương Nhược Trần, đánh cho Trương Nhược Trần bay ngược trở về. Chân diệu, chân diệu, Trương Nhược Trần hai mắt xích hồng trợn mắt nhìn sang, chân diệu tiểu đạo nhân lập tức ngậm miệng lại, sau đó cười nói, tình trạng của ngươi bây giờ quá kém, hay là bần đạo sử dụng trí tôn thánh khí ở phía trước mở đường, dạng này muốn ổn thỏa một chút. Không cần trí tôn thánh khí mở đường, ta cũng có thể đi vào. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, đem sách lật ra, lập tức đa nguyên không gian hiện ra đi ra. Tại dưới đa nguyên không gian bao khỏa, Trương Nhược Trần xâm nhập vào sơn động, biến mất tại cửa hang. Nguy rồi, Nguy rồi, Trương Nhược Trần ra hỏa này rất rõ ràng là bị đan độc ảnh hưởng tới tâm cảnh, trở nên 10 phần cực đoan, lúc này, để hắn tìm được thiên sơ tiên tử, còn không phải củi khô gặp liệt hỏa. chân Diệu tiểu đạo nhân mặc dù ngoài miệng nói nguy rồi, trên mặt lại là lộ ra nụ cười cổ quái, không nhanh không chậm lấy ra tử kim bát quái kính, đang muốn vào sơn động. Sau lưng nó, vang lên thanh âm của một nữ tử, củi khô gặp được liệt hỏa, dạng này cho hay, chúng ta sao có thể bỏ lỡ đâu. chân Diệu tiểu đạo nhân thân hình chấn động, đang muốn thôi động từ kim bát quái kính đột nhiên một cỗ cuồn cuộn đại thánh uy năng từ trên trời giáng xuống rơi xuống đỉnh đầu của nó đó là một cái bạch cốt đại thủ liền đặt ở phía trên đỉnh đầu nó chỉ cần nó dám vọng động một chút sau một khắc chỉ sợ cũng muốn bị đập nát thành dược phấn mà tiểu cô đối với chân diệu tiểu đạo nhân nháy một chút con mắt sau đó liền đi đoạt nó trong tay từ kim bát quái kính chân diệu tiểu đạo nhân chết kinh lắc đầu tội nghiệp mà nói không cần không cần đây là bần đạo người chính là ta Ma tiểu cô rất không khách khí đem từ kim bát quái kính cướp đi, nắm ở trong tay thưởng thức, sau đó, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc không phải một kiện hoàn chỉnh trí tôn thánh khí. Đại thánh khô lâu bàn tay, liền treo tại chân diệu tiểu đạo nhân đỉnh đầu, khiến cho chân diệu tiểu đạo nhân toàn thân không cách nào động đậy, đành phải đứng ở một bên không ngừng mài răng, một bộ muốn cắn tử ma tiểu cô bộ dáng. Ma tiểu cô khẽ gật đầu một cái, nói tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn tiện nghi lâm nhạc ra hỏa này, đi thôi, lại trễ, trò hay liền toàn bỏ qua. Đại thánh khô lâu thân thể không ngừng thu nhỏ, trở nên cao 7 mét, ở phía trước mở đường, mà tiểu cô cùng chân diệu tiểu đạo nhân theo sát phía sau, đi vào sơn động. Hòa hợp đan đan độc, ảnh hưởng tới trương nhược trần tinh thần ý chí, khiến cho ý thức của hắn trở nên tương đương mơ hồ. Trong sơn động, cũng không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một cỗ thánh xa. Trương Nhược Trần biết đó là hắn tìm kiếm mục tiêu, lập tức chạy tới, chỉ cần tìm được thiên sơ tiên tử, hẳn là liền có biện pháp hóa giải thể nội đan độc, nhưng là, Trương Nhược Trần mới vừa vặn tiến vào thánh xa, chóp mũi chính là người được làm hắn mê say nữ tử mùi thơm, nghe được làm hắn đại não một mảnh kiều diễm nữ tử tiếng cười, dần dần, ý thức của hắn trở nên càng thêm mơ hồ. Tại trong mơ mơ hồ hồ này, Trương Nhược Trần làm một trận mộng xuân. Trong mộng, hắn mở ra một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử mạng che mặt, còn có nàng từng tầng từng tầng quần áo mỏng manh kia, hai người thân thể chăm chú quấn giao ở cùng nhau, phát ra gấp rút mà triền miên thanh âm. Cũng không biết bao lâu đi qua, Trương Nhược Trần tỉnh lại, phát hiện một vị không đến mảnh vài thanh lệ nữ tử nằm ở trên người hắn, thân thể mềm mại không nói ra được mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ, tóc dài màu đen nhánh tán loạn tản mát tại bộ ngực hắn, một cỗ xử nữ mùi thơm tại chóp mũi lưu truyền. Vị nữ tử thanh lệ kia tựa hồ cũng tỉnh lại, chậm rãi mở ra ba con xinh đẹp tinh thần đôi mắt, lông mi nhẹ nhàng nháy, lộ ra mười phần mê mang. Trương Nhược Trần giờ phút này chỉ là nửa tình trạng thái, không phân rõ đến cùng là đã tỉnh lại hay là vẫn tại trong xuân mộng, tóm lại ôn hương nguyễn ngọc trong ngực cũng không thể phụ mỹ hảo này hết thảy, thế là hắn một lần nữa đem vị nữ tử thanh lệ kia nén đến dưới thân. Trong thánh xa vang lên lần nữa gấp rút mà triền miên nam nữ thanh âm, thân xe thì là lay động đến kịch liệt. Chương 1701, kính tượng đồ quyển. Cũng không biết bao lâu đi qua, thánh xa dần dần trở nên đến bình ổn cùng an tĩnh lại. Trong xe, Trương Nhược Trần cũng sớm đã hoàn toàn thanh tỉnh, tại trong quá trình thảo phạt, chính là đã minh bạch chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Lúc này Hắn đem Thiên Sơ Tiên tử tuyết trắng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, bình phục trong lòng các loại cảm xúc, thật lâu trầm mặc, một chữ cũng không nói. Thiên Sơ Tiên tử tựa như sau cơn mưa kiều lan, bình tĩnh như nước đem vầng trán gối lên Chương Nhược Trần vai phải, trong mắt xuân tình sớm đã tán đi, thon dài cái cổ trắng ngọc, mềm nhỏ eo rắn, thẳng tắp chân. Hoàn mỹ không một tì vết thân thể, giống như giã rời xuân bùn đồng dạng, mềm ở trên thân Chương Nhược Trần. Cho dù không đến mảnh vải, thế nhưng là nàng đôi mắt yên tĩnh kia, không chứa một tia tạp niệm ánh mắt nhưng như cũng cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian tiên khí. Trương nhược trần tay, đặt ở thiên sơ tiên tử trên bụng không có một tia thịt thừa, cũng không biết bao lâu đi qua, mới là nói một câu, chuyện này. Trương nhược trần rất muốn nói, chuyện này là cái ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ đến vừa rồi hắn rõ ràng đã tỉnh táo lại, minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng như cũng không có dừng lại, thế là ngoài ý muốn hai chữ, làm sao đều nói không ra miệng. Thiên sơ tiên tử so trương nhược trần trong tưởng tượng muốn bình tĩnh, nói, người không cần giải thích, cũng không cần giải thích đã ngươi không có một mình đào tẩu lại chạy về cũng liền nói rõ người người này chỉ ít vẫn là đáng giá phó thác cũng không để cho ta chán ghét trương nhược trần nói yên tâm ta làm sự tình ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng đối với ta phụ trách tới cùng thần tĩnh đâu thiên sơ tiên tử mắt phượng nhìn chăm chú hắn trương nhược trần thoáng có chút xấu hổ đang muốn cho nàng giải thích chính mình cùng thiên tinh thiên nữ chân chính quan hệ thiên sơ tiên tử nhưng lại nói ra người đừng quá lòng tham muốn trái ôm phải ấp hai vị thiên nữ cẩn thận cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Thiên sơ tiên tử rời đi trương nhược trần thân thể, vừa mới thẳng lên ngọc eo, trong miệng chính là phát ra một tiếng trầm ngâm, đại mi thật chặt nhăn lại, sau một lúc lâu, mới là khôi phục lại, lại nói, ngươi lời nói vừa rồi, ta tạm thời tin. Bất quá, ngươi được rõ ràng một sự kiện, bằng ngươi bây giờ tu vi, nói ra lời như vậy lộ ra quá mức buồn cười. Luận tu vi, luận gia thất, luận tư chất tu luyện, ngươi cũng xa xa không sánh bằng ta, ngươi làm sao đối với ta phụ trách người xác định là tại đối với ta phụ trách mà không phải phụ thuộc vào ta trương nhược trần nhìn chằm chằm nàng tâm rất bình tĩnh thiên sơ tiên tử tựa hồ là minh bạch chính mình lời nói vừa rồi mười phần thương trương nhược trần lòng tự trọng ánh mắt có chút mê ly lập tức lại nói hảo hảo tu luyện đi nếu là người tu vi có thể vượt qua ta ta cho ngươi một cái đối với ta phụ trách cơ hội thiên sơ tiên tử hết sức rõ ràng hiện tại liền cho lâm nhạc phụ trách cơ hội chẳng khác gì là hại hắn người theo đuổi nàng quá nhiều mà lại trong đó còn có một số tương đương cực đoan tà đạo nhân vật, những người kia không chỉ có bối cảnh cường đại, thực lực bản thân cùng cổ tay cũng là tương đương cường ngạnh, hiện tại Lâm Nhạc làm sao đấu hơn được bọn hắn. Bất quá, Lâm Nhạc tinh thần ý chí cường đại, ở trên không gian chi đạo thiên phú cũng là cực cao, tương lai chưa hẳn không bằng bọn hắn. Chúng ta thể nội hòa hợp đan độc tiêu tán hơn phân nửa, còn lại đan độc đã không uy hiếp được chúng ta, bằng vào chúng ta tu vi, hẳn là có thể từ từ đưa nó luyện hóa, thiên sơ tiên tử mặc vào một kiện băng tằm vương ti dệt thành màu trắng thánh y một lần nữa đeo lên mạng che mặt lập tức lại trở nên tiên khí mười phần càng tăng thêm mấy phần mỹ lệ các ngươi cuối cùng kết thúc có phải hay không nên đi ra nói một chút ha ha ma tiểu cô tiếng cười tại thánh xa bên ngoài vang lên thiên sơ tiên tử sắc mặt khẽ biến lập tức hóa thành một đạo bóng trắng xông ra thánh xa tình huống như thế nào nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này trương nhược trần trong lòng kinh hãi vội vàng xoay người mà lên chưa kịp mặc quần áo, trực tiếp kích phát ra văn tự khải giáp, chính là liền xông ra ngoài. Thánh xa cũng không tại tràn ngập hỗn loạn cương khí sơn động, cũng không biết bị ai, kéo dẫn ra ngoài, đi vào trong sơn cốc màu tím đen kia. Mà tiểu cô ngồi tại thánh xa đỉnh chóp, nghiêng chân, trong tay xoa nắn một bản màu bạc quyển sách, lắc đầu nói, lâm nhạc, người thời không bí điển đánh như thế nào đều mở không ra. Trương nhược trần trên trán tất cả đều là hắc tuyến, thời không bí điển hắn vẫn luôn tùy thân mang theo, làm sao lại rơi vào đến trong tay nàng chân diệu ra hỏa kia đi nơi nào chân diệu tiểu đạo nhân trầm thấp tiếng kêu rên từ thánh xa dưới đáy chuyển ra chân diệu chân diệu tranh thủ thời gian tới cứu cứu bần đạo bần đạo sắp không được trương nhược trần tập trung nhìn vào chỉ gặp chân diệu tiểu đạo nhân đúng là bị một cây phược thánh tỏa trói gô cột vào bạch vũ khổng tước thánh xa bên trái trên sa luân toàn thân đều là vết thương mặt mũi tràn đầy đều là bùn đất trương nhược trần đánh ra một đạo kiếm đạo huyền cương đánh gãy phượt thánh tỏa đem chân diệu tiểu đạo nhân để xuống chân diệu tiểu đạo nhân thoát khốn về sau chạy còn nhanh hơn thỏ trốn đến trương nhược trần bên cạnh từ đầu đến cuối mà tiểu cô đều không có xuất thủ ngăn cản ngược lại đem một bước đồ quyền lấy ra đối với trương nhược trần cùng thiên sơ tiên tử lắc lắc hỏi muốn biết đây là cái gì ư thiên sơ tiên tử ngọc thủ nâng lên trên ngón tay ngọc chiếc nhẫn hóa thành vô ti thần kiếm bay ra ngoài hình thành một đạo màu trắng đường vòng cung chém về phía ma tiểu cô phần cổ không phải liền là cùng nam nhân ngủ một giấc tiên tử về phần vội vã như vậy khó dần nổi giết người diệt khẩu sao. a à, không đúng, là hai giấc, ha ha, ma tiểu cô biến mất tại trên thánh xa, xuất hiện lần nữa, đã đứng ở đại thánh khô lâu trước ngực trên một cây xương gãy. Vù vù, vô thi thần kiếm bay đi, giống như một cây màu trắng tuyến, đâm thẳng ma tiểu cô mi tâm. Giống, đại thánh khô lâu hét lớn một tiếng, rỗi ra một cái xương tay, một phát bắt được vô thi thánh kiếm, đem hắn quấn quanh ở trên cổ tay, ngược lại đem thiên sơ tiên tử kéo lấy đến hướng nó bay qua. Bị bất đắc dĩ, thiên sơ tiên tử đành phải thu hồi vũ ti thần kiếm, lần nữa cùng đại thánh khô lâu kéo ra một khoảng cách. Ma tiểu cô nói thật muốn một trận chiến, người không phải bản công chúa đối thủ. Bất quá, bản công chúa hôm nay cũng không muốn động thủ, chỉ muốn cùng tiên tử thật tốt nói một chút. Giữa chúng ta tựa hồ không có gì để nói, thiên sơ tiên tử nói. Ma tiểu cô khóe miệng, lộ ra một đạo nụ cười tà dị chưa hẳn. Ma tiểu cô đem trong tay đồ quyển triển khai, trên đồ quyển từng màn kính tượng hình ảnh hiện ra đồng thời còn có thiên sơ tiên tử cùng trương nhược trần thanh âm chính là lúc trước trương nhược trần cùng thiên sơ tiên tử tại trong thánh xa chuyện phát sinh bị nàng thác ấn xuống dưới chân diệu tiểu đạo nhân chừng lớn một đôi mắt biểu hiện trên mặt tương đương khoa trương nhưng là chỉ nhìn một chút liền bị trương nhược trần một trưởng vỗ hôn mê bất tỉnh thiên sơ tiên tử vừa thẹn vừa giận nói đưa nó giao cho ta mà tiểu cô nói chỉ cần ngươi thần phục với bản công chúa đáp ứng thay bản công chúa làm việc bản công chúa liền đổi cho ngươi bản thiên nữ không thần phục tại bất luận kẻ nào. Thiên sơ tiên tử lần nữa vung ra vô tì thần kiếm, vô cùng điên cuồng hướng mà tiểu cô công đi qua, chỉ một thoáng, trong sơn cốc ngưng tụ ra nói không rõ kiếm khí. Thiên sơ tiên tử tạo nghệ trên kiếm đạo rất cao, có thể ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương. Mà tiểu cô khống chế đại thánh khô lâu, ngăn cản thiên sơ tiên tử công kích, nói nếu tiên tử không thần phục, bản công chúa chỉ có thể đem ghi chép lại kính tượng hình ảnh, đưa lên đến các đại thế giới, tin tưởng rất nhiều tu sĩ đều rất khát vọng nhìn thấy tiên tử không mặc quần áo thời điểm dáng vẻ. Đương nhiên, những tài tuần ái mộ cùng truy cầu tiên tử kia, chỉ sợ là phải thất vọng, bởi vì bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân nữ thần, đang gọi giường thời điểm, thật là có chút khó nghe. Thiên sơ tiên tử công kích, trở nên càng hung hiểm hơn, nhưng là nàng vừa mới cùng trương nhược trần phiên vân phúc vũ, thể lực tiêu hao rất lớn, vốn cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, lại thêm đại thánh khô lâu thực lực cường đại, bởi vậy nàng công gia vô ti thần kiếm căn bản không đả thương được ma tiểu cô trương nhược trần biết rõ tình thế tính nghiêm trọng thế là chuẩn bị vận dụng lực lượng không gian đối phó ma tiểu cô vô luận như thế nào nhất định phải đoạt lại bộ đồ quyền kia đúng lúc này lại có mặt khác một nhóm tu sĩ đuổi tới trong cốc quả nhiên là tiên tử chúng ta đuổi theo bạch vũ khổng tước thánh sa lưu lại ấn ký một đường tìm kiếm chắc chắn sẽ không có sai các ngươi mau nhìn tiên tử đang cùng một tôn đại thánh hung vật giao thủ chúng ta đi chợ tiên tử một chút sức lực liên tiếp mười mấy vị tu sĩ xông vào sân cốc hướng ma tiểu cô cùng đại thánh khô lâu công kích đi qua bọn tu sĩ này trương nhược trần gặp qua trước kia một mực đi theo tại thiên sơ tiên tử bên người chính là người theo đuổi nàng bọn hắn tất cả đều là rồng phượng trong loài người có một ít càng là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả tỷ như đế tổ thần triều thái tử tàng khư văn minh thiên tử còn có sư thanh thần tử ba người bọn họ chiến lực không tại diễm vương cùng liên hậu phía dưới mà tiểu cô lọt vào một đám cường giả vây công nhãn thần trở nên băng lãnh, các người thật to gan, cũng dám vây công đại thánh hung vật. Nếu không phải bản công chúa một mực khống chế nó, các người có biết hay không, các người đã toàn bộ biến thành người chết. Âm ầm ma tiểu cô khống chế đại thánh hung vật, thống hạ sát thủ, lập tức trong sơn cốc vang lên một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đại thánh khô lâu mỗi một kích rơi xuống, tất nhiên sẽ trọng thương một vị tu sĩ, có thể là đem hắn nửa người đạt tới vỡ vụn, có thể là đánh gãy cột sống, có thể là trực tiếp xuyên ngược mà qua. Một lát sau, trên mặt đất chính là ngã xuống một mảng lớn. Bao quát đế tổ thái tử, tàng khư thiên tử, sư thanh thần tử ba người, đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc, liên tục hướng về sau lùi lại. Tiên tử, chúng ta hay là mau trốn đi, chỉ có vận dụng trí tôn thánh khí, mới có thể cùng đại thánh hung vật đối kháng. Không sai, chúng ta hay là đi trước cùng đại tôn bọn hắn hội hợp, lại đến thu thập yêu nữ này. Mà tiểu cô lại là cười một tiếng dài, tiên tử, bản công chúa hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Nếu là không đáp ứng, bản công chúa hiện tại liền để ngươi những người theo đuổi này tất cả xem một chút trên bức họa đồ vật ma tiểu cô đem đồ quyển nắm ở trong tay hướng thiên sơ tiên tử hạ tối hậu thông điệp trương nhược trần đi tới thiên sơ tiên tử trước người nhìn chăm chú về phía ma tiểu cô nói ta cảm thấy chúng ta cũng có thể thật tốt nói một chút ma tiểu cô trong đôi mắt lộ ra thần sắc khinh miệt nói lâm nhạc người giá trị lợi dụng còn chưa đủ tạm thời không có tư cách cùng bản công chúa đàm luận trương nhược trần bờ môi giật giật hướng ma tiểu cô truyền âm la sát công chúa ngươi nếu là dám đánh mở đồ quyền ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra phong thần đài trương nhược trần cũng không dám xác định ma tiểu cô chính là la sát công chúa chỉ là đang thử thăm dò nàng nhưng là đang nghe la sát công chúa bốn chữ về sau ma tiểu cô sắc mặt phát hiện biến hóa rõ ràng rất hiển nhiên trương nhược trần suy đoán chính xác thật sự chính là ngươi trương nhược trần có chút thở dài một hơi cái này đến phiên ma tiểu cô trở nên bối rối trầm giọng nói ngươi rốt cuộc là ai nhiều người ở đây nhãn tạp chúng ta đơn độc nói chuyện đi. Trương Nhược Trần nói, ma tiểu cô cẩn thận suy tư một phen, nhẹ gật đầu, sau đó khống chế đại thánh khô lâu hướng bên ngoài sơn cốc bước đi. Trương Nhược Trần xoay người, đối với thiên sơ tiên tử cười một tiếng, đừng lo lắng, ta đi đem món đồ kia cầm về. Trương 1702, liên tâm dung cốt tỏa. Tòa này viễn cổ đại sơn, một nửa ngọn núi thần thánh nguy nga, cung điện san sát, một nửa ngọn núi khác âm hàn hắc ám, sấm sét vang dội. Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô đứng tại Quang Minh cùng Hắc Ám giao giới địa phương, cách đó không xa trong Hắc Ám, không ngừng có lôi điện tại xuyên thẳng qua, phát ra nhói nhói mảng nhĩ xé rách âm thanh. Xoạt, Ma Tiểu Cô tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, một tấm bùa chú bay ra ngoài, hình thành một tầng lồng ánh sáng bao trùm nàng cùng Trương Nhược Trần. Nói đi, ngươi là như thế nào phát hiện bản công chúa thân phận chân thật? Ma Tiểu Cô trên thân, một cỗ cường đại uy thế phát ra, cực kỳ lăng lệ, cùng lúc trước thiếu nữ cười đùa tí từng kia tưởng như hai người. Mà tiểu cô tu vi thật sự, vậy mà cũng đạt tới bốn bước thánh vương. Trương Nhược Trần không có phóng thích thánh uy cùng nàng đối kháng, nói, ngươi là sử dụng tinh thần lực công kích, giết chết cố phùng A. Nguyên lai, like, ngươi là tại cố phùng trên thi thể, phát hiện mánh khóe. Mà tiểu cô trong mắt nhẹ nhàng chuyển động một chút, lại nói, chúng ta trước kia hẳn là gặp qua A. Ở nơi nào, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần rất không khách khí nói, ta tới đây, không phải là vì giải đáp trong lòng ngươi nghi vấn, mà là vì cầm lại thời không bí điển cùng bức đồ quyển kia, ngươi nếu là còn muốn còn sống rời đi phong thần đài liền đem bọn chúng giao cho ta ma tiểu cô cười lạnh một tiếng đưa chúng nó giao cho ngươi bản công chúa lấy cái gì tự vệ chỉ cần ngươi đem đồ vật cho ta ta đương nhiên sẽ không đưa ngươi thân phận nói ra trương nhược trần nói ma tiểu cô liếc mắt nói bản công chúa dựa vào cái gì tin ngươi như vậy đi chờ đến rời đi phong thần đài bản công chúa liền đem thứ ngươi muốn đều trả lại cho ngươi lấy bản công chúa thân phận nói là làm ta không tin Trương Nhược Trần lắc đầu, công chúa điện hạ biến hóa chi thuật cao minh, chờ ngươi rời đi phong thần đài, ta thật sự là không có nắm chắc lưu lại ngươi. Đến lúc đó, ngươi mang theo đồ quyển cùng thời không bí điển, đào tẩu, ta đi đâu đi tìm người. Bá, ma tiểu cô chung quanh thân thể không gian kịch liệt vặn vẹo, thân hình của nàng, biến mất tại nguyên chỗ. Trương Nhược Trần vẫn luôn cảnh giác nàng, thế là, cũng thi triển ra không gian vặn vẹo thủ đoạn, đồng thời bước chân phía bên phải lướt ngang. Ma tiểu cô thân hình, xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng, một đạo chỉ kiếm xuyên thấu trương nhược Trần lưu tại trên đất tàn ảnh đầu, phát hiện công kích thất bại, nàng lập tức lại công ra chiêu thứ hai. Thiên Sơ tiên tử cùng Cổ Văn Minh phe phái tu sĩ hội hợp ở cùng nhau, xa xa nhìn qua, ngay tại giao thủ trương nhược Trần cùng Ma tiểu cô. Tốc độ thật nhanh, lập tức liền xuất hiện mấy chục đạo công kích thân hình, cho dù là bằng vào tu vi của ta, cũng chưa chắc có thể né tránh ra. Một vị năm bước thánh vương cảnh giới thần tử, có chút khiếp sợ nói: "Bọn hắn là đang sử dụng lực lượng không gian đấu pháp." không nhìn thấy chung quanh bọn họ vùng không gian kia trở nên tương đương hỗn loạn. Thiên tinh thiên nữ mười phần đa nghi, nàng nhìn ra thiên sơ tiên tử thần sắc cùng thường ngày không giống với, liền hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra, hai người kia làm sao đấu. Đặc biệt là ma tiểu cô kia, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, ngay cả bản thiên nữ bản nguyên thần mục đều bị nàng giấu giếm được. Thiên sơ tiên tử trầm mặc không nói, một đôi tiên mâu, chỉ là lẳng lặng nhìn chầm chầm ngay tại giao thủ trương nhược trần cùng ma tiểu cô, cũng không biết trong lòng đang tự hỏi cái gì. Phu thần thiên tử đi tới, hỏi, là cơ, ngươi ngược lại là mở miệng nói một câu, ngươi không mở miệng, chúng ta bây giờ ngay cả nên ra tay giúp ai cũng không biết. Thiên sơ tiên tử nhẹ nhàng thở dài, lập tức, giảng thuật đứng lên. Đương nhiên, liên quan tới hòa hợp đan sự tình, nàng trực tiếp tỉnh lược, một chữ cũng không có sách. Nghe nàng sau khi nói xong, cổ văn minh phe phái tu sĩ, toàn bộ đều trở nên sắc mặt nghiêm túc, một cái có thể khống chế đại thánh hung vật yêu nữ, đây tuyệt đối là một cái tồn tại tương đương đáng sợ. Dưới đại thánh, ai không sợ? Đại tôn nói, động thủ đi, đem lâm nhạc cứu được, chúng ta nhất định phải lập tức tiến đến đỉnh núi cướp đoạt thần tuyền. Nếu không, chờ chúng ta tiến đến, thần tuyền đều đã bị mấy tu sĩ phe phái khác chia cắt sạch sẽ. Nhìn thấy cổ văn minh phe phái cường giả đỉnh cao chuẩn bị xuất thủ, thiên sơ tiên tử lại là âm thầm gấp đứng lên. Thiên tinh thiên nữ nhìn chằm chằm nàng, hỏi tỷ tỷ có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta? Không có, thiên sơ tiên tử nói, thiên tinh thiên nữ nói, thế nhưng là vì cái gì, chúng ta chuẩn bị đối phó ma tiểu cô, trong mắt của ngươi lại lộ ra lo âu nồng đậm. Ngươi đang lo lắng cái gì, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta nhiều cường giả như vậy cộng lại, cũng thu thập không đến nàng một đại thánh hung vật kia. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, mau nhìn, hai người kia lại ngừng lại. Quả nhiên, Trương Nhược Trần cùng ma tiểu cô không có tiếp tục giao thủ, mà là tại đối thoại, tựa hồ là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ma tiểu cô đem thời không bí điển ném cho Trương Nhược Trần, nói, sách quỷ gì nha, căn bản mở không ra, trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần liền tranh thủ thời không bí điển thích đáng để đặt đứng lên, sau đó mới là hỏi, ngươi vừa rồi nói liên tâm dung cốt tỏa là cái gì? La sát công chúa đem một bộ xích hồng sắc xiềng xích lấy ra, nói cái gọi là liên tâm dung cốt tỏa, chính là sử dụng xiềng xích, đem chúng ta tay của hai người nối liền cùng một chỗ, lại cùng chúng ta tâm niệm tương liên. Chỉ có hai người chúng ta đều muốn mở ra xiềng xích thời điểm, xiềng xích mới có thể chân chính mở ra. Nếu như đơn độc một phương, muốn tránh thoát xiềng xích đào tẩu, hoặc là muốn ra hại một phương khác, trong xiềng xích ẩn chứa lực lượng liền có thể đốt dung toàn thân hắn xương cốt, để hắn chết không nơi chôn thây. Có liên tâm dung cốt tỏa khóa lại hai người chúng ta, lần này ngươi yên tâm a. À. Trương Nhược Trần tiếp nhận xiềng xích kiểm tra một phen, xiềng xích thủ pháp luyện chế quả nhiên là khá phức tạp cùng quỷ dị, tại xiềng xích nội bộ ẩn chứa có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, một khi phóng xuất ra, cường đại tới đâu tu sĩ đều sẽ bị thiêu chết. Lập tức, Trương Nhược Trần hướng Thiên Sơ Tiên tử truyền âm, hướng nàng hỏi thăm liên tâm dung cốt tỏa. Thiên sơ tiên tử truyền âm nói cho Trương Nhược Trần liên quan tới liên tâm dung cốt tỏa một chút đặc tính, cùng ma tiểu cô nói tới cơ bản giống nhau. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trương Nhược Trần đem liên tâm dung cốt tỏa một đầu đeo ở trên năm ngón tay trái, lập tức từng cây mảnh như lông châu cương châm, từ trong xiềng xích dọc theo người ra ngoài, đâm vào tiến bàn tay hắn, cánh tay, vai, phần lưng xương cốt. Ma tiểu cô hiển nhiên là biết, mang liên tâm dung cốt tỏa là một kiện đau đớn thấu xương sự tình, nhưng lại không có cách nào, Ai kêu trương nhược trần chết sống không chịu lui lại một bước, làm cho nàng chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Trước đêm ra hỏa này cột vào bên người lại nói, mà tiểu cô đem liên tâm dung cốt tỏa đeo tại tay phải, trải qua thấu xương thống khổ về sau, trên gương mặt xinh đẹp, ngược lại lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói tại cùng cảnh giới, vô luận là võ đạo hay là không gian chi đạo, đều có thể cùng bản công chúa địa vị ngang nhau nhân vật, nói thực ra, thật là tương đương hiếm thấy. Cái gọi là lâm nhạc, không phải chỉ là để một cái tên giả ha. À người hẳn là cũng sử dụng biến hóa chi thuật, không cần thăm dò ta, vô dụng. Trương Nhược Trần nói, mà tiểu cô càng xem càng cảm thấy trước mắt kẻ gọi là lâm nhạc này, rất có thể chính là Trương Nhược Trần tên vương bát đản kia, nếu không nàng đường đường một cái không gian trưởng khống giả, làm sao có thể ngay cả một cái không gian tu sĩ đều bắt không được. Mà lại, nàng cùng Trương Nhược Trần đã từng tinh thần lực song tu, lẫn nhau mười phần hiểu rõ đối phương tinh thần lực thuộc tính. Nếu như Trương Nhược Trần chính là lâm nhạc, hắn có thể từ cố phùng trên thi thể, phát hiện thuộc về nàng tinh thần lực ba động, cũng liền lộ ra hợp tình hợp lý. Trên công đức chiến trường, Trương Nhược Trần biến thành linh toàn thiếu quân bộ dáng, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đánh lén La Sát công chúa, cướp đi đồng hồ nhật quý, khiến cho nàng tất cả mưu đồ đều thất bại trong gang tấc, còn bị trọng thương. La Sát công chúa một mực nhớ kỹ món nợ này, lần này, nàng đi vào thiên đình giới, mục đích chính yếu nhất là tu luyện không gian chi đạo cùng chân lý chi đạo, nhưng là lại làm sao không muốn tìm Trương Nhược Trần tính sổ sách. Nếu để cho bản công chúa biết, Ngươi chính là Trương Nhược Trần, bản công chúa nhất định phải dùng 100 loại phương pháp tới thu thập ngươi, để cho ngươi đau đến không muốn sống, để cho ngươi hối hận lúc trước hành động. Ma tiểu cô trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là, nàng lại có chút không hy vọng Lâm Nhạc chính là Trương Nhược Trần. Bởi vì Trương Nhược Trần ra hỏa kia trung quy là người trong số mệnh của nàng, cũng là cái thứ nhất, để nàng có chút động tâm ra hỏa. Nam nhân này, chỉ có thể thuộc về nàng. Khi nàng nghĩ đến, Lâm Nhạc cùng thiên sơ tiên tử tại trong thánh xa làm những chuyện như vậy, trong lòng liền một trận ảo não, lo lắng thuộc về mình nam nhân, bị những nữ nhân khác ngủ trước. Nàng la xa nam nhân, những nữ nhân khác một ngón tay cũng không thể đụng. Mà tiểu cô thu hồi các loại suy nghĩ, chuẩn bị rời đi phong thần đài sau lại đi xác định lâm nhạc thân phận, nói chúng ta trước liên thủ cướp đoạt thần tuyền, như thế nào. Dầm dầm, Trương Nhược Trần nâng lên trong tay xiềng xích, nói chúng ta bây giờ liền buộc chung một chỗ, đương nhiên chỉ có thể cùng một chỗ hành động. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng nơi xa mặc một thân tuyết trắng thánh y thiên sơ tiên tử nhìn lại, chuẩn bị bàn giao với nàng vài câu, ma tiểu cô lại là lộ ra oán buồn bực thần sắc, kéo động liên tâm dung cốt tỏa quát lớn, nhìn cái gì vậy? người khác là đại danh đỉnh đỉnh tiên tử, bên người người theo đuổi nhiều không kể xiết, há có thể để ý ngươi? ngươi chẳng lẽ còn thật muốn cưới nàng hay sao? liên tâm dung cốt tỏa lôi kéo, hình thành một cỗ đau thấu xương. trương nhược trần đành phải đi theo ma tiểu cô, bay đến đại thánh khô lâu trên bờ vai, cấp tốc hướng núi cổ đỉnh núi phóng đi. cổ văn minh phe phái tu sĩ lại là sao động lên, không biết nên không nên xuất thủ đi cứu lâm nhạc. Thiên sơ tiên tử nói, bọn hắn mang lên trên liên tâm dung cốt tỏa, hiện tại là kiềm chế lẫn nhau, bản thiên nữ cho rằng, tạm thời không cần thiết đi đối phó yêu nữ kia, đi trước đỉnh núi cướp đoạt thần tuyền đi. Trong cổ văn minh phe phái tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng không nguyện ý đi chiêu chọc một tôn đại thánh hung vật, bởi vậy mọi người đều là nhẹ gật đầu, chính là hướng đỉnh núi phóng đi. Núi cổ đỉnh núi, có một chỗ đường kính tiếp cận 30 dặm đất lõm, tựa như một cái hướng lên trên cự bồn, Tại trong đất lõm, không ngừng có màu tím xanh hà vụ phun ra đến, hướng tứ phương phiêu đáng. Tại trong sương mù, thì là sinh trưởng ra các loại thánh dược, bởi vì nơi này cách gần thần tuyền, thánh dược tốc độ sinh trưởng cực nhanh, khắp nơi có thể thấy được 8 vạn năm, 9 vạn tuổi thánh dược, thậm chí còn có thể nhìn thấy 10 vạn năm của thánh dược tung tích. Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô chạy đến thời điểm, đã có không ít tu sĩ vây quanh ở đất lõm tứ phương, chiếm cứ vị trí có lợi. Ngoại trừ cổ văn minh phe phái cùng thiên đường giới phe phái tu sĩ, lại còn có không ít những phái hệ khác tu sĩ, cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn xâm nhập tiến vùng đất lõm kia, ngắt lấy thánh dược, thu lấy thần tuyền. Trong đó, Trương Nhược Trần chính là trông thấy mọc ra ba đầu sáu tay phong nham, còn có lái cử bộ long liễn kỳ phạm tâm. Vân vân, chương 1703, thập đại thần truyền đệ tử. Không gian bích trướng rất khó phá vỡ, những người này đến cùng là thế nào xông vào. Trương Nhược Trần rất là hiếu kỳ, mà tiểu cô một mực tại quan sát ở đây tu sĩ, nói là thập đại thần truyền đệ tử xuất thủ, phá vỡ không gian bích chướng Làm sao ngươi biết, đoán, mà tiểu cô kéo lấy trương nhược trần, từ đại thánh hung vật trên vai bay xuống xuống dưới, chỉ hướng đứng tại đất lõm phía chính nam một vị tóc hơi bạc nam tử tuổi trẻ, nói thập đại thần truyền đệ tử một trong, một tay hái ngôi sao, trời sinh tính đạm bạc nhiếp tương tử. Nhiếp tương tử, trương nhược trần nhìn chằm chằm đi qua. Mà tiểu cô nói, nhiếp tương tử sớm tại 120 năm trước, chính là đạt tới chín bước thánh vương cảnh giới, vào lúc đó dưới đại thánh đã khó cùng đối thủ, thậm chí còn cùng một vị chân chính đại thánh quyết đấu năm chiêu. Mặc dù năm chiêu đằng sau, Nhiếp Tương Tử miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng là trận chiến này vẫn như cũ để hắn thanh danh trở nên lớn hơn. 120 năm đi qua, Nhiếp Tương Tử sẽ cùng đại thánh giao phong, chỉ sợ cũng không chỉ là tiếp năm chiêu đơn giản như vậy. Nghe nói, Nhiếp Tương Tử ngao du vũ trụ thời điểm, tìm được một viên viễn viễn cổ bảo tinh, đồng thời không tiếc tốn hao hơn 10 năm thời gian không xa ức vạn dặm đưa nó mang về thiên đình giới, an trí tại chân lý thiên vực, trở thành chính hắn động phủ. Chính là bởi vì việc này, một tay hái ngôi sao mới dùng để đánh giá hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo kinh ngạc, cùng đại thánh quyết đấu năm chiêu, nhiếp tương tử này, thật đúng là một cái nhân vật lợi hại. Dưới đại thánh sinh linh, muốn cùng một vị chân chính đại thánh đối kháng, dù là chỉ là một chiêu, đều là một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Đại tôn, phu thần thiên tử, Thiên sơ tiên tử đã là cổ văn minh phe phái cấp cao nhất cao thủ, nhưng là ba người bọn họ liên thủ tăng thêm một kiện chí tôn thánh khí cũng đều không cách nào cùng nửa tôn đại thánh hung vật đối kháng. Mà chân chính đại thánh so nửa tôn đại thánh hung vật không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Mà tiểu cô nói chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử đều là thánh vương công đức bảng hàng đầu nhân vật, bọn hắn coi như bộc phát ra đại thánh cấp bậc chiến lực cũng là chuyện rất bình thường. Giống cổ văn minh phe phái đệ nhất cao thủ đại tôn ở trước mặt bọn họ cũng chỉ là tiểu bối duỗi ra một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm chân áp. Bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã tích lũy đầy đủ, tùy thời có thể lấy đột phá đến đại thánh cảnh giới, chỉ bất quá một mực ngăn chặn cảnh giới của mình, không có đột phá mà thôi. Trương Nhược Trần hỏi, vì cái gì? Mà tiểu cô cười cười nói, nguyên nhân rất nhiều, tỉ như, trong bọn họ có muốn vượt qua chân lý chi hải đệ thập trọng hải vực, đi đoạt vô thượng cơ duyên. Trong bọn họ có một ít là vì trên công đức chiến trường đối phó địa ngục giới đại quân. Người phải biết, thiên đình giới cùng địa ngục giới giao chiến, chỉ có dưới đại thánh sinh linh mới có thể tiến nhập thế giới chiến trường chém giết. Đại thánh phía trên sinh linh giao chiến, đều tại trong trời sao minh mông vô ngần. Giống bọn hắn loại cao thủ dưới đại thánh cấp cao nhất này, trên công đức chiến trường có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, thậm chí cải biến chiến trường cách cục, chiến tranh thắng bại. La sát công chúa dám một mình đến đây thiên đình giới, tự nhiên là chuẩn bị rất đầy đủ, đọc qua qua chân lý thiên vực tất cả cao thủ thành danh tư liệu. Ngay sau đó, nàng lại cho Trương Nhược Trần chỉ mấy người, đều là thập đại thần truyền đệ tử đúng lúc này mà tiểu cô chỉ hướng kỳ phạm tâm đôi mắt đẹp hàm yên mà nói đây không phải là ngươi kim bộ long liễn làm sao lại thành bách hoa tiên tử kỳ phạm tâm khung xe trương nhược trần đang muốn nói một câu cái gì đột nhiên giật mình tỉnh lại thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật kim bộ long liễn ngươi nói chính là bách hoa tiên tử chiếc xe kia sao trương nhược trần ra vẻ không hiểu hỏi mà tiểu cô thấy không có thăm dò ra kết quả trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng cười nói, đúng a, à, chiếc thánh xa kia so thiên sơ tiên tử bạch vũ không tước thánh xa đều muốn lợi hại, đạt đến cử diệu vạn văn thánh khí cấp bậc. Người không biết sao, bách hoa tiên tử là mạn đà la hoa thần đệ tử, thân phận cao quý, coi như có một kiện cử diệu vạn văn thánh khí cũng là chuyện rất bình thường. Trương Nhược Trần nói ra câu này về sau, lại nói, đã có tu sĩ tiến vào vùng đất lõm kia, chuẩn bị cướp đoạt thần tuyền, chúng ta cũng theo sau đi. Không vội, trong vùng đất lõm kia dày đặc cổ thần minh văn cùng viễn cổ âm khí, bọn hắn không dễ dàng như vậy xông vào, hay là trước cùng bản công chúa đi giải quyết một chút ân oán cá nhân. Mà tiểu cô lôi kéo Trương Nhược Trần, trực tiếp hướng kỳ phạm tâm đi tới. Mà tiểu cô cùng Trương Nhược Trần mang theo một tôn đại thánh hung vật đến chỗ này, coi là khá cao điều, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ lực chú ý. May mắn có thập đại thần truyền đệ tử tỏa chấn, bọn hắn mới không có vì vậy mà cảm thấy e ngại. Kỳ phạm tâm bên người, tụ tập có rất nhiều cường giả, tuyệt đại đa số đều là người theo đuổi nàng. Tại cách đó không xa, yêu thần giới phe phái cao thủ, cũng đều mật thiết chú ý mà tiểu cô cùng Trương Nhược Trần nhất cử nhất động. Đáng nhắc tới chính là, kỳ phạm tâm chính là yêu thần giới phe phái cấp cao nhất cao thủ một trong. La sát công chúa cùng kỳ phạm tâm có cái gì ân oán cá nhân? Trương Nhược Trần ở trong lòng suy nghĩ vấn đề này, mà tiểu cô biểu hiện được tương đương trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề nói, kỳ phạm tâm, bản công chúa không có nhìn lầm, người chiếc kim bộ long liễn này, hẳn là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần khung xe A. À. Nghe nói như thế, trương nhược trần lập tức minh bạch ma tiểu cô muốn làm gì nàng cùng kỳ phạm tâm nào có cái gì ân oán cá nhân nàng đây rõ ràng chính là muốn gây sự quả nhiên lời này vừa nói ra lập tức gây nên trận trận xì xào bàn tán kỳ phạm tâm những người theo đuổi kia yêu thần giới phe phái tu sĩ thậm chí là thiên đường giới phe phái tu sĩ cùng vừa mới đuổi tới nơi đây cổ văn minh phe phái tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau trương nhược trần ngược lại là lộ ra không quan trọng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Ai kêu kỳ phạm tâm không có việc gì đem hắn kim bộ long liễn lấy ra sử dụng, chỉ là tạm thời áp tại nàng nơi đó, nàng còn tưởng là thành chính mình. Kỳ phạm tâm đứng tại kim bộ long liễn bên cạnh, dưới chân nở đầy các loại đóa hoa, liền cả thiên không đều tung bay từng mảnh từng mảnh cánh hoa. Nàng lộ ra rất bình tĩnh, nói, không sai, là trương nhược trần, nhưng là hiện tại là của ta. Ma tiểu cô hừ lạnh một tiếng, một kiện cửu diệu vạn văn thánh khí đều lấy ra tặng người, trương nhược trần xuất thủ thật đúng là xa hoa. Tiểu cô nương, người hiểu lầm, Chiếc kim bộ long liễn này, thật đúng là không phải hắn đưa cho ta, mà là hắn gửi tại ta chỗ này, một mực không có chuộc về đi mà thôi. Kỳ phạm tâm nói, mà tiểu cô nói, nói như vậy, quan hệ của các ngươi không thể tầm thường so sánh, chưa nói tới, chỉ có thể coi là trên phương diện làm ăn bằng hữu Kỳ phạm tâm nói, một mực đến nay bởi vì kỳ phạm tâm không muốn trêu chọc phiền phức, cho nên mới ẩn tàng nàng cùng trương nhược trần quan hệ trong đó. Nhưng là bây giờ bị người điểm phá, không có cách nào tiếp tục ẩn giấu đi, nàng tự nhiên cũng liền thản nhiên thừa nhận. Kỳ phạm tâm không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng lại cũng không sợ phiền phức. Coi như để thiên đường giới phe phái tu sĩ biết nàng cùng Trương Nhược Trần có trên sinh ý vãng lai, kỳ phạm tâm tin tưởng, lấy nàng tu vi hiện tại, cũng có thể đỡ được. Có lẽ, tại kỳ phạm tâm quyết định sử dụng kim bộ long liễn thời điểm, cũng đã có đầy đủ lực lượng, không sợ cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ. Đã tới mục đích đằng sau, mà tiểu cô liền không lại nhiều lời, lôi kéo Trương Nhược Trần trực tiếp hướng vùng đất lõm kia bước đi. Trên khuôn mặt của nàng, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, từ đó về sau, vị này bách hoa tiên tử sẽ phiền phức không ngừng, tốt nhất là yêu thần giới phe phái cùng thiên đường giới phe phái đấu, thì càng có ý tứ. Người đến thiên đường giới, chính là cố ý đến bốc lên các phương sự cố sao. Trương Nhược Trần nói, mà tiểu cô nói, không mượn ngươi xen vào, hoa, một đạo trói mắt cường quang, từ hai người bọn họ trước mắt hiện lên, ngay sau đó, chính là truyền đến một vị tu sĩ tiếng kêu thảm thiết lại là cổ thần minh văn nơi này cổ thần minh văn quá dày đặc căn bản là không có cách đưa chúng nó hoàn toàn phá giải trương nhiều trần nhìn về phía trước chỉ gặp một vị thánh vương cảnh giới sinh linh xúc động trong đất lõm cổ thần minh văn thân thể bị một vệt sáng chặt đứt thành hai đoạn ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ đã có mấy vị thánh vương cảnh tu sĩ đổ vào vùng đất lõm kia những tu sĩ muốn cướp đoạt thần tuyền khác kia trở nên càng cẩn thận e rè hơn không dám tùy tiện đi nếm thử đều đang đợi tu sĩ khác đi mở đường Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô cũng không có mạo muội hành động. Ma Tiểu Cô đang nghiên cứu trên đất Minh Văn, Trương Nhược Trần thì là đang nghiên cứu nơi này không gian kết cấu, bọn hắn muốn tìm được một đầu mức độ nguy hiểm thấp nhất đường. Lúc này, thiên đường giới phe phái cường giả, thì là chuẩn bị đi lấy thần tuyền. Thiên đường giới phe phái, hết thảy chỉ là sai phái ra 5 người, thương tử cự cùng công tử diễn đều thình lình xuất hiện. Rất hiển nhiên, 5 người kia đều là có thủ đoạn phi phạm, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Trương Nhược Trần nói với Ma Tiểu Cô, mau nhìn, người đường huynh. Ma Tiểu Cô trợn nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói công đức thần điện lãnh tụ thương tử cự, thời gian thần điện lãnh tụ ma diễn, huyết chiến thần điện lãnh tụ tấn nha, thiên đường giới lãnh tụ trụ vũ, hồn giới lãnh tụ vô ảnh tiên tử liếm nghi, không sai, đều là nhất đẳng nhân vật lợi hại. Nếu là vong thiên không chết, hẳn là còn có hắn mới đúng. Đáng tiếc a, à, vong thiên cũng coi là có thành tựu thần chi tư tuyệt đại anh kiệt, lại là chết oan tại ngươi cùng một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược trong tay. Trương Nhược Trần nghe ra được Ma tiểu cô là đang giễu cợt hắn, cảm thấy hắn không bằng Vong Thiên, nhưng là hắn lại cảm thấy không quan trọng, không cùng nàng tranh luận. Thương tử cự cùng công tử diễn mấy người cũng mang theo có cùng loại thí thần ma huyết chất lỏng, bọn hắn sớm dò xét suốt thần văn, sử dụng ma huyết đem hắn ăn mòn, không ngừng đẩy về phía trước tiến. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm năm người, chính là tiến vào đất lõm chỗ sâu, khoảng cách thần tuyền càng ngày càng gần. Nhắc tới cũng là kỳ quái, bọn hắn vậy mà căn bản không có ngắt lấy bên người thánh dược mà là trực tiếp tiến đến đất lõm trung tâm, mục tiêu rất rõ ràng, chính là cướp đoạt thần tuyền. Trương Nhược Trần nhưng nhìn ra một chút mánh khóe, nói, vùng đất lõm kia ngoại trừ cổ thần lưu lại minh văn, còn có khác hung hiểm, thương tử cự bọn người hẳn là căn bản không dám đi ngắt lấy thánh dược. Rất nhanh, Trương Nhược Trần suy đoán, tìm được chứng minh. Một cái toàn thân mọc ra màu vàng lông mềm thử tộc sinh linh, thuận thương tử cự bọn người mở ra tới đường, xâm nhập tiến đất lõm, muốn đục nước béo cỏ đem một gốc chín vạn tuổi thánh dược đào đi. Nhưng là, nó mới vừa vặn đem thánh dược đào ra, dưới chân không gian chính là hướng phía dưới sụp đổ, trong nháy mắt, phương viên mấy trượng biến thành một mảnh hư vô. Thánh vương cảnh giới thử tộc sinh linh kia, ngay cả chạy trốn cũng không kịp, liền bị hư vô thôn phệ, tan thành mây khói. Ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ đều phát ra thanh âm hít vào khí lạnh. Càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ là, mảnh không gian hư vô kia hiển hiện ra về sau, vậy mà không có biến mất, tựa như là một cái phá toái không gian lỗ thủng hiện ra ở nơi đó, đen kịt mà băng lãnh, thôn vệ chung quanh ánh sáng cùng nhiệt, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chương 1704, thần tuyền, thương tử cự cùng công tử diễn các loại ngũ đại cao thủ, một mực tiến lên đến, khoảng cách thần tuyền còn có 7, 800 mét vị trí, rốt cục gặp được đại phiền toái, không cách nào lại tiếp tục đi tới. Màu tím xanh hà vụ, bao phủ tại trong đất lõm, ngăn cản ở đây chưa vị tu si ánh mắt, thấy không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Công tử diễn trên mặt đất, bố trí ra một tòa đường kính một mét trận pháp cỡ nhỏ, lại lấy ra bốn cây tiểu kỳ màu vàng, cắm ở trận pháp bốn cái phương vị. Lập tức, hắn chính là tại trận pháp bốn phía, khắc lục ra từng đạo quang ngân minh văn. Trương Nhược Trần vận dụng thiên nhãn, quan sát công tử diễn nhất cử nhất động, nói công tử diễn khắc lục không gian minh văn tốc độ rất nhanh, tu tập thời điểm, nhất định là hạ khổ công. Mà tiểu cô lại là lộ ra thần sắc khinh thường, nói bản công chúa chỉ dùng một tay khắc hỏa tốc độ đều nhanh hơn hắn. Công tử diễn từ nhỏ tại không gian thần điện lớn lên, các loại điều kiện học tập đều viễn siêu chúng ta, mới điểm ấy trình độ, một phế vật. Hoa, công tử diễn trước người trong tòa trận pháp cỡ nhỏ kia, xuất hiện ba hạt điểm sáng lóa mắt sáng chói, giống như ngôi sao màu tím một dạng, lơ lửng giữa không trung. Ba giọt thần tuyền, đó là cái gì thủ đoạn? Công tử diễn vậy mà sử dụng trận pháp, từ 800 mét bên ngoài, đem thần tuyền thu lấy đi qua. Thật là thần tuyền, nghe nói, trực tiếp đem một giọt thần tuyền nhỏ vào thánh đan, liền có thể tăng lên trên diện rộng thánh đan phẩm chất. Công tử diễn thu lấy đến thần tuyền, mặc dù số lượng không nhiều, thế nhưng là, nhưng vẫn là xô trào. Những tu sĩ còn tại ngắm nhìn kia, cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao hướng trong đất lõm xuất phát. Cổ văn minh phe phái, yêu thần giới phe phái, bàn cổ giới phe phái. Các đại phái hệ, đều là sai phái ra cao cấp nhất cấp bậc cao thủ, dọc theo riêng phần mình suy tính ra con đường, từng bước một hướng thần tuyền tới gần. Trải qua cẩn thận nghiên cứu cùng cân nhắc, mà tiểu cô cùng Trương Nhược Trần cũng lựa chọn một con đường chân chính tiến vào đất lõm trương nhược trần mới hiểu được cái gì gọi là như dẫm trên băng mỏng trên đại địa thời kỳ viễn cổ để lại này tràn ngập các loại thần văn thậm chí liền ngay cả trong không khí cũng lơ lửng có một ít thần văn nhất định phải thời khắc bảo trì chú ý cẩn thận có chút sai lầm liền có khả năng xúc động thần văn chết ngay tại chỗ ma tiểu cô chuẩn bị rất đầy đủ trong tay cầm một cái thanh đồng bình cổ bên trong chứa địa ngục ma thần thần huyết theo không ngừng đem huyết dịch nhỏ giọt trên mặt đất một đầu màu đỏ tươi con đường được mở mang đi ra thời gian dần trôi qua, mà tiểu cô cùng Trương Nhược Trần cũng tiến vào đất lõm chỗ sâu, khoảng cách thần tuyền càng ngày càng gần, thậm chí sử dụng lỗ tai đều có thể nghe được nước suối thanh âm. Tại khoảng cách thần tuyền, còn có khoảng 1000m thời điểm, phía trước không gian trở nên phá toái không chịu nổi, đồng thời tràn ngập chùm sáng màu đen. Trong những chùm sáng kia, phóng xuất ra rét lạnh thấu xương âm khí, hiển nhiên là tuyệt đối đụng vào không được. Khó trách lấy thương tử cự, trụ vũ đám người thực lực cũng vô pháp tiếp tục hướng phía trước tiến lên, nguyên lai like nơi này tràn đầy các loại lực lượng kinh khủng, liền ngay cả không gian đều trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Tại khoảng cách thần tuyền còn có 900 mét thời điểm, mà tiểu cô dừng bước, ngón tay kéo lấy cái cằm, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Nàng cùng Trương Nhược Trần có thể đi đến một bước này, đã là khá là ghê gớm. Tu sĩ những phe phái khác kia, đều còn tại hai người bọn họ sau lưng, khoảng cách thần tuyền nói ít còn có 1,500 mét. Cách càng gần, thu lấy thần tuyền độ khó, cũng liền tương đối nhỏ hơn một chút công tử diễn bên người trong thủy tinh bảo bình đã chứa mấy chục giọt thần tuyền khi hắn ngẩng đầu lên chằm chằm trên người ma tiểu cô thời điểm ánh mắt lộ ra một đạo cực kỳ ngoài ý muốn thương tử cử cũng hướng ma tiểu cô cùng trương nhược trần nhìn lại hỏi làm sao vậy nhận biết hai người kia công tử diễn khe khẽ lắc đầu thu hồi ánh mắt tiếp tục khống chế dưới chân tiểu trận thế nhưng là ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng đều muốn hướng ma tiểu cô chằm chằm đi qua vị đường muội này công tử diễn cũng là trước đây không lâu mới nhận biết nghe nói là hắn một vị tộc thúc nữ nhi tạm thời tiến vào không gian thần điện tu luyện nàng này đến ở trong tộc tạo thành chấn động không nhỏ liền ngay cả trong tộc thần đều tự mình gặp nàng công tử diễn phái người đi dò xét qua ma tiểu cô giật mình phát hiện tạo nghệ không gian của nàng cực cao thậm chí có khả năng không kém hắn ma tiểu cô thế mà xuất hiện tại chân lý thiên vực công tử diễn trong lòng vẫn có chút ngoài ý muốn ma tiểu cô nhìn xem công tử diễn dưới chân tòa kia không gian trận pháp trong mắt khinh thường càng đậm, nói công tử diễn vận dụng không gian chuyển di thuật, có thể thu lấy đến 800 mét bên ngoài thần tuyền. Lâm nhạc, người cách không thủ vật không phải rất lợi hại, thử một chút. Nơi này hay là quá xa một chút, lại hướng đẩy về trước tiến một chút. Trương Nhược Trần nói ra câu này, chính là một phát bắt được ma tiểu cô trong tay thanh đồng bình cổ, đến phía trước đi mở đường. Ma tiểu cô lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, người còn dám đi lên phía trước. Trước mặt không gian phá thành mảnh nhỏ, đối với tu sĩ khác mà nói là tuyệt lộ, đối với chúng ta mà nói, vẫn là có thể đi sông vào một lần. Làm sao, đường đường la sát công chúa, chút can đảm này đều không có. Trương Nhược Trần nói, mà tiểu cô đích đích sát sát là cảm thấy càng đi về phía trước sẽ tương đối nguy hiểm, mà lại phía trước cũng đã không có đường, tiếp tục đi lên phía trước, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Cách đó không xa, thiên đường giới phe phái mấy vị tu sĩ, cũng là như thế cho rằng. Bọn hắn tự nhận là đã tiến lên đến cực hạn, không có khả năng còn có thể tiếp tục tới gần thần tuyền. Bởi vậy, bọn hắn nhìn chằm chằm ngay tại đi về phía trước đi trương nhược trần trong lòng cảm thấy không hiểu trên mặt lại lộ ra ý cười cảm thấy trương nhược trần lập tức liền sẽ chết không có chỗ trôn thế nhưng là tiếp xuống phát hiện một màn lại là để ở đây tất cả tu sĩ đều mở rộng tầm mắt chỉ gặp trương nhược trần đúng là xâm nhập tiến không gian phá toái tại trên mảnh vỡ không gian giống như phù đảo đồng dạng nhảy vọt ở xung quanh hắn có lôi điện xuyên thẳng qua có viễn cổ âm khí hội tụ thành dòng sông có đen kịt hư vô khu vực nhưng là hắn vậy mà ngạnh sinh sinh sông đi qua, rơi xuống khoảng cách thần tuyển đại khái chỉ có 700 mét trên một mảnh vỡ không gian. Thấy cảnh này, mặc kệ là có hay không tiến vào đất lõm tu sĩ, đều là giật nảy cả mình. Gia hỏa này, tại trong không gian phá toái đều có thể tùy ý xuyên thẳng qua, cũng quá lợi hại. Cho dù là công tử diễn, cũng không dám làm như thế. Trương Nhược Trần muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng là hắn cùng ma tiểu cô ở giữa liên tâm dung quốc tỏa, cũng đã kéo đến thẳng tắp. Thế là, hắn giật giật thẳng băng xiềng xích, thúc dục nói ngươi thế nào là không dám tới hay là không qua được có muốn hay không ta giúp ngươi trên đường đi đều là ma tiểu cô đối với trương nhược trần các loại khinh thường cùng khinh bỉ kiêu ngạo đến tựa như bạch thiên nga đồng dạng lại không muốn ở thời điểm này lại bị lúc trước khinh bỉ đối tượng cho khinh bỉ không cần bản công chúa trải qua tới ma tiểu cô mài mài hàm răng trong lòng tương đương tức giật, lại cũng chỉ có thể tự an ủi mình bản công chúa mệnh quý giá cực kỳ tự nhiên là muốn chân quý mệnh của hắn tiệt cho nên không sợ chết. Mà tiểu cô kiên trì, rốt cuộc đến mảnh vỡ không gian, cùng Trương Nhược Trần hội hợp cùng một chỗ. Chúng ta tiếp tục, Trương Nhược Trần nói, mà tiểu cô ngạc nhiên nói, người còn muốn đẩy về phía trước tiến. Trương Nhược Trần chỉ hướng khoảng cách thần tuyền đại khái 400 m một khối mảnh vỡ không gian, nói, nơi đó là một chỗ không tệ điểm dừng chân, khoảng cách thần tuyền cũng gần, thu lấy đứng lên phải nhanh rất nhiều. Nếu không, giống công tử diễn như thế thu lấy, coi như tốn hao một ngày một đêm, cũng thu thập không có bao nhiêu. Ma tiểu cô nhìn thấy nơi xa khối mảnh vỡ không gian kia, trong lòng mười phần kháng cự, liền vội vàng lắc đầu, nói khối mảnh vỡ không gian kia quá nhỏ, khẳng định rất không ổn định, nói không chừng vừa mới leo lên đến liền sẽ vỡ vụn, hay là đừng mạo hiểm như vậy. Người thu thập nhiều như vậy thần tuyền làm gì? Chẳng lẽ người thật đúng là muốn mang lấy 10 vạn giọt thần tuyền, đi cưới thiên sơ tiên tử? Tin tưởng ta, theo ta đi, Trương Nhược Trần sử dụng trong tay liên tâm dung cốt tỏa, ở trên thân ma tiểu cô quấn quanh ba vòng, đưa nàng bọc lại, sau đó, chính là mang theo nàng, hướng nơi xa khối mảnh vỡ không gian kia vào tới. Mà tiểu cô cũng không cho là mình là nhát gan sợ phiền phức hạng người, nhưng nàng lần này là thật bị trương nhược trần dọa cho phát sợ, chờ đến hai người bọn họ rơi xuống trên mảnh vỡ không gian thời điểm, lòng của nàng đều còn tại phù 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 cuồng loạn. Chân đạp tới mặt đất, mà tiểu cô hai chân đang khe khẽ run rẩy, một đôi mắt phược, lạnh lùng nhìn chằm chằm trương nhược trần, nói, người đến cùng phải hay không trương nhược trần, Trương Nhược Trần nhìn thấy Ma Tiểu Cô gương mặt xinh đẹp tái nhợt bộ dáng, cuối cùng là tâm tình thoải mái không ít, cười nói công chúa Điện Hạ làm sao lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Vừa rồi đoạn đường kia, mỗi dẫm ra một bước, đều phải đem không gian cùng thời gian nắm đến cực hạn trình độ. Tại trong tuổi trẻ tiểu bối, ngoại trừ Trương Nhược Trần, còn có ai làm được? Ma Tiểu Cô nói, kỳ thật, vừa rồi Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là đem không gian cùng thời gian nắm đến cực hạn trình độ, hơn nữa còn sử dụng lực lượng thời gian, cho nên mới có thể ung dung đến khối này mảnh vỡ không gian trương nhược trần không có trả lời la sát công chúa mà là ngồi xổm người xuống ở trên mảnh vỡ không gian bố trí trận pháp Người không nói lời nào chính là chấp nhận ma tiểu cô trong lòng đã xác định bảy tám phần không thể không nói đây là một cái để ma tiểu cô tương đương buồn bực kết quả lâm nhạc vậy mà thật là trương nhược trần tên hỗn đản kia một gia hỏa để nàng đã là thống hận lại có chút tương tư tại đi vào thiên đình giới trước mà tiểu cô liền đã tưởng tượng qua các loại cùng Trương Nhược Trần gặp nhau có thể sẽ chuyện phát sinh, thậm chí đều đã nghĩ kỹ như thế nào trả thù Trương Nhược Trần. Hiện tại là gặp nhau, mà lại gặp nhau đến so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn một chút. Nhưng là, nàng không chỉ có không thể trả thù Trương Nhược Trần, lại còn giúp hắn ngủ một vị tuyệt sắc tiên tử. Mà tiểu cô trong lòng tức giận đến không được, thậm chí đều quên muốn đi lấy thần tuyền, chỉ là dùng một đôi có chút đỏ lên con mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, người bố trí ở chỗ này không gian truyền tống trận làm gì. Trương Nhược Trần cũng không ngẩng đầu lên, nói cướp đoạt thần tuyền, đương nhiên là muốn lập tức đào tẩu, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đường cũ trở về. Nơi đây rất đặc thù, sử dụng không gian truyền tống trận căn bản truyền tống không đi ra, hơn nữa còn có hung hiểm to lớn. Mà tiểu cô nói ra, Trương Nhược Trần nói ta biết, nhưng là ta có biện pháp, đến lúc đó ngươi đi theo ta là có thể. Bố trí xong, tiếp đó, bắt đầu thu lấy thần tuyền. Đầu tiên nói trước, chính mình thu lấy chính mình, đừng vọng tưởng phân đối phương thần tuyền nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô đến khoảng cách thần tuyển chỉ có 400 mét vị trí, những tu sĩ khác kia đều chấn kinh, đều đang suy đoán hai người bọn họ thân phận. Liền ngay cả trong thập đại thần truyền đệ tử mấy người, cũng đem ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô trên thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương 1705, Lân Vũ, Ma Tiểu Cô duỗi ra một ngón tay dài nhọn, ở trong hư không vẽ phát thảo, lập tức từng đạo không gian minh văn lẫn nhau kết nối, hình thành một cái chuỗi dài. Hoa, ngay sau đó, ngón tay của nàng, hướng nắm vào trong hư không một cái. Lòng bàn tay, xuất hiện 14 giọt thần tuyền, rất đơn giản thôi, mà tiểu cô cười cười, lấy ra một cái đẹp đẽ bảo bình, đem 14 giọt thần tuyền đặt đi vào. Khi nàng hướng bên cạnh Trương Nhược Trần chầm chầm đi, lập tức lại cười không ra. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần đúng là duy nhất một lần thu lấy về một nắm thần tuyền, đến có mấy trăm giọt, trực tiếp cất vào trước người bình gỗ. Ma tiểu cô không phục lắm, hừ nhẹ một tiếng, lập tức để thể nội thánh khí hoàn toàn vận chuyển lại, thi triển ra Thâu Thiên Hoán Nhật thủ đoạn. Thế nhưng là dù vậy, nàng tối đa cũng cũng chỉ có thể duy nhất một lần thu lấy 30 giọt thần tuyền, xa xa không cách nào cùng Trương Nhược Trần so sánh. Xa xa công tử diễn, trên mặt lại là lộ ra lạnh run sợ thần sắc. Có thể tại 800m bên ngoài thu lấy đến thần tuyền, vốn là khó lường năng lực, đủ để kinh diễm toàn trường, thế nhưng là, lại bị Trương Nhược Trần cùng Ma tiểu cô biểu hiện, cướp đi đầu ngọn gió cái này không chỉ có để công tử diễn trên mặt không ánh sáng, mà lại, người ở bên ngoài xem ra, đường đường không gian thần điện lãnh tụ đúng là có chút tài nghệ không bằng người. Một mực đến nay, công tử diễn đều là sống an nhàn sung sướng, nhận thế lực khắp nơi truy phùng, tự nhiên là không cam tâm bị người ép một đầu. Nơi đây cách thần tuyển hay là quá xa một chút, thu lấy tốc độ quá chậm, tử cự, tấn nha, giúp ta một chút sức lực. Công tử diễn nói, thương tử cự minh bạch công tử diễn trong lòng suy nghĩ, nói, người cũng muốn leo lên mảnh vỡ không gian, có nắm chắc không kỳ thật công tử diễn trong lòng không chắc nhưng nhìn đến trương nhược trần cùng ma tiểu cô trong khoảng thời gian ngắn đã thu lấy đại lượng thần tuyền công tử diễn tâm tình càng thêm không trôi chảy nói có thể thử một lần tại thương tử cửa cùng tấn nha liên thủ phụ trợ xuống công tử diễn đẩy về phía trước tiến vào gần trăm mét thành công leo lên một khối mảnh vỡ không gian công tử diễn trên mặt lộ ra nét mừng vội vàng ở trên mảnh vỡ không gian bố trí dịch chuyển không gian trận pháp ở chỗ này hắn thu thập thần tuyền tốc độ quả nhiên tăng lên không ít nhưng là, duy nhất một lần, cũng chỉ có thể thu lấy năm do tả hữu, vẫn như cuối cùng ma tiểu cô cùng Trương Nhược Trần chênh lệch cực lớn. Thật sự là đáng giận, chẳng lẽ không chỉ có chỉ là bởi vì khoảng cách ưu thế, hai người bọn họ ở trên không gian chi đạo tạo nghệ, cũng tại trên ta. Công tử diễn khó mà tiếp nhận sự thật này, muốn tiếp tục tiến lên. Nhưng là, hắn mới vừa vặn bước ra mảnh vỡ không gian, liền bị một đạo viễn cổ âm khí đánh trúng, hơn phân nửa thân thể bị đông cứng, may mắn trên người có phòng ngự loại phù lục, mới bảo vệ được tính mệnh công tử diễn không thể không lùi bước về không ở giữa mảnh vỡ. Thương tử cự, liếm hy, tấn nha, trụ vũ, thiên đường giới phe phái tứ đại cao thủ, đứng tại ngoài trăm thước, sử dụng truyền âm trao đổi lẫn nhau. Thương tử cự nói, quá quỷ dị, công tử diễn là không gian trường ác giả, ở trên không gian chi đạo tạo nghệ cực kỳ cao siêu, làm sao lại chống rỗng toát ra hai tên tuổi trẻ tiểu bối không gian tạo nghệ so với hắn còn lợi hại hơn. Trong thế hệ chúng ta, không gian tạo nghệ có thể cùng công tử diễn giao phong tu sĩ, cũng không phải là không có, tỉ như giết chết mấy vị tứ dực tinh hồng thiên sứ vị nam tử nhân loại bí ẩn kia. Tấn Nha lạnh như băng nói, vô ảnh tiên tử liếm hy, nói thiếu nữ kia lai lịch chỉ sợ không đơn giản, nàng thế mà trong tay nắm giữ một đóa âm thần liên, càng là mượn nhờ âm thần liên lực lượng, khống chế một tôn đại thánh hung vật. Bình thường tới nói, chỉ có một tòa cổ giáo giáo chủ mới có thể có bực này thủ đoạn lợi hại. Vũ trụ vạn giới, ẩn tàng ngàn vạn bí mật, vô số quỷ tài cùng cao thủ a. Thương tử cự thở dài, thiên đường giới lãnh tụ trụ vũ, Hư lạnh một tiếng, suy đoán nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Theo ta thấy, chờ đến cướp đoạt thần tuyển kết thúc, trực tiếp xuất thủ thăm dò. Ba người khác, đều là nhẹ nhàng gật đầu, cổ văn minh phe phái những tu sĩ kia, thì là cả đám đều ngoác mồm kinh ngạc. Không có cách, lâm nhạc cùng ma tiểu cô thủ đoạn, thật sự là quá trói mắt, không gian thần điện lãnh tụ công tử diễn, tựa hồ cũng không sánh bằng bọn hắn. Thiên tinh thiên như ánh mắt, khi thì rơi ở trên thân trương nhược trần, khi thì rơi ở trên thân ma tiểu cô, trong lòng vẫn như cũ vẫn còn đang suy tư, hai người kia, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình, thế mà lẫn nhau thỏa hiệp, đồng thời mang lên trên liên tâm dung cốt tỏa. Thiên sơ tiên tử lại hướng nàng che giấu cái gì, thú vị, thật sự là thú vị, thiên tinh thiên nữ trên mặt, lộ ra ý cười. Dù sao trong tay nàng trong tay nắm giữ Trương Nhược Trần thứ 10 phần cần thiết, mặc cho Trương Nhược Trần cướp đoạt đến lại nhiều thần thuyền cuối cùng đều được rơi vào trong tay nàng. Thiên tinh thiên nữ đối với mù lò cùng tròm dâu dài phân phó nói, lâm nhạc ra hỏa kia lấy đi tuyệt đại đa số thần tuyền, những tu sĩ khác kia không có khả năng thả hắn rời đi hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi tiếp ứng hắn ngoại trừ thiên tinh thiên nữ một chút tu sĩ khác cũng đều khai thác hành động bọn hắn có là muốn ngăn cản trương nhược trần có là muốn cùng trương nhược trần làm giao dịch có thì là lòng đố kỵ công tâm muốn chơi ngáng chân để trương nhược trần cùng ma tiểu cô không cách nào còn sống lui về tới tóm lại bởi vì cướp đoạt đến đại lượng thần tuyền trương nhược trần lại bị đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió thần tuyền còn không có lấy xong các đại thế lực đã là sóng ngầm phun trào. Thần tuyền tuyền nhãn, ở vào không gian phá toái trung tâm, chung quanh tràn ngập các loại sức mạnh mang tính hủy diệt, bao quát phiến cổ âm khí, lực lượng hắc ám, lôi điện, hỏa diễm. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nơi đó có một tòa hùng uy thạch phong. Thần tuyền, ở vào thạch phong đỉnh chóp, tòa thạch phong kia giống như là từ trong không gian phá toái rũi ra, nhưng không có bị hư vô thôn phệ, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nửa ngày đi qua, Trương Nhược Trần thu tập được thần tuyền đã vượt qua 10 vạn giọt, đổ đầy một cái do tiếp thiên thần mộc chế thành bình gỗ. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị tiếp tục thu lấy thần tuyền thời điểm, hướng trên đỉnh đầu, rơi ra một trận lân vũ. Lân phiến màu vàng, tựa như mưa đồng dạng rơi xuống dưới, tản mát ra mê người mùi thơm. Chỉ là người được một sợi, Trương Nhược Trần tứ chi tám xương cốt đều trở nên vô cùng tô sướng, thể nội thánh khí tựa như rồng chạy hổ chạy. Là lân vũ, phụ cận có thần dược, mà tiểu cô hai con ngươi, tản mát ra hào quang chói mắt, hướng bốn phía tìm kiếm. Trương Nhược Trần cũng nghe qua liên quan tới lân vũ truyền thuyết, trong lòng kích động. Truyền thuyết, thần dược thú hoàng lân quyết sinh trưởng địa phương, mới có thể hạ xuống lân vũ, thu tộc tu sĩ đạt được lân vũ tẩy lễ, có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt, huyết mạch sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, thậm chí thụ mưa hóa rồng. Tại ma tiểu cô tìm kiếm thần dược thời điểm, Trương Nhược Trần lại là lấy ra một kiện không gian dụng cụ, thu thập từ trên trời giáng xuống lân vũ. Những tu sĩ khác kia cũng bị lân vũ chấn kinh, cả đám đều trở nên điên cuồng. Thần dược xuất thế, liền ngay cả thần đều sẽ bị kinh động, huống chi là bọn hắn. Thập đại thần truyền đệ tử không cách nào bảo trì chấn định, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên, xông vào đất lõm, hướng thần tuyền tiến đến, bọn hắn cũng nghĩ tìm kiếm thần dược. Ngao, giống, kinh thiên động địa tiếng thú gào vang lên, đường kính dài tới mấy chục dặm trong đất lõm, hiện ra hơn vạn đạo thú ảnh, có kỳ lân, rồng, côn, kim bằng. Vân vân, thú ảnh, bộc phát ra khí thế kinh người, khiến cho ở đây chư vị thánh vương đều nhiếp nhiếp phát run, tựa như là gặp được một đám thú hoàng. Những thú ảnh kia, vào tới thần tuyền vị trí, quay chung quanh thạch phong phi hành. Thời gian dần trôi qua, gánh chịu thần tuyền thạch phong, vậy mà chậm rãi chìm xuống phía dưới, bóng dáng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong không gian phá toái. Lân vũ cũng biến mất, thần dược bỏ chạy, mà lại, còn mang đi thần tuyền. Đây chính là một gốc thần dược, mau đuổi theo, một khi để nó đào tẩu, còn muốn đưa nó tìm ra sẽ khó như lên trời. Rất nhiều tu sĩ đều mất lý trí, liều lĩnh xông vào đất lõm, nhưng là, lại bị thập đại thần truyền đệ tử ngăn cản trở về. Trong thập đại thần truyền đệ tử thiên dực ngân long, âm thanh lạnh lùng nói, thú hoàng lân quyết không phải đào tẩu, mà là không muốn bị người quấy dày, nó tự thân tu vi, đã tiếp cận đại thánh vô thượng cảnh, nếu là xuất thủ, ở đây không có người sống được xuống tới. nhiếp tương tử thản nhiên nói, thần tuyền kia, hẳn là thú hoàng lân quyết sinh trưởng chi địa, nó mang đi thần tuyền, hiển nhiên là không nghĩ rằng chúng ta tiếp tục thu lấy, Phong thần đài đại hội đã không sai biệt lắm kết thúc, mọi người tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây. Thập đại thần truyền đệ tử lên tiếng, nhưng là ở đây tu sĩ, nhưng không có phải lập tức rời đi ý tứ, vô số đôi mắt đều chăm chú vào trương nhược trần cùng ma tiểu cô trên thân, có thể là tham lam, có thể là ghen ghét. Thiên tinh thiên nữ hai tay ôm ở trước ngực, khí định thần nhàn mà nói, lâm nhạc, tranh thủ thời gian tới, có thiên nữ nghênh đón, không có người nào dám đánh trên người ngươi thần tuyển chủ ý. Một chút bối cảnh cường đại tu sĩ, cũng không mua thiên tinh thiên nữ mặt mũi. Lâm Nhạc Huynh, bản vương cần thần tuyền vì trong tộc một vị tiên tổ kéo dài tính mạng, hy vọng người có thể phân 10,000 giọt, giá tiền dễ thương lượng. Ta là phong thiên thần triều thái tử, Lâm Nhạc Huynh, chúng ta nói một chút như thế nào? Rất nhiều tu sĩ đều canh giữ ở giao lộ, ngăn lại Trương Nhược Trần cùng ma tiểu cô đường lui. Tuy nói, bọn hắn đều công bố muốn cùng Trương Nhược Trần giao dịch, hoặc là trao đổi, nhưng là bầu không khí lại khá quỷ dị, vạn nhất có người xuất thủ cướp đoạt, tất nhiên sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, cho dù là có thập đại thần truyền đệ tử ở đây, cũng chưa chắc ngăn lại được. Huống chi, thập đại thần truyền đệ tử cũng là đến từ từng cái phạm giới, chỉ cần không có náo ra nhân mạng, bọn hắn chưa chắc sẽ xuất thủ ngăn lại. Mà tiểu cô đem thu tập được hơn một vạn nhỏ thần tuyền thu vào, nói, xem ra ngươi nói đúng, chúng ta thật đúng là không thể đường cũ trở về, tiếp xuống liền xem ngươi thủ đoạn có phải thật vậy hay không có cao minh như vậy. Trương Nhược Trần không có thêm lời thừa thái, trực tiếp kích hoạt dưới chân không gian truyền tống trận, Hoa, trên mảnh vỡ không gian quang mang lóe lên, Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại từng đôi ngạc nhiên ánh mắt. Tại mảnh hung sát chi địa này sử dụng không gian truyền tống, đích thật là tương đương hung hiểm, nhưng là, nắm giữ thời không bí điển đằng sau, đối với Trương Nhược Trần tới nói, nhưng lại trở nên không phải việc khó. Rời đi hung sát chi địa, Trương Nhược Trần không có lập tức đi cùng hạng sở nam, Mộc Linh Hy hội hợp, mà là cùng Ma Tiểu Cô trước một bước rời đi phong thần đài, để tránh bị những tu sĩ tham lam kia ngăn chặn, Trương Nhược Trần cùng Ma Tiểu Cô ngồi tại trên một chiếc thánh xa, một mực đi đến chân lý thiên vực biên giới, tại một tòa mười phần hoang vu trên sườn núi, ngừng lại. Trương Nhược Trần nhảy xuống thánh xa, nhìn ra xa xa dáng chiều, nói, hiện tại, người đem bức đồ quyển kia giao cho ta, chính mình rời đi chân lý thiên vực, ta coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. La sát công chúa khôi phục diện mục thật sự, từ trong thánh xa nhô ra nửa người, tuyết trắng như ngọc da thịt, màu đỏ rực tóc dài, yêu mị khuôn mặt, nàng hướng về phía trương nhược trần cười một tiếng bản công chúa tại thiên đình giới còn có tương đối quan trọng sự tình muốn làm tạm thời sẽ không rời đi cho nên bước đồ quyển kia bản công chúa còn muốn tiếp tục bảo tồn trong tay trương nhược trần ánh mắt trầm xuống người đừng quá mức hiện tại có cơ hội rời đi thiên đường giới liền mau chóng rời đi bằng không đợi đến thân phận bại lộ người muốn chạy trốn đều trốn không thoát dù sao có người cùng thiên sơ tiên tử đệm lưng bản công chúa không sợ hãi la sát công chúa đôi mắt nháy một chút lời nói xoay chuyển, nói, đương nhiên, người nếu là thật sự muốn lập tức cầm lại đồ quyền, cũng không phải là không thể thương lượng. Điều kiện tiên quyết là, người muốn trước đem đồng hồ nhật quỹ trả lại cho bản công chúa, đồng thời rất cung kính hướng bản công chúa xin lỗi nhận lầm. chương 1706, liên quan tới côn lôn giới bí mật. Đồng hồ nhật quỹ quan hệ trọng đại, dính đến liệp hộ bát tinh cùng tu di thánh tăng viên tịch chi địa bí mật, mặc dù trương nhược trần một mực không có nghiên cứu ra kết quả, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng đem nó giao cho la sát công chúa. Trương Nhược Trần nói, người nhất định phải nghĩ rõ ràng, hiện tại là tại chân lý thiên vực, không phải tại phong thần đài. Có ý tứ gì, không cách nào khống chế đại thánh hung vật làm phụ trợ chiến lực, người xác định là đối thủ của ta sao? La sát công chúa phát giác được, từ trên thân Trương Nhược Trần phát ra hàn ý, trên gương mặt xinh đẹp dáng tươi cười trong nháy mắt thu liễm. Bạch, nàng hóa thành một đạo ô ảnh, từ trong thánh xa bay lượn mà ra, rơi xuống đất, đứng sau lưng Trương Nhược Trần, chiếm cứ vị trí có lợi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, đem hắn mở ra. Soạt, từng tầng từng tầng màn ánh sáng màu bạc hiển hiện ra, hóa thành đa nguyên không gian, đem La Sát công chúa phong tỏa ở trong đó trong một không gian. Lúc trước, tại không gian truyền tống thời điểm, La Sát công chúa trông thấy Trương Nhược Trần sử dụng tới thời không bí điển chỉ cho là đây là một kiện phụ trợ loại không gian bảo vật, bởi vậy cũng không làm sao để ở trong lòng. La Sát công chúa không có sợ hãi đứng tại trong màn ánh sáng màu bạc, cười nói, "Làm sao? Ngươi thật đúng là muốn ra tay giết bản công chúa?" Trương Nhược Trần mặt không biểu tình, chỉ là đem trong tay thời không bí điển hợp lại, trực tiếp đem La Sát công chúa thu nhập vào trong sách. Tại thời không bí điển, lực lượng bạo phát đi ra thời điểm, La Sát công chúa sắc mặt rốt cục trở nên có chút khó coi, vội vàng thi triển ra không gian na muốn thoát ly thời không bí điển áp chế. Đáng tiếc, tại thời không bí điển hình thành đa nguyên không gian, lực lượng không gian của nàng hoàn toàn không thi triển ra được. Trương Nhược Trần lần nữa đem thời không bí điển mở ra thời điểm, La sát công chúa đã biến thành trên tờ giấy màu bạc một bức mỹ nữ đồ. Nguyên lai like quyển sách này đúng là thời gian cùng không gian loại trí bảo. Không nghĩ tới bản công chúa cũng có nhìn nhìn lầm thời điểm. La sát công chúa tức giận nói: Trương Nhược Trần trực tiếp động thủ từ La sát công chúa trên thân đem ghi chép hắn cùng thiên sơ tiên tử bức đồ quyển kia lục soát đi ra xác nhận không sai về sau. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi nói: Công chúa điện hạ, người thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào loại sự tình bị ổi này đều làm ra được la sát công chúa chỉ là hư một tiếng không hề nói gì chân diệu tiểu đạo nhân tỉnh lại từ trương nhược trần ống tay áo thỏ đầu ra nói bần đạo tử kim bát quái kính cũng bị nàng cướp đi trương nhược trần ngươi nhất định phải giúp bần đạo thu hồi lại không tốt nói sai bần đạo không phải cố ý kêu lên tên của ngươi không bằng chúng ta giết người diệt khẩu a à? không sao dù sao nàng đã đoán ra thân phận của ta trương nhược trần nhô ra bàn tay lại từ la sát công chúa trên thân đem tử kim bát quái kính lục soát đi ra la sát công chúa nói đồ vật ngươi đã lấy trở về trương nhược trần hiện tại ngươi có thể thả bản công chúa a trương nhược trần lắc đầu nói lúc trước để cho ngươi đi ngươi không đi bây giờ muốn đi chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình chẳng lẽ ngươi còn muốn giết bản công chúa la sát công chúa nói trương nhược trần nói la sát công chúa từng dẫn đầu la sát tộc đại quân tiêu diệt thiên đình giới một tòa phàm giới đã sớm là thiên đình giới nhất định phải diệt trừ địa ngục giới nhân tài mới nổi ta chỉ cần giết ngươi, tất nhiên có thể đạt được đại lượng điểm công đức. La sát công chúa hết sức rõ ràng, trương nhược trần gia hỏa này có chút lãnh huyết vô tình, nói không chắc thật sẽ làm như thế, trong lòng lập tức có chút lo lắng. trương nhược trần tốt xấu chúng ta đã từng cúng tinh thần lực xong tu qua, ngươi liền một chút tình cảm đều không nói. la sát công chúa ngữ khí trở nên mềm mại một chút. trương nhược trần nói cùng giảng tình cảm, không bằng ngươi trước giải đáp ta mấy cái nghi vấn. ngươi muốn biết cái gì? la sát công chúa nói. Trương Nhược Trần ngồi vào trên thánh xa, bưng lấy thời không bí điển, nói, ta rất hiếu kỳ, làm la sát tộc công chúa, ngươi là thế nào trở thành công tử diễn đường muội ma tiểu cô? Thiên đình giới hẳn là có la sát tộc gian tế A. À. Ngươi đến thiên đình giới, đến cùng là muốn làm gì? Vấn đề thứ nhất cùng vấn đề thứ hai, bản công chúa không cách nào nói cho ngươi. Vấn đề thứ ba, ngược lại là có thể trả lời ngươi. Nhưng là, trả lời ngươi, ngươi liền sẽ thả bản công chúa sao? La sát công chúa nói, sẽ không, chợt, trương nhược trần lại nói nhưng là nếu ta hiện tại nói với người cơ hội cũng liền nói rõ người còn có sống sót khả năng nếu như không cho người nói chuyện cơ hội người đem hẳn phải chết không nghi ngờ la sát công chúa trong lòng vô cùng tức giận nàng la xa chưa từng nhận qua dạng này uy hiếp trương nhược trần ra hỏa này thật là nàng mệnh trung khắc tinh sao la sát công chúa trên thân ngược lại là có mấy thứ át chủ bài lợi hại nhưng lại không dám khẳng định có thể phá vỡ thời không bí điển hiện tại nhất định phải ẩn nhẫn tiếp tục chờ đợi thích hợp cơ hội ra tay La sát công chúa nói, kỳ thật, bản công chúa đi vào thiên đình giới, là vì học tập không gian chi đạo cùng chân lý chi đạo, không có ý đồ xấu khác nào. Nói như vậy, người khẳng định không tin, cho nên, bản công chúa còn có một cái càng trọng yếu hơn mục đích, đó chính là đến thiên đình giới tìm ngươi. Tìm ta, tìm ta trả thù sao? Trương Nhược Trần nói, la sát công chúa nói, nếu như chỉ là báo thù, bản công chúa không cần tự mình đến đây thiên đình giới. Ngươi phải biết, chỉ cần bản công chúa hạ xuất một đạo mệnh lệnh, Tiềm phục tại Thiên Đình giới La Sát cao thủ, tự nhiên sẽ lấy tính mạng của ngươi. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi là bản công chúa người trong số mệnh. Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không tin tưởng La Sát công chúa lời nói, nói, ngươi không nói nói thật cũng không quan hệ, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đi Chân Lý Thần Điện. Ta tin tưởng, Chân Lý Thần Điện những đại nhân vật kia có là biện pháp để cho ngươi đem tất cả mọi thứ đều bàn giao đi ra. Trương Nhược Trần, ngươi quá tuyệt tình đi, bản công chúa làm sao hại qua ngươi, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? La sát công chúa con mắt đỏ lên, vậy mà lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, phảng phất là muốn thúc thiết đi ra. Ngươi là địa ngục giới công chúa, ta là thiên đình giới tu sĩ, vốn là lẫn nhau đối địch, cần càng nhiều lý do sao? Trên công đức chiến trường, trương nhược trần nhìn thấy la sát tộc tu sĩ đem nhân loại xem như dây hai chân, bỏ vào trong nước sôi đun nấu, gác ở trên đống lửa nướng, thậm chí đem tiểu hài tử đều ăn hết, trong lòng đừng đề cập cỡ nào phẫn nộ. Mà trận kia chiến tranh chủ soái chính là la sát công chúa, cho nên trương nhược trần muốn giết la sát công chúa cho tới bây giờ đều không phải là uy hiếp nàng mà là thật đối với nàng tràn ngập hận ý cùng sát ý la sát công chúa cảm nhận được trương nhược trần sát khí trên người vội vàng nói thiên đình giới là thiên đình giới địa ngục giới là địa ngục giới chúng ta là chúng ta giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì ngươi coi như đổi lấy đến điểm công đức công đức thần điện cũng sẽ không cho ngươi công đức bảo vật tại thiên đình giới rất nhiều thế lực trong mắt ngươi ngược lại là một viên cái đinh trong mắt bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bóp chết ngươi trương nhược trần nói xem ra ngươi biết không ít thứ bản công chúa biết đến còn không chỉ chừng này ngươi nếu là thả bản công chúa đi ra bản công chúa còn có thể nói cho ngươi một bí mật càng lớn la sát công chúa nói trương nhược trần hỏi bí mật gì la sát công chúa nói ngươi trước thả bản công chúa không tính nói trương nhược trần đem thời không bí điển khép lại lái thánh xa phóng tới chân lý thần điện việc này cùng côn lôn giới có quan hệ ngắn thì một năm lâu là hai năm thủ hộ côn lôn giới thiên địa tế đàn liền sẽ bị công phá, đến lúc đó, địa ngục giới đại quân sẽ từ 10 vạn năm trước từng cái thế giới lỗ thủng, tiến vào côn lôn giới, triệt để thôi động tòa thế giới cổ lão này. La sát công chúa thanh âm, từ trong thời không bí điển truyền ra. Trương Nhược Trần lập tức để thánh xa dừng lại, đem thời không bí điển mở ra, lập tức la sát công chúa xuất hiện ở đối diện với cổ hắn, đứng tại từng tầng từng tầng trong màn ánh sáng màu bạc. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, người nói, thế nhưng là lời nói thật. La sát công chúa cười cười, nói côn lôn giới là một tòa đã trải qua vô số lần nguyên hội kiếp nạn vạn cổ bất diệt đại thế giới dạng này đại thế giới tại toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có mười mấy tòa mỗi một tòa đều có được truyền thừa cổ xưa cất giấu làm cho tất cả tu sĩ đều động tâm chân bảo không chỉ có địa ngục giới tu sĩ biết côn lôn giới sắp hóa thành chiến trường thiên đình giới các đại thế giới cũng đều đã đang chuẩn bị một khi thiên địa tế đàn bị công phá các đại thế giới đại quân đều sẽ tràn vào côn lôn giới lấy người đối với thiên đình giới các đại phàm giới hiểu rõ bọn hắn đi côn lôn giới Thật là đi giúp côn lôn giới đối phó địa ngục giới xâm lấn. Chỉ sợ bọn họ sẽ trước một bước đi cướp đoạt côn lôn giới tài nguyên. Thậm chí một chút phàm giới sẽ còn xuất thủ đối phó côn lôn giới tu sĩ, ngăn cản côn lôn giới ở trong kiếp nạn một lần nữa quật khởi. La sát công chúa hiển nhiên là biết, côn lôn giới là Trương Nhược Trần cố thổ, cho nên mới sẽ nói ra lời nói này. Trương Nhược Trần ánh mắt âm tình bất định, đang tự hỏi, nếu là Thiên Đình giới cùng Địa Ngục giới đại quân đều tràn vào côn lôn giới côn lôn giới dân nghèo chỉ sợ lập tức liền sẽ lâm vào chiến hỏa, côn lôn giới các loại tài nguyên nhất định lọt vào điên cuồng đánh cướp. La sát công chúa nhân cơ hội này, đem một viên phù lục đánh ra ngoài. Âm ầm, một đạo có thể so với chí tôn chi lực lực lượng đáng sợ, từ trong phù lục bạo phát đi ra, làm vỡ nát bên người nàng từng tầng từng tầng màn ánh sáng màu bạc. Lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm đại địa đều hóa thành hoang thổ, tại khu vực trung tâm nhất, bùn đất càng là hòa tan thành xích hồng sắc nham tương, hình thành một mảnh nham tương hồ nước. Trương Nhược Trần từ nham tương hồ nước dưới đáy bay ra, nhìn ra xa bốn phía, nơi nào còn có la sát công chúa thân hình. Trương Nhược Trần, chúng ta côn lôn giới gặp lại, la sát công chúa thanh âm, từ chân trời chuyển đến. Lúc này, Trương Nhược Trần tâm sự nặng nề, không có đi đuổi la sát công chúa, mà là đem Nguyệt Thần ban cho hắn cây thần sứ mộc trượng kia lấy ra, mượn nhờ mộc trượng lực lượng, cùng Nguyệt Thần bắt được liên lạc. Côn lôn giới liền bị địa ngục giới công phá sao, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng Nguyệt Thần hỏi thăm. Nguyệt thần hư ảnh, lơ lửng tại thần sứ mục trượng trên không, tản mát ra thần thánh quang hoa, thanh âm minh mông mà nói, đó là côn lôn giới số mệnh, nhất định là muốn lần nữa gặp chiến hỏa. Người bây giờ tại chân lý thiên vực cố gắng tu luyện là được, côn lôn giới chiến trường mở ra trước giờ, ta sẽ nói cho người biết nên làm như thế nào. Nguyệt thần hư ảnh tiêu tán, Trương Nhược Trần lại là đứng tại chỗ thật lâu bất động. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần hướng chân lý thần điện bước đi, chuẩn bị tiếp xuống một năm đều tiến vào thần điện bế quan tu luyện, đem tu vi tăng lên tới càng cường đại hơn cấp độ. Chương 1707, lão đại, tại đi chân lý thần điện trước đó, Trương Nhược Trần gặp Thiên Sơ tiên tử. Hai người tại khoảng cách chân lý thần điện chừng 3 vạn dặm trong một rừng phong gặp mặt, chính là cuối thu, ửng đỏ lá phong, tiên diễm đến giống như đóa hoa đồng dạng, cực kỳ mỹ lệ. Thiên Sơ tiên tử mặc không nhuốm bụi trần áo trắng, đứng tại trong lá phong, giống như trong bức tranh thần nữ, dị thường thanh lệ. Trương Nhược Trần đem 10 vạn giọt thần tuyền cùng đồ quyển giao cho nàng, nói, đây là đối với ngươi hứa hẹn, ta làm được thiên sơ tiên tử không có nhìn đồ quyển, trực tiếp đem hắn hủy đi, tiếp nhận 10 vạn giọt thần tuyền về sau, thanh tịnh như nước ánh mắt lại là thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Nhìn ta làm gì? Trương Nhược Trần hỏi, thiên sơ tiên tử nói, nếu là ngươi hiện tại hướng ta cầu hôn, ta có lẽ sẽ đáp ứng. Vượt quá nàng dự kiến chính là, Trương Nhược Trần lại là cười lắc đầu, nói, ngươi tại sao muốn đáp ứng ta? Bởi vì ngươi lời thề kia, hay là bởi vì hai người chúng ta đoạn duyên phận trời đất xui khiến kia? Nguyên nhân có cái gì có trọng yếu không? đương nhiên trọng yếu, dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói, giữa chúng ta duyên phận còn chưa đủ, coi như hiện tại hướng người cầu hôn, cũng tuyệt không phải ta nội tâm ý tưởng chân thật. Ta, không muốn vi phạm, nội tâm của ta, thiên sơ tiên tử đột nhiên cảm thấy, chính mình căn bản nhìn không thấu nam tử trước mắt này. Mười vạn giọt thần tuyền sao mà chân quý, hắn hoàn toàn có thể chính mình sử dụng, hoặc là cầm lấy đi cùng tu sĩ khác trao đổi tu luyện dùng tài nguyên, thế nhưng là, bởi vì một cái hứa hẹn, người này vậy mà đích thực đem mười vạn giọt thần tuyền chắp tay giao cho nàng. Mà lại, trong thiên hạ bao nhiêu nam tử đều muốn cưới thiên sơ tiên tử làm vợ, đã là bởi vì nàng tuyệt sắc dung nhan, hay là bởi vì nàng thực lực cường đại, cùng phía sau thiên sơ văn minh. Nhưng là, hắn cũng không có nhân cơ hội này, để nàng thực hiện lời thề, để nàng gả cho hắn. Hắn đến cùng là một hạng người gì, thiên sơ tiên tử trong lòng, nghĩ như vậy, trương nhược trần thì lại im lặng rời đi, từ đầu đến cuối, cũng không có đem thân phận chân thật nói cho nàng. Chân diệu tiểu đạo nhân trên mặt biểu lộ vô cùng thống khổ, trên đường đi đều tại thì thầm, mười vạn giò thần tuyền đây chính là mười vạn giò thần tuyền nói tặng người liền tặng người trương nhược trần nội tâm của ngươi không đau sao ngươi nếu là đem mười vạn giò thần tuyền giao cho bần đạo bần tăng nói không chắc một tia cơ hội lột xác thành thần dược trương nhược trần không quan trọng cười một tiếng thiên sơ tiên tử tại thiên hạ tu sĩ trước mặt lập thệ ai có thể trợ nàng vào tay mười vạn giò thần tuyền nàng liền gả cho ai vạn nhất có người mang theo mười vạn giò thần tuyền đi cưới nàng nàng rất có thể thật sẽ gả cho người kia vô luận nói như thế nào Nàng dù sao cũng là ta Trương Nhược Trần nữ nhân, nếu là gả cho người khác, ta khẳng định sẽ hối hận. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hỏi ra một câu, "Chân Diệu, hiện tại đã rời đi Phong Thần Đài, người tại sao còn chưa đi?" Chân Diệu tiểu đạo nhân thở dài một tiếng, "Thiên hạ lớn như vậy, Bần đạo cũng không biết nên đi chỗ nào." Mà lại, Bần đạo là một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, một khi bị nhận ra chân thân, khẳng định có vô số người tới bắt. Người nói Bần đạo bây giờ nên làm gì?" "Ta giới thiệu cho ngươi một vị đại năng, có lẽ nó có thể đến giúp ngươi." Trương Nhược Trần nói, cái gì đại năng, chân diệu tiểu đạo nhân con mắt trở nên trong suốt, nói chẳng lẽ là vừa rồi hiện ra hóa thân vị kia chân thần đại nhân. Cũng không phải, bất quá ta đã đưa tin cho nó, tin tưởng rất nhanh nó liền sẽ chạy đến cùng ta hội hợp. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần mang theo chân diệu tiểu đạo nhân đi thần truyền đệ tử phong hề chỗ tu luyện không linh đảo, phong nhàm cũng sớm đã trở lại ở trên đảo, hạng sở nam cùng Mộc Linh Hy cũng đều ở đây. Ha ha, tam đệ, người rốt cuộc đã đến, tranh thủ thời gian gọi ta một tiếng nhị ca. Hạng sở nam cười to nói. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi làm sao biến thành nhị ca đây? Hạng sở nam ánh mắt nghiêm một chút, nói, khi tiến vào phong thần đài trước đó, ba người chúng ta liền đã nói xong, dựa theo cướp đoạt đến bảo vật trình độ chân quý, quyết định thứ tự xếp hạng, chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ? Trương Nhược Trần nói, nói như vậy, ngươi cùng phong huynh đã so qua. Phong Nham ngồi tại trong đình, trên mặt mỉm cười, nói chính là so qua, cho nên hắn mới tự xưng là lão nhị, bằng không hắn khẳng định sẽ tự xưng lão đại, chí ít không phải xếp hạng cuối cùng, Hạng Sở Nam cười nói, Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cướp đoạt đến bảo vật, không có ngươi nhiều. Không có chân quý của ngươi. Hạng Sở Nam có chút đắc ý nói, tu vi của ngươi đã đột phá đến bốn bước thánh vương cảnh giới, rất hiển nhiên là phục dụng đại lượng thánh quả cùng thánh dược. Trên người bây giờ còn giữ thánh quả cùng thánh dược, cũng không nhiều a. À. Hắc hắc, mục Linh Nghi đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, sẽ từ Phong Thần Đài lấy được bảo vật, toàn bộ đều lấy ra, đưa cho hắn thấy cảnh này hạng sở nam khẩn trương nói không được không được đệ muội đây là ba người chúng ta ở giữa công bằng công chính tỷ thí ngươi thu tập được bảo vật sao có thể giao cho hắn mục linh hy nói ta chính là hắn vì cái gì không thể cho hắn đâu đúng a à, vì cái gì không thể phong nham đi theo hỏi hạng sở nam gấp đến độ đầu to cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói thôi được coi như tăng thêm đệ muội một phần kia người cũng không có khả năng vượt qua ta trương nhược trần trên mặt dáng tươi cười đối với mục linh Hy khe khẽ lắc đầu lập tức đem chân diệu tiểu đạo nhân nắm đi ra phóng tới hạng sở nam trước mặt nói chỉ bằng gốc cổ thánh dược 10 vạn năm này ta hẳn là liền thắng qua ngươi đi hạng sở nam sắc mặt biến đổi nói chân diệu lão gia hỏa này cũng tính chân diệu tiểu đạo nhân xếp bằng ở trương nhược trần lòng bàn tay khinh bỉ chừng hạng sở nam một chút nói bần đạo vì cái gì không tính mục linh Hy hì hì cười một tiếng hạng đại ca người không phải là thua không nổi a à. ta hạng sở nam cắn chặt răng răng. Tóc toàn bộ đều dựng đứng lên, cuối cùng vừa dài thán một tiếng, tốt ga à, bảo vật trên người ta, hoàn toàn chính xác không sánh bằng ngươi. Trương Nhược Trần nâng chân rượu tiểu đạo nhân, lại hướng phong nham chầm chầm đi, nói ta có thể làm đại ca sao? Nếu như chỉ bằng một gốc 10 vạn năm cổ thánh dược, còn chưa đủ. Phong nham lắc đầu, xem ra phong huynh tại phong thần đài là đạt được không ít đồ tốt. Trương Nhược Trần đem từ kim bát quái kính lấy ra ngoài, lại hỏi hiện tại đủ chứ? Phong nham thông suốt từ trên mặt ghế đá đứng dậy tiếp nhận từ kim bát quái kính, ngón tay ở phía trên tinh tế vuốt ve, trừng lớn hai mắt, nói, đây là La Thiên Trần quân tử kim bát quái kính, Phong huynh vậy mà nhận biết, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, Phong Nham nói, từng có thần truyền đệ tử tại Phong Thần Đài gặp qua nó, đồng thời miêu tả ra đồ án. Rất nhiều thần truyền đệ tử tiến vào Phong Thần Đài, đều đang tìm kiếm tử kim bát quái kính, nhưng lại là không thu hoạch được gì, không nghĩ tới đại ca ngươi vận khí tốt như vậy, thế mà đưa nó tìm tới. Trương Nhược Trần đem trí tôn thánh khí đều đem ra, tự nhiên là trở thành trong ba người lão đại. Một đêm này, Trương Nhược Trần, Phong Nham, hạng sở Nam uống đến say mềm. Ngày thứ hai, hạng sở Nam cùng Mục Linh Hy tại Phong Nham An bài xuống, đều tiến vào chân lý thần điện bế quan tu luyện, Trương Nhược Trần thì là còn đang chờ đợi. Một mực đợi đến ngày thứ tư, Tiểu Hắc mới là đi vào không linh đảo, cùng Trương Nhược Trần hội hợp. Vừa tới, Tiểu Hắc chính là không ngừng phàn nàn, nói, phong thần đài đại hội trọng yếu như vậy sự tình, người thế mà không gọi bản hoàng, người đây là ý gì? ngươi cũng lấy được một chút bảo vật gì, tranh thủ thời gian lấy ra, để bản hoàng giúp ngươi nhìn xem. Trương Nhược Trần đem chân diệu tiểu đạo nhân hoán đi ra, giới thiệu cho tiểu hắc, nói, vị đạo trưởng này, tên là chân diệu, tu vi khá cao sâu. Chân diệu đạo trưởng bây giờ tu vi xuất hiện bình cảnh, cần tiến vào hồng trần lịch luyện, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, lịch luyện sự tình, liền do ngươi đến giúp đỡ nó đi. Tiểu hắc một đôi chuông đồng lớn nhỏ trong mắt, nhìn chằm chằm chân diệu tiểu đạo nhân đánh giá nửa ngày, lặng lẽ hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, ngươi là đem gốc cổ thánh dược 10 vạn năm này đưa cho bản hoàng ăn sao? Ăn nó đi, nói không chừng bản hoàng tu vi có thể đều khôi phục. Trương Nhược Trần lật ra một cái liếc mắt, nghiêm túc nói, lão đạo sĩ này không đơn giản, có thể khống chế một kiện trí tôn thanh khí. Trương Nhược Trần đã kiểm tra từ kim bát quái kính, phát hiện một kiện tương đương buồn bực sự tình, vô luận hắn điều động bao nhiêu thanh khí rót vào tấm gương, cũng vô pháp dẫn động ra trí tôn chi lực. Tựa hồ chỉ có chân diệu tiểu đạo nhân có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, để từ kim bát quái kính phát huy ra trí tôn thánh khí uy lực, trí tôn thánh khí tiểu hắc kích động không thôi, vội vàng rũi ra hai cái móng vuốt, đem chân diệu tiểu đạo nhân nắm đứng lên, nói: người có một kiện trí tôn thánh khí làm sao không nói sớm, tranh thủ thời gian lấy ra, để bản hoàng giúp người giám định một chút có phải thật vậy hay không. chân diệu tiểu đạo nhân cảm thấy con cú mèo này nhìn nó ánh mắt rất không thích hợp, rất như là muốn ăn rơi nó một dạng. trương nhược trần, người không phải là để bần đạo đi theo con cú mèo này cùng một chỗ lịch luyện a chân diệu tiểu đạo nhân trong mắt, lộ ra vẻ khinh miệt. Tiểu hắc một móng vuốt đập vào chân diệu tiểu đạo nhân đỉnh đầu, quát lớn một tiếng, tiểu ra hỏa, người đó là cái gì ánh mắt. Đừng tưởng rằng ngươi có một kiện trí tôn thánh khí cũng đã rất giỏi, bản hoàng vài phút đưa ngươi ăn đến sạch sẽ. Chân diệu tiểu đạo nhân hỏa khí dâng lên, nói, ngươi dám ăn bẩn đạo. Tin hay không bẩn đạo vận dụng trí tôn thánh khí, đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Qua trong giây lát, tiểu hắc cùng chân diệu tiểu đạo nhân bóp đấu, trên mặt đất quay cuồng. Dừng tay, Trương Nhược Trần muốn quát bảo ngưng lại ở bọn chúng, nhưng lại nhất định tác dụng đều không có, bọn chúng ngược lại đánh cho càng thêm hung mãnh. Tiểu Hắc Tu Vi khôi phục không ít, trong chiến đấu đúng là chiếm thượng phong, đem chân rượu tiểu đạo nhân đặt ở dưới thân ma sát. Bần đạo hiện tại liền vận dụng trí tôn thánh khí, đánh không chết người con cú mèo mặt to này. Chân rượu tiểu đạo nhân đem từ kim bát quái kính lấy ra, chuẩn bị dẫn động trí tôn chi lực. Đúng lúc này, tiểu hắc hướng về sau lùi lại, trên thân tàn mát ra một cỗ khủng bố tuyệt luân đại thánh thánh uy, đem chân diệu tiểu đạo nhân chấn nhiếp. Đại, đại thánh, chân diệu tiểu đạo nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong tay tử kim bát quái kính đều có chút cầm không vững. Tiểu Hắc nâng cao thật dày lồng ngực, bá khí lộ ra ngoài cười một tiếng dài, hiện tại ngươi biết bản hoàng lợi hại đi. Trương Nhược Trần để cho ngươi đi theo bản hoàng, là bởi vì bản hoàng tu vi cường đại, có thể dạy ngươi thứ gì. Ngươi dựa vào cái gì không phục, ngươi coi như trong tay nắm giữ trí tôn thánh khí thì như thế nào, bản hoàng chỉ cần phun ra một chữ, liền có thể để cho ngươi tan thành mây khói chân diệu tiểu đạo nhân thu lấy từ kim bát quái kính lộ ra vẻ ngưng trọng không dám ở một vị đại thánh trước mặt xuất thủ tiểu hắc lại nói cái này đúng rồi làm một cái thánh vương tại đại thánh trước mặt nên quy củ một chút không để cho ngươi quỳ xuống hành lễ bản hoàng đã là rất cho trương nhược trần mặt mũi lập tức tiểu hắc lặng lẽ hướng trương nhược trần truyền âm hỏi ngươi rốt cuộc muốn bản hoàng làm sao lịch luyện nó ngươi xác định nó thật không phải là dùng để ăn nếu không liền ăn một cái chân trương nhược trần lạnh tiểu hắc một chút nói tiếp xuống hơn một năm thời gian, ta muốn đi vào chân lý thần điện bế quan tu luyện. Người liền mang theo nó, đi đem quảng hàn giới những đạo tràng kia đều đánh xuống, đây xem như một sự rèn luyện đi. chương 1708, bế quan, chương nhược trần nghĩ nghĩ, lại nói ta chỗ này hay là một cái đại gia hỏa, cũng không biết, người có thể hay không hàng phục được nó. Tiểu Hắc cũng không làm sao để ý cái gọi là đại gia hỏa, giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ, làm sao ăn hết gốc thông linh thánh chi kia một cái chân. Cái gọi là đại gia hỏa, chẳng lẽ còn có thể so sánh 10 vạn năm cổ thánh dược một cái chân càng thêm chân quý. Người trước bố trí một tòa trận pháp, để phòng nó chạy mất. Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc có chút xem thường, tự phụ mà nói chạy mất. Bản hoàng tu vi, đã khôi phục một chút, có thể trấn áp hết thảy. Trương Nhược Trần, người đừng lề mà lề mề, nhanh lên đem người đại gia hỏa lấy ra, để bản hoàng giúp người nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Trương Nhược Trần nói, ta cảm thấy, người hay là trước bố trí một tòa khốn cấm trận pháp rất nhiều. Vạn nhất để đại gia hỏa kia chạy mất, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Vẽ vời cho thêm chuyện ra." Tiểu Hắc thở dài một tiếng, lập tức lấy ra một khối khắc đầy trận pháp Minh Văn Thánh Ngọc, điều động thánh khí rót đi vào. Hoa, trong khoảnh khắc, một tòa hình tròn trận pháp quang bàn hiển hiện ra. Trương Nhược Trần đem trận pháp quang bàn kiểm tra một phen, phát hiện đây là một tòa bát phẩm trận pháp, minh văn khá phức tạp hay thay đổi, đủ để vây khốn Thánh Vương cảnh giới cường giả. Tiểu Hắc không nhịn được nói, "Yên tâm, bản hoàng tu vi bộ phận khôi phục đằng sau." trận pháp tạo nghệ đã khá cao sâu, có thể xưng trận pháp thánh sư bên trong địa sư, dễ dàng liền có thể bố trí ra bát phẩm trận pháp. Ngươi là địa sư, chân diệu tiểu đạo nhân nói, tiểu hắc lạnh lùng lườm nó một chút, nói là một vị đại thánh, đồng thời cũng là địa sư, chẳng lẽ là một kiện chuyện rất kỳ quái. Thánh sư chia làm ba cái cấp bậc, nhân sư, địa sư, thiên sư. Tuyệt đại đa số trận pháp thánh sư, kỳ thật cũng chỉ là nhân sư, có thể bố trí ra bát phẩm trận pháp, thông qua trận pháp có thể đối phó thánh vương cấp bậc cường giả, trận pháp thánh sư bên trong, tạo nghề cực cao nhân vật, có thể bố trí ra cửu phẩm trận pháp, sử dụng trận pháp, có thể cùng đại thánh đối kháng. Loại cấp bậc này trận pháp thánh sư, thì là được xưng là địa sư. Trong truyền thuyết, đem trận pháp nghiên cứu đến cực hạn trận pháp thánh sư, không chỉ có có giới thần chiến lực mạnh mẽ nhất, mà lại, còn có thể thông qua trận pháp cải biến một tòa đại thế giới khí hậu cùng số mệnh, cải biến tinh thần vận chuyển quỹ tích, đủ loại thủ đoạn, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Tòa kia cấp bậc trận pháp thánh sư thì là được xưng là thiên sư. Đương nhiên, trận pháp sư chủ yếu năng lực cũng không phải là chiến đấu, mà ở chỗ phương diện khác, cho nên, dù là chỉ là nhân sư, cũng có thể trở thành đại thánh thượng khách. Nếu quả như thật là một vị địa sư, địa vị sẽ còn càng thêm không được. Một tòa đại thế giới, nếu là đàn sinh ra một vị địa sư có ý nghĩa, coi như không bằng sinh ra một vị thần, cũng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Tại thiên đình giới, một nửa trở lên cấp dưới phạm giới, đều không có trận pháp địa sư. Có thể thấy được địa sư trình độ chân quý. Trương Nhược Trần căn bản không tin Tiểu Hắc lời nói, nếu như, nó thật đã trở thành địa sư, chỉ sợ cái đuôi cũng sớm đã vỉnh đến bầu trời. Tiểu Hắc trận pháp tạo nghệ, cũng đích thật là tăng lên không ít, vậy mà đem một tòa bát phẩm trận pháp khắc hỏa tại trên một khối thánh ngọc, đồng thời dễ dàng để nó vận chuyển lại. Bình thường trận pháp thánh sư, tuyệt không có năng lực như vậy. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, đem chân áp tại trong sách vở một cái cao 7 mét bạch ngọc con thỏ phóng ra. Bạch ngọc con thỏ vừa mới thoát khốn, chính là muốn muốn chạy trốn, bốn cái chân tản mát ra sáng chói thánh quang, đột nhiên hướng ngoài cửa va chạm. Bành, trận pháp quang bàn lần nữa hiển hiện ra, đồng thời run rẩy kịch liệt. Tiểu Hắc bố trí đi ra bát phẩm trận pháp, kém một chút bị nó lần va chạm này đâm đến phá toái, dọa đến Trương Nhược Trần vội vàng vận dụng thời không bí điển, lực lượng, lần nữa đem Bạch Ngọc con thỏ vây khốn. Tiểu Hắc trong mắt quay tròn chuyển động, nói: "Ai ra, đây. Đây là, đây là một khối đế hoàng thánh ngọc, phong thần đài đến cùng là địa phương nào, Đế Hoàng Thánh Ngọc đều có thể tìm tới. Lần tiếp theo Phong Thần Đài đại hội lúc nào tổ chức? 10 năm sau, Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc lắc đầu thở dài, bởi vì không tham ngộ thêm lần này Phong Thần Đài đại hội mà cảm thấy cực độ tiếc nuối. Trương Nhược Trần nói, trước đừng thở dài, khối này Đế Hoàng Thánh Ngọc là tại Phong Thần Đài đản sinh ra linh trí, lại nuốt đại lượng thánh dược, nhất cử đạt tới đại thánh cảnh giới. Nhưng, nó là tiên thiên sinh linh, không có tu luyện qua công pháp và thánh thuật, cần phải có người thông thái học rộng dẫn đạo. Tiểu Hắc cướp đường, cái gì đều đừng nói nữa. Trương Nhược Trần, người xem như tìm đúng người. Bản Hoàng chính là người thông thái học rộng, mà lại cảnh giới cao thâm, làm nó người dẫn đạo không có gì thích hợp bằng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, sau một lúc lâu mới nói: Kỳ thật ban sơ ta là muốn đưa nó giao cho Nguyệt Thần, xin mời Nguyệt Thần tự mình dạy bảo nó. Đừng a, à, đem đế hoàng thánh ngọc giao cho Nguyệt Thần, coi như nó trưởng thành, cuối cùng cũng sẽ gia nhập Quảng Hàn giới, trở thành Quảng Hàn giới một tôn hoàng giả, nói không chắc còn muốn cưới đến trên đầu của chúng ta đi nhưng là, do bản hoàng để dẫn dắt nó, cuối cùng nó còn không ngoan ngoãn nghe chúng ta nói. Tưởng tượng một chút, bên người có một vị đại thánh cấp bậc tùy tùng, đi tới chỗ nào đều có thể hù đến một mảnh A. Tiểu Hắc âm hiểm cười nói, Trương Nhược Trần sờ lên Tiểu Hắc trên người lông vũ, cười nói tốt A. Vậy liền xem ngươi năng lực, yên tâm, bản hoàng làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Tiểu Hắc thủ đoạn cũng đích thật là khá cao minh, trực tiếp sử dụng ra một loại bí thuật cổ lão, ở trên thân bạch ngọc con thỏ khắc lục xuống lít nha lít nhít minh văn, vận dụng minh văn lực lượng, đem bạch ngọc con thỏ trấn áp về nguyên hình, tạm thời hóa thành một khối ngọc tinh thần đồng dạng óng ánh sáng chói. Ngay tại cùng ngày, Tiểu Hắc mang theo chân diệu tiểu đạo nhân cùng đế hoàng thánh ngọc, vô cùng lo lắng rời đi, quay trở về Nguyệt Thần đạo tràng. Mà Trương Nhược Trần thì là tại Không Linh đảo một vị nhất đẳng đệ tử an bài xuống, tiến vào chân lý thần điện tầng thứ nhất một mật thất tu luyện, bế quan tu luyện đứng lên. Trong mật thất tu luyện, hết thảy có ba bức quan tưởng đồ. Trương Nhược Trần đi vào dưới bức quan tưởng đồ thứ hai, đem trầm uyên cổ kiếm lấy ra bày ra trên mặt đất lập tức trầm uyên cổ kiếm kiếm linh từ trong kiếm thể bay ra xếp bằng ở phía trên thân kiếm nhìn xem quan tưởng đồ bắt đầu lĩnh hội mà trương nhược trần thì là đi đến thứ ba bước quan tưởng đồ hắn đã tu luyện ra hơn 200 đạo chân lý quy tắc không cần thiết lĩnh hội thứ hai bước quan tưởng đồ chỉ có thứ ba bước quan tưởng đồ đối với hắn mới có tác dụng tiến vào chân lý thần điện tu luyện cơ hội đầy đủ chân quý trương nhược trần vượt qua 4 tầng chân lý chi hải cộng lại cũng liền thu hoạch được một năm lẻ ba một tháng thời gian tu luyện. Lại thêm, chính hắn không dùng hết 17 ngày, kỳ thật, thời gian cũng không tính nhiều, nếu là đem những thời giờ này, đều dùng đến lĩnh hội chân lý chi đạo, ngược lại là có chút lãng phí. Chân lý thần điện là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, thánh đạo quy tắc tương đương sinh động, trong này lĩnh hội thánh đạo, cảnh giới tốc độ tăng lên, là ngoại giới mấy lần. Bởi vậy, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống về sau, chính là đốt một điếu hồng hóa đằng, lại đem quy tắc đế khí lấy ra, nâng ở trong tay làm xong đây hết thảy trương nhược trần chính là chạy không hết thảy đi vào chiều sâu trạng thái tu luyện thể nội sáu đạo thánh hồn tách rời mà ra trong đó năm đạo bay ra thân thể hóa thành năm đạo cùng trương nhược trần giống nhau như đúc bóng người toàn bộ đều xuất hiện tại dưới bức quan tưởng đồ thứ ba trong đó ba đạo thánh hồn tại lĩnh hội thứ ba bức quan tưởng đồ mặt khác ba đạo thánh hồn tại lĩnh hội quy tắc đế khí bên trong thánh đạo quy tắc thời gian cực nhanh rất nhanh nửa tháng trôi qua trương nhược trần đem thứ ba bức quan tưởng đồ tìm hiểu thấu đáo thể nội chân lý chi đạo tổng số, đạt tới 729 đạo. Ngắn ngủi nửa tháng, vậy mà tìm hiểu ra tiếp cận 500 đạo chân lý quy tắc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần hoạt động cánh tay, đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp, điều động chân lý quy tắc hòa tan vào quyền pháp về sau, lập tức bộc phát ra gấp 3 lực lượng. Loại tốc độ lĩnh hội này, viễn siêu Trương Nhược Trần mong muốn. Phải biết, làm chân lý thần điện bồi dưỡng nhất đảng thiên tài, phong nham, từ nhỏ tu luyện chân lý chi đạo, tiến vào thần điện thời gian tu luyện tính gộp lại đứng lên chừng 2-3 năm. Nhưng là phong nham tu luyện ra được chân lý quy tắc, cũng mới không đến 3.000 đạo. Làm một vị bốn bước thánh vương, nửa tháng tìm hiểu ra 500 đạo chân lý quy tắc, tuyệt đối là tương đương kinh khủng sự tình, đủ để đem chân lý thần điện những đệ tử kia hù sợ. Trương Nhược Trần cũng không cho là mình thiên phú và ngộ tính cao hơn phong nham ra rất nhiều lần, trải qua phân tích, cuối cùng vẫn cảm thấy, hẳn là thể nội 5 phần vạn chân lý áo nghĩa phát huy ra tác dụng. Nếu là không có chân lý áo nghĩa, Hắn lĩnh hội chân lý quy tắc tốc độ, tuyệt sẽ không nhanh hơn phong nham bao nhiêu. Thành tựu trên chân lý chi đạo, đích thật là đáng mừng, nhưng là, ở trên thánh đạo, Trương Nhược Trần lại gặp bình cảnh. Hắn tu luyện dòng dã nửa tháng, cũng chỉ là tăng trưởng mấy đạo thánh đạo quy tắc, cùng dậm chân tại chỗ không có cự đừng. Đối với thánh vương cảnh tu sĩ tới nói, gặp được bình cảnh là một kiện tương đương kinh khủng sự tình, rất có thể biểu thị tu vi cảnh giới hiện tại chính là hắn thành tựu cuối cùng, cả một đời đều khó có khả năng lại có đột phá. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới chính mình bình cảnh sẽ đến đến nhanh như vậy, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trương Nhược Trần nghiên cứu một phen, phát hiện tại chân lý thần điện tu luyện nửa tháng này, hết thảy tăng trưởng bảy đạo thánh đạo quy tắc, mà lại đều là kiếm đạo quy tắc. Tốn hao nửa ngày thời gian suy nghĩ, Trương Nhược Trần rốt cuộc nghĩ thông suốt nguyên nhân, lầu bầu nói, hẳn là thể nội thánh đạo quy tắc kết cấu xảy ra vấn đề. Gần nhất, vì tăng cao tu vi cảnh giới, phục dụng đại lượng thánh dược cùng thánh quả, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, khiến cho thể nội thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 11 vạn đạo. Nhưng là tăng trưởng 11 vạn đạo thánh đạo quy tắc này, tuyệt đại đều là dễ dàng tu luyện tiểu đạo hoặc là đại đạo, có rất ít chí tôn thánh đạo cùng hằng cổ chi đạo. Làm chủ tu ba loại thánh đạo một trong, kiếm đạo quy tắc số lượng, vậy mà chỉ có hơn 200 đạo. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc số lượng, càng là không đến 50 đạo. Không nội cha vẫn không cảm giác được đến có cái gì, cẩn thận nội cha về sau, Trương Nhược Trần mới là cảm thấy sợ mất mật, bởi vì chuyện này đã khá là nghiêm trọng lại không tiến hành điều chỉnh hắn cả đời này có khả năng đều không thể đột phá đại thánh cảnh giới làm chủ tu ba loại thánh đạo kiếm đạo thời gian chi đạo không gian chi đạo quy tắc số lượng cơ hồ có thể không cần tính đây là cỡ nào dọa người một sự kiện đương nhiên đây cũng là thông qua thánh dược tăng cao tu vi tai hại nhìn như cảnh giới tăng lên nhanh trên thực tế là đang tiêu hao tiềm lực của mình cuối cùng sẽ để cho chính mình phế bỏ hiện tại kịp thời phát hiện ngược lại là có thể đền bù Chương 1709, thần điện tầng thứ hai. Tiếp đó, muốn đem tuyệt đại đa số thời gian dùng để tu luyện kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, lĩnh hội ba đạo này, khẳng định là so lĩnh hội thánh đạo khác muốn khó gấp 10 lần, gấp trăm lần. Kiếm đạo, hơi tốt một chút, bởi vì trong quy tắc đế khí mà Ô Kim lão tổ lưu lại, liền có đại lượng kiếm đạo quy tắc, Trương Nhược Trần có thể trực tiếp quan ngộ, sau đó chuyển hóa làm thuộc về mình kiếm đạo quy tắc. Nhưng là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cho dù trong quy tắc đế khí cũng đều không có. Ô Kim lão tổ căn bản không có nghiên cứu qua hai loại hằng cổ chi đạo, bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không có biện pháp trực tiếp chuyển hóa, nhất định phải chính mình từ từ lĩnh hội. Kể từ đó, coi như tiêu tốn rất nhiều thời gian, đoán chừng cũng sẽ không có quá lớn thu hoạch. May mắn nơi này là chân lý thần điện, các loại thánh đạo quy tắc đều rất sinh động, lĩnh hội thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, khẳng định là so tại ngoại giới phải nhanh rất nhiều. Trương Nhược Trần nghĩ thông suốt đột phá bình cảnh phương pháp về sau, chính là đứng dậy, đi vào trầm nguyên cổ kiếm bên cạnh, hỏi thế nào, lĩnh hội đến như thế nào. Còn không có đem thứ hai bức quan tưởng đồ tìm hiểu thấu đáo. Kiếm linh lắc đầu, Trương Nhược Trần nói, chân lý thần điện tầng thứ nhất, đã không thích hợp ta tu luyện, cùng ta đi tầng thứ hai đi. Trầm nguyên cổ kiếm dù sao chỉ là một thanh kiếm, Trương Nhược Trần không có khả năng tiêu tốn rất nhiều thời gian ở chỗ này chờ nó, chậm chế chính mình ở trên chân lý chi đạo tu luyện. Cuống hồ, chân lý chi đạo đối với trầm nguyên cổ kiếm mà nói, vốn là chỉ là nho nhỏ phụ trợ. Chân lý thần điện tầng thứ nhất, hết thảy có 88,888 mật thất tu luyện, thuộc về chân lý chi đạo nhập môn tu luyện địa. Tầng thứ hai lại là chân lý chi đạo tinh luyện tu luyện địa, hết thảy có 8,888 cái tu luyện động thiên. Tu luyện động thiên như vậy thưa thất, muốn đi vào tu luyện, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải đem tầng thứ nhất ba bước quan tưởng đồ toàn bộ ngộ ra mới có tư cách tiến vào. Đi vào tầng thứ hai, Trương Nhược Trần chính là nhìn thấy mười mấy vị chân lý thần điện đệ tử thân ảnh, trong đó có hai vị thần truyền đệ tử thân phận hiển nhiên là so những người khác cao hơn ra không ít, phụ trách khảo thí, tiếp đãi, an bài đến đây nơi đây người tu luyện. Trong đó một vị thần truyền đệ tử, thình lình chính là Phong Nham Tỷ Tỷ, Phong Hề. Phong Hề nhìn thấy Trương Nhược Trần đi vào chân lý thần điện tầng thứ hai, trong đôi mắt sáng kia, hiện lên một đạo không vì người cha dị dạng chi sắc, cùng cách đó không xa một vị thần truyền đệ tử khác nước nhau một cái. Thật đúng là nhanh, vị thần truyền đệ tử kia khẽ cười một tiếng, Trương Nhược Trần đi tới, có chút chắp tay, nói, gặp qua Phong Sư Tỷ, Phong Hề nói, Trương Nhược Trần, người cũng đã biết, nhất định phải ngộ ra tầng thứ nhất ba bước quan tưởng đồ, mới có thể đến đây tầng thứ hai. Biết, Trương Nhược Trần nói, Phong Hề nói, nói như vậy, người đã hoàn toàn ngộ ra. Đã ngộ ra, Phong Hề ánh mắt, kim lòng không được ngưng tụ, nói thế nhưng là, ta nhớ được người tiến vào chân lý thần điện thời gian tu luyện, tổng cộng cộng lại, cũng chỉ có chừng một tháng. Nghe được Phong Hề đối với Trương Nhược Trần tra hỏi, chung quanh những đệ tử chân lý thần điện kia, đều là vảnh tai nghe lén một tháng liền ngộ ra tầng thứ nhất ba bước quan tưởng đồ chân lý thần điện chư vị đệ tử toàn bộ đều xì xào bàn tán rất hiển nhiên bọn hắn căn bản không tin trương nhược trần thần tình lạnh nhạt nói một tháng đã đầy đủ phong sư tỷ nếu không tin có thể khảo thí ta phong hề nhẹ gật đầu mang theo trương nhược trần đi vào quảng trường góc đông bắc ở nơi đó đứng thẳng một tấm ba người cao cổ lão gương đồng đây là chân lý bảo kính ngươi chỉ cần toàn lực điều động thể nội chân lý quy tắc quy tắc đường vân liền sẽ hiện ra tại trên mặt kính. Trương Nhược Trần đi đến dưới gương đồng, toàn lực ứng phó điều động đứng lên, lập tức, trong gương đồng hắn, chung quanh thân thể xuất hiện 729 đạo đường vân kỳ dị, tựa như mạng nhện đồng dạng, đem thân thể bao khỏa ở trung tâm. Trương Nhược Trần nhìn xem trong gương đồng chính mình, tự lẩm bẩm, nguyên lai like đây chính là quy tắc đường vân. Sau lưng hắn, mấy vị chân lý thần điện đệ tử hét lên kinh ngạc âm thanh, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phong hề thần sắc, ngược lại là không có quá lớn biến hóa, trực tiếp lấy ra một khối lệnh ấn đưa cho Trương Nhược Trần, nói chân lý thần điện tầng thứ nhất chỉ là nhập môn tu luyện, tầng thứ hai nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần tiếp nhận lệnh ấn, khiêm tốn nói, xin mời Phong Sư tỷ chỉ điểm một hai, có lẽ ta có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Phong Nham tầng quan hệ này, lãnh nhược băng xương phong hề, vậy mà thật mở miệng chỉ điểm Trương Nhược Trần vài câu. Tại một vị nhất đẳng đệ tử dẫn đầu xuống, Trương Nhược Trần tiến đến tu luyện động thiên. Đứng tại Phong Hề bên cạnh vị thần truyền đệ tử kia, nhìn xem Trương Nhược Trần bóng lưng, nói: "Lợi hại a. À? Ngươi nói, hắn có thể hay không đạt được chân lý áo nghĩa?" Phong Hề ánh mắt run lên, nói: "Việc này tốt nhất vẫn là không cần suy đoán lung tung, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng." "Ngươi nói không sai, chân lý áo nghĩa quan hệ quá trọng đại." Vị thần truyền đệ tử kia ý vị thâm trường nói ra. Đúng lúc này, Phong Hề lỗ tai giật giật, giống như là nghe được cái gì, vội vàng quỳ một chân xuống đất trên mặt thần sắc lập tức lộ ra cung cung kính kính. Sau một lúc lâu, Phong Hề mới lại đứng dậy, hướng bên cạnh vị thần truyền đệ tử kia chầm chầm đi, nói, vừa rồi, sư tôn truyền lời, cấm chỉ hết thải tin tức liên quan tới trương nhược trần truyền ra ngoài. Vậy mà kinh động đến sư tôn, Phong Hề nói, gần nhất trăm năm, vốn là sư tôn tỏa trấn chân lý thần điệt. Nếu là sư tôn truyền xuống thần dụ, chúng ta hay là nhanh đi cảnh cáo vừa rồi những đệ tử kia, miễn cho trong bọn họ một chút lỗ máng chi đồ đem tin tức tiết lộ vị thần truyền đệ tử kia nhẹ gật đầu, lập tức lại lộ ra thần sắc cổ quái, nói cực ít có có thể kinh động sư tôn sự tình, người nói, Trương Nhược Trần có phải hay không thật đạt được chân lý áo nghĩa. Phong Hề nói, ta cho rằng, chúng ta về sau hay là đừng lại thảo luận việc này. Vị thần truyền đệ tử kia gặp Phong Hề thần sắc lãnh túc, lập tức nghĩ tới điều gì, biến sắc, vội vàng rất cung kính quỳ dạp trên đất, sám hối nói, đệ tử cũng không phải là cố ý phỏng đoán sư tôn, cầu sư tôn tha thứ. Trương Nhược Trần sử dụng lệnh ấn, tiến nhập một tòa tu luyện động thiên, lập tức, hai mắt tỏa sáng, tầm mắt trở nên khoáng đạt, dưới chân đúng là một mảnh năm màu rực rỡ biển hoa. Hít sâu một hơi, lập tức ngửi được hương hoa nồng đậm. Chân lý thần điện tầng thứ hai thật đúng là thần kỳ, một tòa động thiên một phương thế giới, động thiên khác cũng đều là một mảnh biển hoa sao. Trương Nhược Trần nhìn thấy đầy đất hoa tươi, tâm tình trở nên rất là dễ chịu, lập tức xếp bằng ở trong biển hoa, trong đầu, vang lên phong hề lúc trước đã nói, ngắm hoa nhìn thật, hết thảy đều ở trong hoa lấy ra trầm huyên cổ kiếm, đốt một điếu hồng hóa đằng. Trương Nhược Trần lần nữa đem thánh hồn 6 phần, một đạo lĩnh hội kiếm đạo, một đạo lĩnh hội thời gian chi đạo, một đạo lĩnh hội không gian chi đạo, một đạo lĩnh hội thánh đạo khác, còn lại hai đạo thánh hồn thì là lĩnh hội chân lý chi đạo. Một tháng sau, Trương Nhược Trần chung quanh thân thể đóa hoa xuất hiện biến hóa. Từng mảnh từng mảnh cánh hoa tự nhiên rụng xuống, không có rơi trên mặt đất, mà là bay về phía bầu trời, hóa thành cánh hoa mưa, quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành đứng lên. Bỗng Trương Nhược Trần hai mắt mở ra, trong miệng phun ra một chữ, diệt. Xoẹt, bay ở bầu trời cánh hoa mưa, lập tức biến mất, hóa thành từng sợi khói xanh. Trương Nhược Trần trên mặt, lộ ra một đạo ý cười, đây chính là phong sư tỷ nói tầng cảnh giới thứ nhất, hoa không phải hoa, hết thải tiêu tan, cũng không phải là rất khó lĩnh hội thôi. Trải qua một tháng này lĩnh hội, Trương Nhược Trần thể nội chân lý quy tắc số lượng, đạt tới 2,807 đạo. Trương Nhược Trần đứng dậy, đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp, điều động chân lý quy tắc hòa tan vào về sau, Quyền pháp đúng là bộc phát ra bốn lần uy lực. Không sai, tiếp đó, bắt đầu lĩnh hội tầng cảnh giới thứ hai. Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện, căn cứ Phong Hề nói, trong chân lý thần điện tầng thứ hai tu luyện động thiên, hết thảy có hai tầng cảnh giới, mỗi tu luyện ra nhất trọng cảnh giới đều đại biểu ở trên chân lý chi đạo bước ra một bước dài. Nhưng là, hai tầng cảnh giới này, một tầng so một tầng khó tu luyện. Tuyệt đại đa số đến đây chân lý thần điện tu luyện thiên chi kiêu tử, đều rất khó lĩnh hội đến tầng thứ nhất hoa không phải hoa cảnh giới bao quát tại chân lý thần điện tu luyện nhiều năm phong nham, hiện tại cũng đều còn dừng lại tại cảnh giới này. Tầng cảnh giới thứ hai độ khó, đích thật là viễn siêu tầng cảnh giới thứ nhất, Trương Nhược Trần hết thảy tốn hao hai tháng mới đem mộ ra. Ngay tại mộ ra tầng cảnh giới thứ hai thời điểm, Trương Nhược Trần chung quanh những thực vật kia, nhao nhao sinh trưởng ra từng cái nụ hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở rộ mà ra. Lập tức, trong động thiên tiêu tan đóa hoa, lại hiển hiện ra, hương hoa sông vào mũi. Trương Nhược Trần cười một tiếng dài, nguyên lai đây chính là tầng cảnh giới thứ hai, hoa là sinh mệnh, muôn hồng nghìn tía, không sai, không sai, sinh mệnh nhất là đáng ngưỡng mộ. Trương Nhược Trần thể nội chân lý quy tắc số lượng, tăng trưởng đến 6,56 một đạo. Sau đó, hắn tại trong động thiên diễn luyện lạc thủy quyền pháp, đúng là bộc phát ra gấp 5 lần uy lực. Chân lý chi đạo hiện tại rốt cục không còn là tai nhược điểm. Trước kia Trương Nhược Trần cùng đỉnh cấp một đường thiên tài chiến đấu, lớn nhất nhược điểm chính là trung giai thánh thuật cùng chân lý chi đạo. Tỷ Như, Trương Nhược Trần cùng Thanh lão nha tại cùng cảnh giới giao phong, cũng bởi vì chân lý chi đạo không bằng đối phương, cho nên thi triển ra thánh thuật sức mạnh bùng lên, vậy mà so Thanh lão nha còn muốn yếu một bậc. Cuối cùng, còn muốn vận dụng Hỏa thần quyền sáo lực lượng mới có thể đánh bại hắn. Nhưng là hiện tại, Trương Nhược Trần tùy tiện sử dụng một loại thánh thuật, đều có thể bộc phát ra gấp 5 lần uy lực. Lại cùng Thanh lão nha giao thủ, tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần chỉ cần một quyền, liền có thể đem hắn đánh ngã. Tuy nói Trương Nhược Trần Tu Vi cũng không có tăng trưởng bao nhiêu, nhưng là lấy hắn hiện tại chiến lực, coi như không sử dụng lực lượng thời gian cùng không gian, cũng có thể cùng Diễm Vương cùng Liên Hậu loại cường giả cấp bậc kia địa vị ngang nhau. Nếu là thi triển ra lực lượng thời gian cùng không gian, coi như đánh bại bọn hắn, cũng không phải việc không thể nào. Có thể nói, chân lý chỉ đạo tăng lên trên diện rộng, đã để Trương Nhược Trần trở thành chân lý thiên vực cấp cao nhất một đường cường giả. Lúc này, thực thánh hoa thanh âm, tại Trương Nhược Trần thể nội vang lên, chủ nhân, ta đã thức tỉnh. Lập tức, một vị cực kỳ vũ mị nữ tử yêu diếm từ trương nhược trần phần lưng đi ra đang ngủ say trong khoảng thời gian này thực thánh hoa ma âm tu vi vẫn luôn tại tấn mãnh tăng trưởng bây giờ đã đạt tới năm bước thánh vương cảnh giới ma âm rũi cái lưng mệt mỏi phát họa ra có lồi có lõm mê người đường cong thanh âm nhu xốp giòn mà hỏi chủ nhân ta thật đói a à, có thánh vương cho ta ăn sao bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Trương 1710, gấp 6 lần lực lượng. Thánh vương liền không có, nhưng là thánh vương thánh nguyên, ngược lại là có một ít. Trương Nhược Trần nói, Ma Âm nói, cũng tạm tạm đi, Trương Nhược Trần cũng không có đem thánh nguyên xuất ra, nói, những thánh vương thánh nguyên kia, ta có tác dụng lớn khác, không thể cho ngươi. Tại chân lý thần điện, ngươi liền nghiêm túc lĩnh hội chân lý chi đạo, miễn cho về sau gặp được cao thủ chân chính, không cách nào cùng chống lại. Ma Âm lộ ra thần sắc khinh thường, nói chân lý chi đạo có trọng yếu như vậy sao? Ta thế nhưng là thực thánh hoa, tại cùng cảnh giới, không sợ bất kẻ đối thủ nào. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ngươi là năm bước thánh vương cảnh giới A. Ta hiện tại là bốn bước thánh vương, ngươi nếu là có thể ngăn trở ta một quyền, ta liền thu hồi lời nói vừa rồi, đồng thời cho ngươi mười cái thánh vương thánh nguyên. Một quyền, không sai, một quyền, không sử dụng lực lượng thời gian cùng không gian, đương nhiên không sử dụng, mà âm mắt ngọc mày ngài cười một tiếng, chủ nhân, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng ngươi cũng quá coi thường ta đi ta hấp thu âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới mấy trăm vị thiên tài nhục thân cùng thánh hồn, không chỉ có tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng, hơn nữa còn thu được một chút đặc thù lực lượng. Tuy nói, ta là năm bước thánh vương cảnh giới, nhưng là, chân chính đấu, cho dù là sáu bước thánh vương cũng có thể đem đánh bại, thậm chí là khiêu chiến bảy bước thánh vương. Nếu, người tự tin như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút chân lý chi đạo lực lượng. Quỷ thần lai độ, xuất thủ chính là lạc thủy quyền pháp thức thứ 18. Theo quyền pháp đánh ra, một sáng một tối hai đạo hư ảnh to lớn hiển hiện ra tựa như một tôn thần linh cùng một cái lệ quỷ song hành uy thế khá kinh người ma âm đứng tại chỗ không hề sợ hãi cười nói chủ nhân quyền pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là bằng vào một quyền này còn kích bất bại ta thật sao trương nhược trần hỏi một câu lập tức hơn sáu ngàn đạo chân lý quy tắc hòa tan vào quyền pháp lập tức trương nhược trần trên người uy thế không ngừng kéo lên lơ lửng tại trái phải hai bên thần ảnh cùng quỷ ảnh trở nên càng cao hơn lớn cùng ngưng thực Ma âm gương mặt xinh đẹp biến sắc, một đôi cánh tay ngọc nâng lên, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi dây leo. Trên dây leo, lưu động thật dày lôi hỏa, tản mát ra cường đại ma sát chi khí, tựa như một mảnh che khuất bầu trời mây đen, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Âm ầm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, ma âm đánh ra dây leo bị đều xé nát, Trương Nhược Trần hai cái thiết quyền, trùng điệp kích ở trên thân nàng, đưa nàng đánh cho ném đi ra ngoài. Tại thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần đem tám thành lực lượng đều thu hồi, bởi vậy Ma Âm cũng không có thủ quá nặng thương thế. Ma Âm quỳ một chân trên đất, che ngực, sắc mặt thống khổ mà nói, khụ khụ. Làm sao có thể, chủ nhân, lực lượng của ngươi làm sao đột nhiên tăng trưởng gấp 5 lần nhiều, căn bản là không có cách chống lại. Trương Nhược Trần nói, đây chính là chân lý chi đạo lực lượng. Một số thời khắc, có lẽ địch nhân của ngươi tu vi cảnh giới cùng chiến lực cũng không bằng ngươi, nhưng là hắn có thể điều động chân lý quy tắc, liền có thể nghiền ép ngươi ma âm hỏi có thể trực tiếp hấp thu cùng cướp đoạt chân lý quy tắc sao cũng không có thể trương nhược trần để ma âm cắm dễ tại trong động thiên nếm thử hấp thu những đóa hoa kia ẩn chứa chất sinh dưỡng nhưng là lại cuối cùng đều là thất bại căn bản là không có cách hấp thu đến chân lý quy tắc hay là chính mình lĩnh hội đi liền ngay cả trầm uyên cổ kiếm đều đã tìm hiểu ra gần trăm đạo chân lý quy tắc có thể điều động chân lý quy tắc bộc phát ra gấp đôi lực lượng ngay sau đó trương nhược trần lại nói ta hẳn là còn muốn tại chân lý thần điện tu luyện chừng một năm Ngươi nếu là ở một năm này lĩnh hội đến 729 đạo chân lý quy tắc, ta liền cho ngươi một món lễ lớn. Chỉ có tìm hiểu ra 729 đạo chân lý quy tắc, thánh vương cảnh giới tu sĩ, thi triển ra thánh vật, mới có thể bộc phát ra gấp 3 uy lực. Đương nhiên, một bước này cực kỳ gian nan, đến từ vạn giới tuyệt đại đa số thiên kiêu đều không thể làm đến. Kinh Lịch bại một lần này, mà âm ních thật là muốn tức giận phấn đấu, liền hỏi cái gì đại lễ. Một kiện thất diệu vạn văn thánh khí, có thể hay không nắm bắt tới tay? liền xem chính ngươi có đủ hay không cố gắng trương nhược trần đem ma âm thu hồi thể nội đi ra động thiên đi vào chân lý thần điện tầng thứ hai trên quảng trường trông coi chân lý thần điện tầng thứ hai vẫn như cũ là phong hề cùng một vị khác thần truyền đệ tử bọn hắn nhìn thấy trương nhược trần đi tới đều là cảm thấy có chút ngoài ý muốn phong hề hỏi phong nham nói ngươi vượt qua tầng thứ tư hải vực hẳn là thu được đại lượng thời gian tu luyện làm sao không tiếp tục tại trong động thiên lĩnh hội tu luyện là có cái gì hoang mang sao mỗi tháng đều có chân lý thần điện đại thánh mật tọa đàm, giảng giải chân lý chi đạo, nếu là ngươi có cần, ta có thể giới thiệu ngươi đi nghe giảng bài. Trương Nhược Trần chắp tay đối với Phong Hề hành lễ, nói, đa tạ Phong sư tỷ hảo ý, chỉ bất quá, ta đã ngộ ra hoa hải động thiên hai tầng cảnh giới, chuẩn bị đi thần điện tầng thứ ba nhìn xem. Hai tầng cảnh giới, ngươi cũng đã ngộ ra, Phong Hề không cách nào giữ vững bình tĩnh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vị khác thần truyền đệ tử nghiêm thế cử, càng là có chút trợn mắt hốc mồm, tựa như như nhìn quái vật nhìn xem Trương Nhược Trần, hỏi, người tu luyện ra bao nhiêu đạo chân lý quy tắc? 6,561 đạo, Trương Nhược Trần nói, cái này không có cách nào giấu giếm, dù sao, muốn đi chân lý thần điện tầng thứ ba tu luyện, nhất định phải trải qua kiểm tra đo lường mới được. Không có ngộ ra hoa hải động thiên hai tầng cảnh giới, liền không thể đi thần điện tầng thứ ba. Đi theo ta kiểm nghiệm một chút, phong hề vẫn còn có chút không tin, thế là mang theo Trương Nhược Trần đi vào dưới chân lý bảo kính, tiến hành kiểm tra đo lường. Trương Nhược Trần đi đến chân lý bảo kính phía trước, điều động ra bên trong thân thể chân lý quy tắc, lập tức, từng đạo tuyến văn, tại trên mặt kính hiện ra. Nơi xa, rất nhiều chân lý thần điện đệ tử đều đứng tại chỗ bất động, trong miệng phát ra từng đạo thanh âm hít vào khí lạnh. Phong hề trầm mặc nửa ngày, mới là mở miệng nói ra, người cũng đã biết, rất nhiều đại thế giới lãnh tụ, đều không có người cao như vậy chân lý chi đạo tạo nghệ. Có thể ngộ ra hoa hải động thiên hai tầng cảnh giới nhân vật, đều là thanh danh hiển hách hạng người, mà lại, bọn hắn phần lớn tại chân lý thiên vực, đã tu luyện 10 năm trở lên thậm chí, thành tựu của ngươi đã vượt qua rất nhiều thần truyền đệ tử. Trương Nhược Trần đối với cái này vẫn hơi hiểu biết. Tỷ như, âm dương giới lãnh tụ Diễm Vương cùng Liên Hậu chính là hiểu được hoa hải động thiên hai tầng cảnh giới, thời điểm chiến đấu có thể bộc phát ra gấp 5 lần sức mạnh công kích. Tại nửa bước thánh vương cảnh giới, liền vượt qua tầng thứ tư hải vực phong khư thì là hiểu được hoa hải động thiên tầng cảnh giới thứ nhất. Phong hề không cần phải nhiều lời nữa, nói, ngươi bây giờ có thể đi chân lý thần điện tầng thứ ba tu luyện, thật là có chút chờ mong, người còn có thể mang cho ta bao nhiêu kinh ngạc. Cáo từ, Trương Nhược Trần mặc toàn thân áo trắng, rất có phong độ, trực tiếp hướng chân lý thần điện tầng thứ ba bước đi. Nghiêm thế cử hướng phong hề truyền âm, nói Trương Nhược Trần nhất định đạt được chân lý áo nghĩa, thật là khiến người ta hâm mộ. Phong hề nhìn chừng hắn một cái, nói người tốt nhất vẫn là đừng có ý khác, Trương Nhược Trần là một nhân vật khá đặc thù, đạo gia cùng Phật môn đều đang ngó chừng hắn. Sau lưng của hắn, càng là có nguyệt thần một tôn này đại thần, người này liên lụy rất lớn không phải ngươi chiêu chọc được nghiêm thế cử cười cười nói sư tôn đều hạ lệnh cấm ta nào dám có ý nghĩ gì có rất ít tu sĩ có thể đến chân lý thần điện tầng thứ ba nơi này cũng liền lộ ra tương đương quạnh quẽ trông coi chân lý thần điện tầng thứ ba là một vị lão giả áo xám nhìn bảy tám chục tuổi mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn lộ ra tuổi già sức yếu trương nhược trần ở trên người hắn không cảm giác được một tia thánh khí ba động thế nhưng là càng là như vậy mới càng là đáng sợ bởi vậy nhìn thấy hắn trương nhược trần chính là lập tức khom mình hành lễ lão giả áo xám quan sát tỉ mỉ trương nhược trần gật đầu cười không sai không sai trẻ tuổi như vậy liền có thể đi vào chân lý thần điện tầng thứ ba quả nhiên là tương đương hiếm thấy nếu như ngươi là chân lý thần điện đệ tử lão phu nhất định phải thu ngươi làm đồ đệ tình huống của ngươi phong hề nhà đầu kia đã truyền âm cáo chi lão phu đã ngươi là bằng hiếu của nàng lão phu ngược lại là có thể nói cho ngươi một chút tri thức nhỏ có lẽ đối với ngươi có trợ giúp Trương Nhược Trần mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Nghe xong lão giả áo xám một chút giảng giải về sau, Trương Nhược Trần đi vào một cái cánh cổng kim loại bên ngoài, đẩy cửa ra, đi vào. Chân lý thần điện tầng thứ ba, hết thảy có 888 tòa tiểu thế giới. Trương Nhược Trần đi vào trong đó một tòa tiểu thế giới về sau, trước mắt là rộng lớn vô biên đỏ mặt đất màu vàng, bùn đất, hạt cát, tảng đá hội tụ vào một chỗ, lộ ra âm u đầy tử khí, không nhìn thấy một tia sinh cơ. Không có gió, không có âm thanh, tòa tiểu thế giới này tính đến đáng sợ, Trương Nhược Trần thậm chí có thể nghe được máu của mình tại trong mạch máu lưu động thanh âm. Trương Nhược Trần đem trầm uyên cổ kiếm cùng ma âm đều hoán đi ra, nói ra chân lý chi đạo, ngay tại trong đất bùn. Đây là lúc trước vị tiền bối kia nói, các người đi tinh tế lý giải cùng cảm ngộ. Trong tiểu thế giới đại địa tương đương rộng lớn, rất nhiều nơi hình dạng mặt đất kết cấu cũng không giống nhau, có hình thành ngọn núi cao vút, có hình thành thật sâu hẻm núi, có hóa thành sa mạc, có nhưng lại là từng khối cự thạch hội tụ thành vùng quê, trương nhược trần tốn hao ba ngày thời gian đi khắp tiểu thế giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh mới là nhóm lửa hồng hóa đằng tại trong một mảnh sa mạc bắt đầu lĩnh hội cùng tu luyện lục đại thánh hồn vẫn như cũng là phân ra một nửa dùng để lĩnh hội kiếm đạo thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo thời gian cực nhanh rất nhanh nửa năm trôi qua trương nhược trần dưới thân sa mạc hóa thành một cái vòng xoáy xoay tròn đến càng lúc càng nhanh hạt cắt giống như bức tường đồng dạng đứng vững đứng lên đem hắn bao khỏa ở trung tâm loại trạng thái này kéo dài suốt một tháng một ngày nào đó, Trương Nhược Trần trong miệng khẽ đọc một tiếng, đất không phải đất, không có vật gì. Hoa, đầy trời cát vàng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. liền ngay cả phía dưới sa mạc, cũng đều biến mất, biến thành một mảnh màu vàng nâu khí vân. Đại địa biến mất không thấy gì nữa, trên cùng dưới, đều là bầu trời. Đây chính là hậu thổ tiểu thế giới tầng cảnh giới thứ nhất. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, suy tính một phen, phát hiện mình đã tu luyện 7 tháng, lập tức giật nảy mình, trong lòng cảm thán, chân lý thần điện tầng thứ ba, quả nhiên là so tầng thứ hai khó hơn nhiều. Đương nhiên, hắn hiện tại thể nội chân lý quy tắc, đã đạt tới 19,683 đạo, loại tiến bộ này, lại là tương đương khủng bố. Âm ầm một quyền đánh ra ngoài, bộc phát ra gấp 6 lần lực lượng. Trương Nhược Trần tâm tình tốt đẹp, thầm nghĩ ta đại khái còn có 5 tháng thời gian tu luyện, tranh thủ đem chân lý chi đạo lại đề thăng một chút. Cũng không biết có thể hay không ngộ ra hậu thổ tiểu thế giới tầng cảnh giới thứ hai ngộ ra hậu thổ tiểu thế giới tầng cảnh giới thứ hai, liền có thể bộc phát ra gấp 7 sức mạnh công kích. Căn cứ phong hề nói, toàn bộ chân lý thiên vực, không bao gồm chân lý thần điện thần truyền đệ tử, có thể đạt tới cảnh giới kia tu sĩ, năm ngón tay tính ra không quá được. Chương 1711, tầng thứ 7 hải vực. Lại là 5 tháng đi qua, chương nhược trần thể nội chân lý quy tắc trên phạm vi lớn tăng trưởng, đúng là đạt tới hơn 28,000 đạo. Tuy nhiên lại làm sao đều chạm không tới hậu thổ tiểu thế giới tầng cảnh giới thứ hai, phảng phất cùng cảnh giới kia cách một đầu lạch trời, lộ ra xa không thể chạm. Trong tiểu thế giới, vang lên một đạo minh mông thanh âm, thời gian đến. Nhanh như vậy liền đi qua một năm lẻ ba tháng sau. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, ánh mắt có chút mê mang, thời gian dần trôi qua, mới là từ từ khôi phục thần thái. Bế quan tu luyện hơn một năm, cả người đều trở nên hơi chút chậm chạp, tựa như đã qua một thế kỷ. Tại chân lý thần điện tu luyện thời gian hơn một năm nay, lớn nhất thành quả chính là ở trên chân lý chi đạo. Nhưng là, tinh thần lực bình cảnh, nhưng vẫn không có đột phá. Cường độ tinh thần lực như trước vẫn là cấp 56 đỉnh phong, cơ hồ là không tăng trưởng. Trên thánh đạo bình cảnh, ngược lại là giải khai một chút, cảnh giới có chỗ tăng lên, trong thông thiên hà ở khí hải thánh đạo quy tắc trọn vẹn ra tăng 8 vạn đạo, tổng số đạt tới 19 vạn đạo. Kiếm đạo quy tắc số lượng, đạt tới hơn 1,500 đạo. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc số lượng, đều là đạt tới hơn 200 đạo. Trương Nhược Trần tiêu tốn rất nhiều tinh lực tu luyện ba đạo này, không có uổng phí làm việc cực nhọc, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, đem thể nội thánh đạo quy tắc kết cấu, điều chỉnh đến hơi khá hơn một chút. Nhưng là, còn chưa đủ, tại bốn bước thánh vương cảnh giới, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc số lượng, hẳn là đạt tới một nghìn đạo trở lên, mới là tốt nhất. Chỉ bằng chính mình lĩnh hội, tu luyện thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo hay là quá chậm rãi, cho dù là tại chân lý thần điện loại chỗ tu luyện tuyệt hảo này, tốn hao hơn một năm thời gian, vậy mà cũng chỉ là ngộ ra hơn 200 đạo quy tắc. Quá chậm, quá chậm, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ phải cần tốn hao trăm năm thời gian tu luyện, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo mới có thể có chút thành tựu. Trương Nhược Trần hiện tại rốt cuộc minh bạch, là sát công chúa vì sao muốn bốc lên to lớn phong hiểm tiến đến không gian thần điện học tập không gian chi đạo. Không gian thần điện khẳng định có phụ trợ tu sĩ lĩnh hội không gian quy tắc bảo vật, thậm chí có không gian chi đạo tiên hiền lưu lại quy tắc thánh khí cùng quy tắc đế khí. Một kiện quy tắc thánh khí hoặc là quy tắc đế khí chính là đại biểu một vị tiên hiền truyền thừa. Nếu là không đi không gian thần điện tu luyện, không gian chi đạo tiến cảnh, nhất định là cực kỳ chậm chạp, càng là sẽ kéo chậm cảnh giới tốc độ tăng lên. Không gian thần điện lãnh tụ công tử diễn cùng thiên đường giới phe phái rất thân cận, thậm chí là sát tộc công chúa đều có thể tiến vào không gian thần điện tu luyện, khiến cho Trương Nhược Trần đặc biệt lo lắng, luôn cảm thấy không gian thần điện có vấn đề rất lớn, bởi vậy không dám vì tiện tiến đến bái sư. Kể từ đó, muốn nhanh chóng tăng lên thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, Trương Nhược Trần chỉ có một con đường đi. Tìm kiếm tu di thánh tăng viên tịch chi địa. Tại tu di thánh tăng viên tịch chi địa, có lẽ có lão nhân gia ông ta lưu lại truyền thừa, chỉ có tìm tới truyền thừa, Trương Nhược Trần thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo mới có thể nhanh chóng tăng lên, tu vi cảnh giới cũng mới có thể cấp tốc tăng lên. Trương Nhược Trần sở dĩ hiện tại còn dừng lại tại bốn bước thánh vương cảnh giới, lớn nhất chế ước chính là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, hai loại hằng cổ chi đạo rất khó khăn lĩnh hội. Nếu là chỉ dựa vào chính mình lĩnh hội chỉ sợ đến tu luyện một ngàn năm trở lên, trương nhược trần mới có thể đạt tới đại thánh cảnh giới bình thường tới nói thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 30 vạn đạo mới có thể đạt tới năm bước thánh vương cảnh giới ta bây giờ cách năm bước thánh vương còn rất xa khoảng cách bất quá cảnh giới của ta tốc độ tăng lên đã rất nhanh vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ trương nhược trần để nỗi lòng sau khi bình tĩnh lại liền đem thực thánh hoa cùng trầm uyên cổ kiếm triệu hoán tới trầm uyên cổ kiếm tiến bộ rất lớn không chỉ có tăng lên tới ngũ diệu vạn văn thánh khí cấp bậc càng là tìm hiểu ra hơn 800 đạo chân lý quy tắc. Trương Nhược Trần, ta cảm thấy, ta đã có thể bắt đầu ngưng tụ kiếm linh đạo thể. Kiếm linh nói, Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng, nói, sự tình tốt, sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền lập tức làm chuyện này, cần tài liệu gì, cứ việc nói cho ta biết, ta đi mua sắm. Vô luận là 800 năm trước, hay là hiện tại, trầm uyên cổ kiếm đều là Trương Nhược Trần bằng hữu tốt nhất. Giúp hắn ngưng tụ ra kiếm linh đạo thể, từ đó về sau, kiếm linh chính là một tôn chân chính sinh linh, không chỉ có thể tự chủ suy nghĩ, cũng có thể tự chủ tu luyện. Mà lại, kiếm phẩm cấp, sẽ còn tăng lên trên diện rộng. Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn chăm chú về phía ma âm, hỏi thế nào? Tu luyện ra bao nhiêu chân lý quy tắc? Ma âm vũ mị cười một tiếng, ta nghiêm túc, nhất định có thể dọa ngươi nhảy một cái. 729 đạo chân lý quy tắc, một đạo không nhiều, một đạo không ít. Thật sao, ngươi thật làm được, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Ma âm không có thêm lời thừa thái, duỗi ra một cánh tay ngọc lập tức lòng bàn tay hiện ra một viên thiểm điện quang cầu ngay sau đó nàng đem chân lý quy tắc điều động đứng lên hòa tan vào lòng bàn tay lập tức thiểm điện quang cầu phát ra lực lượng ba động tăng trưởng gấp bốn nhiều thiểm điện quang cầu vạch ra một đạo hồ quang điện bay ra ngoài đánh về phía trương nhược trần trương nhược trần con mắt đột nhiên co rụt lại nắm lên trầm uyên cổ kiếm chui kiếm quy kiếm chặn lại kích phát ra kiếm đạo huyền cương hình thành một cái đường kính ba trượng hình tròn cương khí cháo ầm ầm Trương Nhược Trần bị thiểm điện quang cầu sức mạnh bùng lên, chấn động đến bay ngược hơn 10 dặm xa. Ổn định thân hình về sau, Trương Nhược Trần tán đi kiếm đạo huyền cương, cười cười, bộc phát ra gấp 3 sức mạnh công kích, xem ra ngươi là thật tu luyện ra 729 đạo chân lý quy tắc. Ma âm dơ lên cái cằm tuyết trắng, có chút đắc ý nói, đó là tự nhiên. Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian, đem vong thiên vô tận đao lấy ra ngoài, ném cho ma âm, nói, đây là một thanh thất diệu vạn văn thánh khí cấp bậc chiến đao, đao linh đã tu luyện ra đạo thể, ngươi nếu là có thể hàng phục đao linh đạo thể ta liền đưa ngươi giao cho ngươi ma âm tiếp nhận vô tận đao chính là thưởng thức lên ta mỉ cười nói chủ nhân có thanh đao này ngươi chỉ sợ chưa hẳn vẫn là của ta đối thủ trương nhược trần không quan trọng cười một tiếng đem ma âm thu hồi thể nội đi ra hậu thổ tiểu thế giới lão giả áo xám ngồi xếp bằng trên mặt đất thật sâu nhìn chằm chằm trương nhược trần một chút cũng không biết có phải hay không nhìn thấu trương nhược trần thể nội chân lý quy tắc trên mặt lộ ra vẻ tán thán nói người trẻ tuổi lấy ngươi bây giờ chân lý chi đạo tạo nghệ, hẳn là đi độ chân lý chi hải, nhất định có thể đến càng xa hải vực. Ta đang có ý này, Trương Nhược Trần đối với lão giả áo xám kho người cúi đầu, sau đó chính là rời đi chân lý thần điện tầng thứ ba. Đi vào chân lý thần điện tầng thứ hai, Trương Nhược Trần lại gặp được phong hề cùng nghiêm thế cử, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Làm thần truyền đệ tử, trông coi chân lý thần điện, hẳn là chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi, không đến mức trông coi thời gian hơn một năm, dạng này cũng quá chậm chế tu luyện a. À. Kỳ thật Trương Nhược Trần không biết, phong hề cùng nghiêm thế cử cũng rất phiền muộn. Hai người bọn họ lúc đầu chỉ cần trông coi chân lý thần điện ba tháng, liền có thể rời đi, nhưng là, ra Trương Nhược Trần biến số này, bọn hắn sư tôn hạ lệnh, nhất định phải chờ đến Trương Nhược Trần xuất quan, bọn hắn mới có thể rời đi. Cho nên, phong hề cùng nghiêm thế cử mới tại chân lý thần điện, chờ đợi thời gian hơn một năm. Phong hề nhìn thấy Trương Nhược Trần từ thần điện tầng thứ ba đi xuống, hai con người sáng lên, nói tính toán thời gian, người cũng nên xuất quan. Thế nào, tu luyện ra bao nhiêu đạo chân lý quy tắc. Trương Nhược Trần nói, hậu thổ tiểu thế giới hai tầng cảnh giới thật sự là rất khó khăn lĩnh hội, tốn hao thời gian một năm, cũng chỉ là tìm hiểu thấu đáo tầng cảnh giới thứ nhất mà thôi. Nghe nói như thế, phong hề cùng nghiêm thế cử sau lưng những đệ tử chân lý thần điện kia, đều có một loại muốn bóp chết Trương Nhược Trần xúc động. Thời gian một năm, ngộ ra hậu thổ tiểu thế giới tầng cảnh giới thứ nhất, còn ngại không đủ. Liền xem như thập đại thần truyền đệ tử loại cấp bậc kia nhân vật, lúc trước lĩnh hội hậu thổ tiểu thế giới tầng cảnh giới thứ nhất, cũng là hao tốn 10 năm trở lên thời gian. Sau một lúc lâu, Phong Hề mới bình phục khiếp sợ trong lòng, nói: người có thể đi độ chân lý chi hải, chỉ cần vượt qua tầng thứ 5 hải vực, liền có thể lại thu hoạch được 16 tháng thời gian tu luyện. Nếu là vượt qua tầng thứ 6 hải vực, lại có thể thu hoạch được 32 tháng thời gian tu luyện." Rất hiển nhiên, Phong Hề cảm thấy Trương Nhược Trần là có cơ hội vượt qua tầng thứ 6 hải vực. Dù sao, bốn bước thánh vương cảnh giới, liền tìm hiểu thấu đáo hậu thổ tiểu thế giới tầng cảnh giới thứ nhất sinh linh thật sự là quá hiếm thấy, nói không chắc có thể sáng tạo kỳ tích. Đang có ý này, Trương Nhược Trần rời đi chân lý thần điện, trực tiếp hướng chân lý chi hải tiến đến. Nghiêm thế cử hướng phong hề nhìn chằm chằm một chút, nói Trương Nhược Trần đã xuất quan, chúng ta cũng có thể rời đi chân lý thần điện. Muốn hay không đi chân lý chi hải nhìn xem, phong hề áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, nhẹ gật đầu. Trương Nhược Trần điệu thấp đi vào chân lý chi hải, leo lên một cái chân lý chi chu, thế như trẻ tre đồng dạng vượt qua trước bốn tầng hải vực, đến tầng thứ năm hải vực. Một năm trước, Trương Nhược Trần vẹn vẹn chỉ là tại tầng thứ 5 hải vực độ 8 dặm, cũng bởi vì không nắm được chân lý chi chu, rơi vào trong biển. Nhưng là hiện tại, chân lý quy tắc phát huy ra tác dụng cực lớn, Trương Nhược Trần đi thuyền tại tầng thứ 5 hải vực, chân lý chi chu chạy tốc độ không chỉ có cực nhanh, mà lại tương đương bình ổn. Trương Nhược Trần dễ dàng liền đến đến tầng thứ 5 hải vực quan khẩu, gặp được người thủ quan. Hoành đoạn thiên lộ, Trương Nhược Trần đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp, trong biển nước, lập tức dâng lên, ngưng tụ thành một đầu thủy long đánh vào người thủ quan trên thân đem người thủ quan thân thể đánh chúng vỡ nát chỉ một chiêu vượt qua kiểm tra trương nhược trần xuyên qua màn sáng đi vào tầng thứ sáu hải vực sau nửa canh giờ trương nhược trần đến tầng thứ sáu hải vực quan khẩu cùng người thủ quan đối chiến đứng lên cửa thứ sáu người thủ quan hiển nhiên là so cửa thứ năm người thủ quan cường đại một mảng lớn trương nhược trần liên tiếp đánh ra 17 chiêu quyền pháp mới là đưa nó đánh bại tại trương nhược trần tiến vào tầng thứ bảy hải vực thời điểm chân lý chi hải bên bờ, rốt cục có tu sĩ phát hiện hắn. Có người tiến vào tầng thứ bảy hải vực, đó là ai, có thể tiến vào tầng thứ bảy hải vực nhân vật, từng cái đều là danh chấn vạn giới tuyệt đại nhân kiệt. Hẳn là tòa nào đó cường giới lãnh tụ, nhưng là người này làm sao cảm giác có chút lạ lắm. Lạ lắm, không phải đâu, các ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra, đó là Trương Nhược Trần, vừa tới chân lý thiên vực liền tạo thành gió tanh mưa máu, âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới tu sĩ, cơ hồ bị hắn giết đến sạch sẽ, đây chính là một cái tương đương dọa người nhân vật hung ác. Trầm tích thời gian hơn một năm, Trương Nhược Trần lại lần nữa xuất hiện. Trương Nhược Trần sao, không thể nào, không phải nói, hắn mới vừa vặn đột phá thánh vương cảnh giới, làm sao có thể độ đến tầng thứ bảy hải vực. Chân lý chi hải bên bờ, xô trào khắp trốn, đặc biệt là Trương Nhược Trần thân phận được xác nhận về sau, không biết bao nhiêu tu sĩ đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Phong hề lầu bầu nói, đối phó tầng thứ sáu hải vực người thủ quan, hắn tự hồ cũng không có sử dụng suốt toàn lực, xem ra còn đánh giá thấp hắn. Trương Nhược Trần lần này độ chân lý chi hải, chỉ sợ là lại phải chấn động toàn bộ chân lý thiên vực, cũng không thông báo tạo thành cỡ nào phản ứng dây chuyền. Trương 1712, Phong ba không ngưng. Tiến vào tầng thứ bảy hải vực, vượt biển độ khó kịch liệt kéo lên, cho dù là lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cùng chân lý chi đạo tạo nghệ, tại nắm giữ chân lý chi chu thời điểm, cũng sẽ cảm giác được cố hết sức. Tốn hao dòng dã hơn nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần mới là chậm rãi đến tầng thứ bảy hải vực quan khẩu. Dù vậy, bên bờ hay là vang lên điếc tai sôi trào âm thanh. Bởi vì, một vị tu sĩ mới vừa tiến vào tầng thứ bảy hải vực, cùng đến tầng thứ bảy hải vực quan khẩu, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm khác nhau. Mấu chốt ở chỗ, Trương Nhược Trần hiện tại mới bốn bước thánh vương cảnh giới, còn tương đương tuổi trẻ. Hiện tại liền có thể đi đến một bước này, sau này thành tựu, đơn giản không dám tưởng tượng tại chân lý thần điện phụ cần tu luyện tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều bị kinh động nhao nhao chạy đến chân lý chi hải từng đôi mắt đều là ngưng tụ ở trên thân trương nhược trần thời khắc này trương nhược trần lại là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối diện tầng thứ bảy hải vực người thủ quan vị người thủ quan này trên thân phát ra thánh uy tương đương khủng bố cho trương nhược trần tạo thành áp lực không nhỏ khiến cho trương nhược trần không thể không trước tiên kích phát ra bách thánh huyết khải bao khỏa toàn thân lại đem hỏa thần khải giáp lực lượng kích phát ra tới Lạc thủy quyền pháp thức thứ 10, hồn đoạn trường ca. Trương Nhược Trần hai tay bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, tựa như hóa thành hai mảnh hỏa vân. Đồng thời, lại có một dòng sông dài hiển hiện ra, lưu động tại hai mảnh hỏa vân ở giữa. Toàn lực ứng phó bạo phát đi ra một quyền, cùng người thủ quan đánh ra quyền pháp đụng vào nhau. Một đạo tiếng bạo liệt, ầm vang vang lên, mấy ngàn thước dáng dấp dòng sông bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành giọt mưa. Lần đụng chạm này Trương Nhược Trần rơi vào tuyệt đối hạ phong, thân thể cùng dưới chân chân lý chi chu đều tại cấp tốc hướng về sau bay ngược. Người thủ quan lại là truy kích đi lên, lại là một đạo quyền ấn đánh ra, lập tức vang lên thiên băng điện liệt thanh âm. Lạc Thủy Hóa Long, Trương Nhược Trần thi triển ra Lạc Thủy Quyền Pháp thức thứ 35, trong thân thể xông ra một đầu hơi mở long ảnh, hai tay hóa thành hai cái long chảo to lớn, đánh ra ngoài. Khí thế bằng bạc long ảnh, bị người thủ quan vô tình đánh nát, Trương Nhược Trần lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Người thủ quan thế công, càng ngày càng hung mãnh, căn bản không cho Trương Nhược Trần cơ hội thở dốc. Khi nó đánh ra thứ 12 quyền thời điểm, phong kín Trương Nhược Trần tất cả đường lui, trực tiếp đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Trương Nhược Trần vội vàng thi triển không gian vặn vẹo lực lượng, mới là hiểm lại càng hiểm đem người thủ quan công kích, chuyển rời đến nơi khác. Chủ yếu vẫn là bởi vì, bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần tìm hiểu ra hơn 200 đạo không gian quy tắc, có thể càng thêm dễ dàng khống chế không gian. Nếu không, người thủ quan vừa rồi một quyền kia, liền có thể đem hắn trọng thương. Sau đó chiến đấu, Trương Nhược Trần đem lực lượng không gian vận dụng đến cực hạt khi thì trốn tránh, khi thì chủ động phát động công kích. Cùng người thủ quan giao thủ hơn 300 chiêu, rốt cục Trương Nhược Trần bắt lấy một cơ hội, dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm thi triển ra thời gian kiếm pháp, trong miệng mặc niệm một tiếng, ngọ kiếm. Một kiếm công ra, thời gian đình chỉ, chờ đến thời gian khôi phục lưu động, Trương Nhược Trần trong tay Trầm Uyên cổ kiếm đã xuyên thấu người thủ quan thân thể. Thành công, Trương Nhược Trần trên mặt vừa mới lộ ra một đạo vui mừng lập tức phần bụng chính là lọt vào trọng kích thân thể tựa như người dơm đồng dạng ném đi ra ngoài rơi vào trong biển nguyên lai vừa rồi một kiếm kia mặc dù xuyên thấu người thủ quan thân thể nhưng lại bị nó tránh qua tránh né yếu hại cũng không chí mạng mà người thủ quan một quyền lại là có thể đánh giết trương nhược trần trở lại bên bờ trương nhược trần điều động thánh khí vận chuyển một chu thiên trong bụng đau đớn chính là biến mất hơn phân nửa cuối cùng vẫn là kém một chút không có thể đến đạt tầng thứ 8 hải vực Trương Nhược Trần cười khổ, không có tiếp tục vượt biển, Trương Nhược Trần trực tiếp quay người rời đi. Mặc dù, nhìn như hắn cùng tầng thứ bảy hải vực người thủ quan tranh lệch không lớn, nhưng là Trương Nhược Trần lại hết sức rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, không thể nào là người thủ quan đối thủ. Trên người hắn, lớn nhất nhược điểm, hay là tại thánh thuật phương diện. Mặc dù nói, hắn đem chung giai thánh thuật lạc vì quyền pháp tu luyện đến đại thành, cũng liền kiếm bắt tu luyện tới đại viên mãn, đã là rất không tầm thường. Nhưng là, nhưng không có tu luyện thân pháp loại, phòng ngự loại trung giai thánh thuật, cùng chân chính đỉnh cấp thiên kiêu so ra, vẫn có một ít tranh lệch, không có làm đến tốt nhất. Nếu là trương nhược trần giống như lăng phi vũ, đem kiếm cửu tu luyện tới đại viên mãn, tự nhiên là có thể dễ dàng giải quyết tầng thứ bảy hải vực người thủ quan. Thời gian, cuối cùng vẫn là bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, nội tình còn chưa đủ. Trương Nhược Trần hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, vượt qua tầng thứ 5 hải vực, thu hoạch được 2 phần vạn chân lý áo nghĩa. Vượt qua tầng thứ 6 hải vực, thu hoạch được 3 phần vạn chân lý áo nghĩa ta hiện tại thể nội chân lý áo nghĩa tổng số, đạt tới 10 phần vạn. Về sau ta lĩnh hội thánh đạo quy tắc tốc độ, hẳn là có thể trở nên càng nhanh. Trương Nhược Trần sở dĩ đến độ chân lý chi hải, chính là vì cướp đoạt chân lý áo nghĩa. Đương nhiên, vượt qua tầng thứ 5 hải vực cùng tầng thứ 6 hải vực, hắn hết thảy thu hoạch được tiến vào chân lý thần điện tu luyện thời gian 4 năm. Nếu là hiện tại liền tiến vào chân lý thần điện bế quan, 4 năm sau, Trương Nhược Trần nhất định có thể ngộ ra hậu thổ tiểu thế giới tầng cảnh giới thứ hai, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn thánh đạo tu vi cũng nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, liền xem như tu luyện tới 6 bước thánh vương cảnh giới, cũng là có khả năng sự tình. Thánh vương khác, khẳng định sẽ đi bế quan, dù sao thời gian 4 năm, đối với thọ nguyên đã lâu thánh vương mà nói, cũng liền một cái trước mắt thoáng qua. Nhưng là, trường nhược trần nhưng không có thời gian, thời gian 4 năm với hắn mà nói, quá quý giá, đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Chờ hắn 4 năm sau xuất quan, khả năng toàn bộ côn lôn giới, đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu thân nhân cùng bằng hữu đều đã hóa thành trong chiến hỏa cho tàn. Thời gian a, thời gian, thời gian là sao như thế gấp gáp, ép tới hắn khó mà thở dốc, không có một khắc có thể buông lòng. Chỉ có đi tìm tu di thánh tăng truyền thừa, tu vi của ta mới có thể càng nhanh đột phá, so bế quan tốc độ tu luyện càng nhanh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, bởi vì Trương Nhược Trần là tại đi vào chân lý thiên vực năm thứ hai vượt qua tầng thứ năm hải vực cùng tầng thứ sáu hải vực, cho nên không cách nào thu hoạch được khen thưởng thêm, không cách nào vì quảng hàn giới đoạt đến tu luyện danh ngạch. Trương Nhược Trần sau khi đi, chân lý chi hải bên bờ, đều là đang sôi nổi nghị luận. Trương Nhược Trần tu vi hẳn là bốn bước thánh vương, hoặc là năm bước thánh vương, chơi ạ, à, lấy tu vi như vậy cảnh giới, vậy mà kém một chút đánh bại tầng thứ bảy hải vực người thủ quan. Các người phải biết, Trương Nhược Trần đi vào chân lý thiên vực tu luyện cũng mới thời gian hơn một năm. Tiếp qua mấy năm, hắn nhất định có thể vượt qua tầng thứ bảy hải vực, thậm chí là tầng thứ tám hải vực. Tương lai, hắn nói không chắc có thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực. Không thể nào, cho dù là trong thập đại thần truyền đệ tử, cũng chỉ có như vậy một hai người vượt qua tầng thứ 9 hải vực. Mà lại, bọn hắn hay là bởi vì chân lý thần điện hết sức ủng hộ, có thể một mực tại trong thần điện tu luyện, lại có thần tự mình dạy bảo, hơn nữa còn áp chế tu vi hơn 100 năm mới làm đến một bước kia. Vượt qua tầng thứ 9 hải vực, tiến vào tầng thứ 10 hải vực, chính là truyền thuyết, nào có dễ dàng như vậy làm đến. Kỳ thật, tại trong cùng thế hệ, Trương Nhược Trần cũng chưa chắc vô địch. Trước đó không lâu, hắc lăng tử kia, chẳng phải vượt qua tầng thứ sáu hải vực. Còn có thiên tinh thiên nữ điện hạ, nàng cũng cùng tầng thứ bảy hải vực người thủ quan đối chiến thật lâu, không thể so với trương nhược trần yếu bao nhiêu. Tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, có mấy đạo núp trong bóng tối bóng người, lại là rời đi chân lý chi hải, lặng yên hướng trương nhược trần đi theo. Trương nhược trần đi vào không linh đảo, chính là trông thấy phong nham cùng hạng sở nam bày xong một loạt vò rượu, tại trong đình chờ hắn. Tới, tới, rốt cuộc đã đến. Phong Nham cùng hạng sở nam đứng dậy, giống như là sớm thương lượng xong đồng giặc, đồng thời nói ra, chúc mừng đại ca vượt qua tầng thứ 6 hải vực, từ đó về sau, quét ngang chân lý thiên vực, không người có thể địch. Trương Nhược Trần giờ khóc giờ cười, đi vào trong đình, nói cái gì quét ngang chân lý thiên vực, tu vi cảnh giới của ta, còn kém rất xa. Thế nào, hai người các người bế quan đằng sau, vượt qua tầng thứ mấy hải vực. Hạng sở nam thở dài một tiếng, ta liền miễn cưỡng vượt qua tầng thứ 6 hải vực, mới vừa tiến vào tầng thứ 7 hải vực, chính là rơi vào trong biển phong nham rất là im lặng nói các ngươi hai cái biến thái ta thế nhưng là chân lý thần điện nhất đẳng thiên kiêu nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy lại bị các ngươi cho vượt qua ta bại bởi tầng thứ sáu hải vực người thủ quan không thể vượt qua trương nhược trần hỏi ta bế quan hơn một năm nay có cái gì đại sự phát sinh không không có hạng sở nam trực tiếp lắc đầu phong nham khẽ hừ một tiếng tại sao không có đại sự phát sinh người xuất quan trong khoảng thời gian này không đã trải qua lọt vào mấy lần ám sát hạng sở nam hì hì cười một tiếng việc nhỏ đều là việc nhỏ trương nhược trần nhíu mày hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra phong nham nói việc này ta vận dụng rất nhiều quan hệ đi thăm dò đã có manh mối sát thủ đến từ thiên sát tổ chức cố chủ là thiên đường giới phe phái một vài đại nhân vật hẳn là hai người các ngươi tại phong thần đài trận kia giết chóc chọc giận vài tòa đại thế giới kia một chút nhân vật già cả cho nên bọn hắn bỏ ra giá trên trời đi mời sát thủ muốn trả thù trở về lúc ấy đại ca biến hóa bộ dáng, bọn hắn không thể xác định thân phận của ngươi, bởi vậy, tam đệ cũng liền trở thành bọn hắn chủ yếu ám sát đối tượng. Tại phong thần đài, Trương Nhược Trần cùng hạng sở nam giết không ít thiên đường giới phe phái trọng yếu anh kiệt, bao quát thiên quỹ giới lãnh thụ phong kiếm, còn có một số thần tôn cùng đế tử. Trận này giết chóc, nhất định là chọc giận thiên đường giới phe phái một chút cường giả thế hệ trước. Trương Nhược Trần ánh mắt, âm trầm tới cực điểm, nói, nơi này ở vào chân lý thần điện khu vực hạch tâm, thiên sát tổ chức sát thủ, cũng có thể xâm nhập tiến đến ám sát. Cho nên nói, bọn hắn nhất định là mở ra giá trên trời. Phong Nham lại nói, việc này, ta đã bẩm báo phía trên. Thiên sát tổ chức hoàn toàn chính là khiêu khích, đã vượt qua chân lý thần điện danh giới cuối cùng, chân lý thần điện sẽ nhất định là muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn nặng nề. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói, sở nam, đều là ta liên lụy ngươi. Đừng, đại ca, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, cái gì liên lụy không liên lụy. Đột nhiên, hạng sở nam giống như là nghĩ tới điều gì thấp giọng nói đúng rồi đại ca người gần nhất phải cẩn thận một chút thiên tinh thiên nữ khắp nơi đang tìm ngươi đã tới không linh đảo tìm ngươi tốt mấy lần hiện tại rất nhiều tu sĩ đều đang đồn ngươi cùng nàng xe chấn qua quan hệ không phải bình thường có phải thật vậy hay không phong nham cũng là tinh thần chấn động xít tới lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc nói ta cũng nghe nói việc này liền ngay cả thần truyền đệ tử ở giữa cũng đều có một ít tin đồn nói một cái gọi lâm nhạc không gian tu sĩ, cùng thiên tinh thiên nữ phát sinh không thể miêu tả sự tình. Lâm nhạc kia, khẳng định chính là người không thể nghi ngờ. Đại ca, người thật lợi hại như vậy, đem thiên tinh thiên nữ đều ngủ rồi. chương 1713, đại ca nữ nhân. Thiên tinh thiên nữ vậy mà tìm tới không linh đảo, xem ra là đã biết, hắn cùng phong nham có quan hệ không giống bình thường. Nàng này, nhất định là bởi vì thần tuyền mới có thể bốn chỗ tìm hắn. Thế nhưng là vào tay tuyệt đại đa số thần tuyền đều giao cho thiên sơ tiên tử, trương nhược trần trên thân, cũng liền chỉ còn gần vạn giọt thần tuyền mà thôi. Những thần tuyền này, chỉ sợ là không thỏa mãn được thiên tinh thiên nữ khẩu vị. Đến lúc đó, thiên tinh thiên nữ hỏi thăm 10 vạn giọt thần tuyền kia hạ lạc, trương nhược trần nên như thế nào giải thích đâu. Cuống hồ, trương nhược trần cũng không có dự định, đem còn lại thần tuyền đều giao cho nàng, chuẩn bị giữ lại dùng riêng. Thế nhưng là kể từ đó, lại phải như thế nào mới có thể từ thiên tinh thiên nữ nơi đó đạt được tu di thánh tăng dâu dài, thăm dò được tu di thánh tăng viên tịch chi địa tin tức. Nghĩ đến tu di thánh tăng dâu dài, Trương Nhược Trần nhịp tim có chút tăng tốc. Đạt tới tu di thánh tăng như thế cảnh giới, quy tắc nhất định là đã hòa tan vào toàn thân mỗi một chỗ, trong một sợi dâu dài, chỉ sợ cũng là dung nhập có đại lượng quy tắc, bên trong khẳng định có thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Nói một cách khác, Trương Nhược Trần chỉ cần đạt được sợi dâu dài kia liền có thể trực tiếp quan mộ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, từ đó nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ ít hiện giai đoạn, sợi dâu dài kia đủ để trèo chống trương nhược trần tu luyện trương nhược trần ngón tay vuốt vuốt cái cằm cẩn thận suy nghĩ làm sao không đem thần tuyển giao ra lại có thể từ thiên tinh thiên nữ nơi đó đoạt đến dâu dài không bằng trực tiếp đoạt hai người nhất định là sinh tử đại địch còn nói gì đạo nghĩa liền ngay cả thiên tinh thiên nữ chính mình cũng đã buông lời tại trương nhược trần đột phá đại thánh cảnh giới trước đó liền muốn giết hắn cướp đoạt trong cơ thể hắn chân lý áo nghĩa bởi vậy đối với thiên tinh thiên nữ trương nhược trần là không có chút nào khách khí nàng này, gia đại nghiệp đại, nghèo đến chỉ còn lại có vô số tài nguyên cùng bảo vật, vừa vặn cướp sầu tế chính mình. Không được, Trương Nhược Trần lập tức lắc đầu, trước không đề cập tới thiên tinh thiên nữ tự thân thực lực cường đại, bên người nàng tròm dâu dài cùng mù loa, đều là kẻ khó chơi, Trương Nhược Trần hiện tại hơn phân nửa là không cách nào chiến thắng. Nếu là cứng rắn đoạt, 89 phần 10 sẽ không thành công, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Phong Nham cùng hạng sở nam gặp Trương Nhược Trần chậm chạp không trả lời, ngược lại trên mặt, khi thì lộ ra thần sắc mừng rỡ, khi thì lại nhíu mày, cuối cùng thậm chí chính mình cũng nở nụ cười. Hai người liếc nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất là tại hướng đối phương nói, xem ra đại ca là thật đem thiên tinh thiên nữ ngủ. Phong nham trong miệng phát ra chật chật thanh âm, vô cùng bội phục nói, đại ca chính là đại ca, cầm xuống thiên tinh thiên nữ, đơn giản chính là chiến lược tính thắng lợi. Thiên tinh văn minh tại trong từng cái cổ văn minh, tuyệt đối là ba vị trí đầu tồn tại, nội tình thâm hậu, chư thần san sát, liền ngay cả thiên cung đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Mà thiên tinh thiên nữ, có thể nói là Thiên Tinh Văn Minh Nguyên hội này đến nay, thiên tài cấp cao nhất, càng là bản nguyên trưởng khống giả, có thể nói sau này nhất định là sẽ trở thành Thiên Tinh Văn Minh Thiên hậu, chúa tể một cái văn minh. Thiên đình giới từng cái đại thế giới thần tử cùng lãnh tụ, từng cái cổ văn minh thiên tử, thậm chí liền ngay cả địa ngục giới Nghịch Thiên Anh Kiệt, đều muốn cưới nàng, từ đó cùng Thiên Tinh Văn Minh thành lập bền chắc không thể phá được liên minh quan hệ. Đại ca nếu là có thể chính thức cưới Thiên Tinh thiên nữ, vô luận là đối với Quảng Hàn giới hay là Côn Lôn giới, đều nắm chắc chi không hết chỗ tốt coi như không phải cưới, chỉ là thì tin tức này truyền đi, chính là đủ để cho rất nhiều lão bối đại nhân vật vì đó lo nghĩ. Ngay sau đó, Phong Nham tiếp tục nói, bất quá, Lâm Nhạc cùng Thiên Tinh Thiên Nữ xe chấn tin tức truyền ra về sau, Lâm Nhạc đã trở thành mục tiêu công kích. Cho dù Thiên Tinh Thiên Nữ tự mình ra mặt phủ nhận việc này, những thiên kiêu nhân kiệt truy cầu Thiên Tinh Thiên Nữ kia, vẫn như cũ là tức giận không thôi, rất nhiều đều đã buông lời, muốn cùng Lâm Nhạc sinh tử quyết chiến. Trong đó bao quát người một vị người quen biết cũ, thụy á giới tân tấn lãnh tụ vong hư may mắn bọn hắn chỉ biết lâm nhạc không biết trương nhược trần nếu không không linh đảo này chỉ sợ là không được an bình trương nhược trần cười nói đã có nhiều người như vậy biết quan hệ của ta và ngươi việc này cũng không khó tra dừng một chút phong nham lại nói thiên đường giới phe phái tu sĩ rất có thể đã đoán được cùng tam đệ cùng một chỗ tại phong thần đài chế tạo giết chóc vị không gian tu sĩ thần bí kia chính là ngươi trương nhược trần ngược lại là không quan trọng dù sao địch nhân của hắn đã nhiều không kể xiết cũng không để ý lại nhiều một nhóm. Về phần cưới thiên tinh thiên nữ, từ đó đổi lấy thiên tinh văn minh duy trì, việc này, Trương Nhược Trần không chút suy nghĩ qua. Nếu là thật sự làm như vậy, cuối cùng khẳng định là cái gì cũng không chiếm được, ngược lại Trương Nhược Trần sẽ bị thiên tinh thiên nữ xem như thánh quả đồng dạng ăn hết. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm phong nham trên người tiên hạc lam thiên bào, lập tức nhãn tình sáng lên, cười nói, nhị đệ là bao lâu trở thành thần truyền đệ tử. Cũng liền chỉ là thần truyền đệ tử mà thôi, nếu là trở thành thập đại thần truyền đệ tử một trong mới thật sự là lợi hại bỗng dưng phong nham nghiêm mặt nói ta nhận được tin tức côn lôn giới gần đây sợ rằng sẽ phát sinh biến đổi lớn đại ca có tính toán gì hạng sở nam hiển nhiên là đã biết liên quan tới trương nhược trần một số việc nói năng thô lỗ nói đại ca nếu gia nhập quảng hàn giới cũng đừng có lại đi để ý tới côn lôn giới phá sự quản nó có biến đổi lớn hay không chính mình tiêu giao tự tại mới trọng yếu nhất trương nhược trần lại là lâm vào trầm mặc côn lôn giới cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ nếu là côn lôn giới gặp kiếp nạn, hắn làm sao có thể làm được chỉ lo thân mình. Tựa như lúc trước những thánh minh con dân không muốn tiến vào càn khôn giới kia, biết rõ lưu tại côn lôn giới có khả năng sẽ gặp phải trả thù cùng ức hiếp, nhưng lại vẫn như cũng lựa chọn lưu lại, phần tình cảm sinh trưởng ở địa phương kia rất khó khăn dứt bỏ. Cố thổ khó rời, người sinh ra ở chỗ nào, chỗ đó liền chân quý nhất. Đúng lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, mặt đất rung động nhẹ nhẹ, trong nháy mắt, trên không linh đảo phòng ngự trận pháp toàn bộ đều bị kích hoạt chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thiên sát tổ chức sát thủ lại tới. Phong nhàm ánh mắt trầm xuống, có nồng đậm tức giận, từ trên thân phát ra. Cộc cộc, tiếng bước chân rồn dập vang lên, một vị thị nữ, bước nhanh đến, nói, bẩm báo thiếu ra, thiên tinh thiên nữ điện hạ lại tới. Trương Nhược Trần, cho bản thiên nữ cút ra đây, bản thiên nữ biết người bên trong. Thiên tinh thiên nữ thanh âm vang lên, đồng thời càng ngày càng gần. Thiên nữ điện hạ, nơi này là không linh đảo, thần truyền đệ tử phong hề tu luyện bí phủ, Bản thiên nữ chẳng cần biết ngươi là ai tu luyện bí phủ, nếu là hôm nay Trương Nhược Trần không ra gặp ta, bản thiên nữ chính là muốn cường công đi vào, phá hủy Không Linh đảo này. Lập tức Thiên Tinh thiên nữ đúng là thật phát động công kích, đánh ra từng đạo lôi điện, đánh vào Không Linh đảo trên lồng ánh sáng phòng ngực, khiến cho hòn đảo không ngừng rung động. Tới thật đúng là nhanh, Trương Nhược Trần hít một tiếng, Phong Nham nhíu mày, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói: "Đại ca, ngươi có phải hay không dự định bội tình bạc nghĩa, cho nên mới sẽ chọc giận Thiên Tinh thiên nữ?" hạng sở nam vuốt vuốt đầu nói việc này khó làm a à, đại ca đã có linh ghi tẩu tử đương nhiên là không thể lấy thiên tinh thiên nữ hung bà nương kia đại ca nếu không ngươi vận dụng không gian truyền tống trận đào tẩu trốn không thoát thiên tinh thiên nữ nhất định là đã phong bế không gian trương nhược trần nói hạng sở nam nói vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn ta lão hạng xuất thủ đi đưa nàng đuổi đi thế nhưng là nàng dù sao cũng là đại ca nữ nhân ta làm sao hạ thủ được nếu không trốn trước, bằng vào không linh đảo phòng ngự đại trận, coi như thiên tinh thiên nữ có thông thiên chi năng, hẳn là cũng công không phá được. Phong Nham nói, Trương Nhược Trần trầm tư nửa ngày, lập tức lắc đầu, nói, được rồi. Cuối cùng là phải đối mặt, nếu nàng đã tìm đến, ta chỉ thấy nàng một mặt. Không linh đảo phòng ngự trận pháp đóng lại, mang theo mạng che mặt thiên tinh thiên nữ, hấp tấp tiến vào trong đảo, một phái hương sư vấn tội bộ dáng. Tròm dâu dài cùng mù lòa cùng sau lưng nàng, rất nhanh, ba người chính là đi vào phía ngoài đình nhìn thấy ngồi tại trong đình uống rượu trương nhược trần thiên tinh thiên nữ lửa giận trong lòng càng lớn ngang ngược mà nói người không liên quan cũng chờ cho bản thiên nữ lui xuống đi trong viện thị nữ cùng đệ tử ánh mắt đều là nhìn chăm chú về phía phong nham